Đỉnh phong thiên hạ, Lục Lâm Thiên. Tập 116. Nhìn vẻ mặt của mọi người, Lục Lâm Thiên thở dài, nhân tính vốn là như vậy, nếu như thực lực của hắn và giới chủ Linh Vũ rơi yếu một chút, sợ rằng mọi người cũng không e ngại như hiện tại mà còn cướp đoạt Vô Tự Thiên Thư trong tay hắn. Sao nào, ngươi không có cách nào quyết định sao? Giới chủ Linh Vũ rơi âm trầm nhìn Lục Lâm Thiên hỏi, khí tức âm hàn chậm rãi lan tràn. Không cần quyết định. Lục Lâm Thiên vừa mới nói xong thân thể đã đạp không đi lên, mắt nhìn ngọn núi cực lớn trước mặt, trường bào màu xanh tung bay, sáu bản Vô Tự Thiên Thư trong tay lập tức bay ra. Siêu 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 siêu. Sáu bản Vô Tự Thiên Thư bay về Upsilon Tê ra, trong lúc vô hình bị khí tức mênh mông ảnh hưởng, vô số bí văn xuất hiện. Sáu chữ phiêu, thống, hiệp, giải, tâm, thiệt, linh to tròn hiện lên. Sáu bản Vô Tự Thiên Thư lơ lửng trên không trung, bí văn đại thịnh, từng đạo quang mang huyền ảo tương liên. Sáu cỗ quang mang hoe vân ảo tương liên hội tụ thành một cỗ quang mang giống như vòng xoáy. Uy năng ầm ầm tăng lên, khiến cho không trung trực tiếp run run. Ánh mắt giới chủ Linh Vũ giới chớp động, dưới cỗ khí tức mênh mông của Vô Tự Thiên Thư thân thể hắn cũng run lên, ánh mắt không ngừng chấn động. Vô Tự Thiên Thư trong truyền thuyết A. Ánh mắt mọi người đều nhìn lên trên không trung, vì sáu bản Vô Tự Thiên Thư mà cảm thấy rung động. Đồng thời cũng vô cùng nghi hoặc gì sao Lục Lâm Thiên lại xuất ra sáu bản Vô Tự Thiên Thư này. Siêu. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Lục Lâm Thiên nhìn sáu bản Vô Tự Thiên Thư đang xoay tròn, cánh tay khẽ phất, ba đạo lưu quang trong ống tay lần nữa bắn ra. Ba đạo lưu quang vừa mới xuất hiện, khí tức kỳ lạ lan tràn. Tiếp đó dường như cũng bị dẫn dắt, nhanh chóng hội tụ với sáu bản Vô Tự Thiên Thư phía xa. Quang mang trên ba đạo lưu quang thu liễm một chút. Lúc này mọi người mới có thể nhìn rõ, vật trong ba đạo lưu quang này rõ ràng chính là ba bản Vô Tự Thiên Thư. Vô Tự Thiên Thư, là ba bản Vô Tự Thiên Thư. Ba bản Vô Tự Thiên Thư còn lại không ngờ cũng ở trên tay Lục Lâm Thiên. Trên người Lục Lâm Thiên hóa ra có bốn bản Vô Tự Thiên Thư A. Ba bản Vô Tự Thiên Thư trên người Lục Lâm Thiên vừa mới xuất hiện lập tức khiến cho mọi người ngạc nhiên, từng ánh mắt ngây ngốc nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Ai cũng thật không ngờ trên người Lục Lâm Thiên còn có ba bản Vô Tự Thiên Thư, tất cả đều ở trên người Lục Lâm Thiên. Chuyện này không có bất kỳ ai biết rõ, mà ngay cả mấy người Nam Thúc, Hàn Băng Đại Đế, Thánh Thủ Linh Đế cũng không có cách nào tưởng tượng ra, hóa ra trong tay Lục Lâm Thiên không ngờ lại có nhiều Vô Tự Thiên Thư như vậy. Ánh mắt giới chủ Linh Vũ giới sáng ngời, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, rõ ràng hắn cũng thật không ngờ ba bản Vô Tự Thiên Thư còn lại đều ở trên người Lục Lâm Thiên. Chín bản Vô Tự Thiên Thư. Giờ phút này Lục Lâm Thiên đạp không mà đứng, ánh mắt có chút chờ mong nhìn chín bản Vô Tự Thiên Thư đang hội tụ trước mắt. Trong lúc mơ hồ còn có tiếng sấm minh vang vọng, quang mang bên trên ngày càng chói mắt. Chín bản Vô Tự Thiên Thư xoay tròn, từng đạo quang mang đan vào nhau, trong lúc mơ hồ dường như có xu thế kết nối vào với nhau. Ông ông! Tiếng sấm minh trên chín bản Vô Tự Thiên Thư ngày càng mạnh, quang mang cũng ngày càng chói mắt. Cuối cùng, chín bản Vô Tự Thiên Thư dưới quang mang chói mắt trực tiếp hội tụ lại một chỗ. Chín bản Vô Tự Thiên Thư hội tụ, cả không gian tràn ngập quang mang vạn trượng, tựa như mặt trời lên cao vậy. Ầm ầm. Trong nháy mắt này, trong không trung quang mang vạn trượng, chín chữ linh, phiêu, thống, hiệp, giải, tâm, liệt, tề, thiện, chín chữ to giống như chín đạo sấm sét xuất hiện mang theo tiếng sấm vang vọng. Cả không trung tràn ngập tiếng sấm minh, chín chữ linh, phiêu, thống, hiệp, giải, tâm, liệt, tề, thiện bắn ra, chín chữ giống như chín đạo quang trụ chói sáng mang theo cỗ năng lượng mênh mông tới cực điểm khuếch tán. Chín chữ to xoay tròn, chín bản Vô Tự Thiên Thư hội tụ lại một chỗ, lập tức hóa thành một đồ án chữ vạn lớn bằng bàn tay. Chín bản Vô Tự Thiên Thư hóa thành đồ án chữ vạn. Trong sát na, một cỗ khí thức cổ xưa, man hoang, giống như thiên địa sơ khai chậm rãi từ trong đồ án chữ vạn tràn ra. Dưới cỗ khí tức này, cơ hồ tất cả đế giả có mặt biến sắc, toàn thân không tự chủ được mà run rẩy, chỉ cần là người nhìn qua chữ vạn đang tỏa ra quang mang, thân thể cùng với linh hồn sẽ trực tiếp rung động. Dưới uy áp khủng bố, cơ hồ tất cả đế giả không dám nhìn thẳng, chỉ khẽ ngẩng đầu, dưới uy áp này, linh hồn lực mọi người trực tiếp run rẩy giống như muốn nổ tung. Cỗ uy áp cực lớn này mênh mông vô cùng. Đồ án chữ vạn tuy rằng chỉ nhỏ bằng bàn tay thế nhưng lại khiến cho tất cả đế giả ở phía dưới lúc này cảm thấy mình nhỏ bé không nói nên lời,
chỉ là một khối đá nhỏ trong thiên địa mênh mông, chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ mênh mông vậy. Ầm ầm, trên không trung, trong chín chữ linh, phiêu, thống, hiệp, giải, tâm, liệt, tề, thiện lần nữa vang lên tiếng sấm minh. Khi chín chữ đều rơi vào trong đồ án chữ vạn kia thì quang mang trên đồ án chữ vạn càng thịnh, quang mang bắn ra bốn phía. Ông, đồ án chữ vạn giống như mặt trời lên cao mang theo tiếng sấm nổ mạnh bắn về phía ngọn núi khổng lồ phía trước. Quang mang từ trong chữ vạn lan tràn ra, dễ dàng xuyên thấu bình chướng vô hình ngoài ngọn núi, trực tiếp lao thẳng về phía ngọn núi khổng lồ. Thoạt nhìn khoảng cách cũng không quá xa, đồ án chữ vạn đi qua, dường như bay về phía xa xăm của vũ trụ, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Mà trong sát na này ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú về phía trước đột nhiên biến đổi, ngọn núi khổng lồ phía trước lúc này đang lặng lẽ run lên. Ầm ầm, ngọn núi khổng lồ run lên, cả mặt đất rung chuyển. Dưới ánh mắt chăm chú của chúng đế, tầng mây dày đặc vẫn luôn bao phủ trên không trung giờ phút này đột nhiên di chuyển, biển mây cuồn cuộn, thiên địa rung chuyển, quang mang đại thịnh. Trời ạ, rốt cuộc nơi đó là nơi nào? Cũng không biết là ai rung động nói ra câu này, cơ hồ tất cả ánh mắt lập tức nhìn về phía xa. Trên ngọn núi khổng lồ kia vốn đỉnh bị biển mây mù bao phủ, không thể nhìn thấy đỉnh núi, thế nhưng lúc này biển mây cuồn cuộn di chuyển, trên trời xanh đột nhiên hiện ra một mảnh tinh không vô tận. Trời xanh mênh mông, ngọn núi khổng lồ đứng sừng sững trong thiên địa. Tinh không mênh mông kia có vô số ngôi sao cực lớn, giống như ở ngay trước mặt bọn họ. Một cỗ khí tức cổ xưa, giống như thiên địa sơ khai, man hoang lặng lẽ không một chút tiếng động lan tràn tới. Đây là một cỗ khí tức cổ xưa giống như man hoang, thiên địa sơ khai. Lúc này dường như đang từ ngọn núi cực lớn và không gian hư vô mênh mông trước mặt truyền tới. Khiến cho tất cả đế giả không khỏi chú ý. Trong này có đại cơ duyên sao? Dưới cỗ khí tức cổ xưa, man hoang này chúng đế giả lập tức cảm thấy tim đập nhanh hơn, giống như có một cỗ lực lượng mênh mông vô cùng đang vẫy gọi mình vậy. Xông lên, đi đoạt đại cơ duyên trước. Chúng đế giả lúc này nào có để ý chín bản vô tự thiên thư là do Lục Lâm Thiên hội tụ a. Lúc này cấm chế vô hình chung quanh ngọn núi khổng lồ trước mắt giống như đã được giải, cho nên mọi người lập tức lao về phía ngọn núi cực lớn kia. Siêu siêu. Trong nháy mắt ngắn ngủi có mười mấy đạo thân ảnh giống như thiểm điện phóng về phía trước dường như sợ người khác ngăn cản. Nếu như có thể đạt được đại cơ duyên, sau này cũng không cần sợ Lục Lâm Thiên nữa. Nhưng những đế giả này nhanh chân hơn thì cũng chết nhanh hơn. Ngay khi thân ảnh xẹt qua không trung, vốn tưởng rằng sau khi cấm chế vô hình được giải sẽ không còn chuyện gì khác. Ai ngờ thân thể vừa mới đặt chân vào bên trong hư không đột nhiên có mấy đạo quang trụ chói mắt giống như thiểm điện đánh xuống. Ầm ầm ầm. Trong sát na, hơn 10 đế giả có hơn phân nửa lập tức bị đạo quang trụ chói mắt này đánh vào thân thể. Căn bản không có một chút lực chống cự nào. Tổng cộng 8 đế giả đã tan thành mây khói. Linh hồn phân thân và hồn anh cũng biến mất, không thể chạy ra. 4 đế giả còn lại sắc mặt đại biến, hoảng sợ vòng lại. Lúc này mới có thể bảo trụ được một mạng, thế nhưng lại bị dọa sắc mặt trắng bệch. 8 đế giả, một của Kiền Hiên Đảo, một của Nhật Sát Các, một của Tinh Ngục Ác, một của Thái Công Hoàng Tộc, một là Thác Bạt Hướng của Thác Bạt Hoàng Tộc, còn có một người của Công Tôn Hoàng Tộc, người này chính là thần tử Công Tôn Tông Nguyên. Còn một người là một yêu đế trong yêu tộc. Mà 4 người trốn về theo thứ tự là Thác Bạt Thanh Vũ của Thác Bạt Hoàng tộc, cùng với Thác Bạt Vĩnh Luân, còn có một tán tu yêu đế, tăng thêm một vũ đế nhất trọng của Công Tôn Hoàng tộc. Người này là Công Tôn Thiên Đô, phụ thân của Công Tôn Tông Nguyên. Tiến vào trong thiên chủng không có cách nào lưu lại linh hồn phân thân và hồn anh ở ngoài. Đây chính là điều mà từ thời viễn cổ tới nay tất cả mọi người đều biết rõ. Chết ở nơi này chẳng khác nào là triệt để tan thành mây khói, hồn phi phách tán. Nhìn 8 đế giả tan thành mây khói, vô số đế giả đang kích động lập tức run rẩy, không dám vọng động. Mà của 4 đế chạy trốn, Thác Bạt Thanh Vũ, Thác Bạt Vĩnh Luân, một yêu đế đế cấp sơ giai, tăng thêm Công Tôn Thiên Đô, sắc mặt 4 người lúc này đều trắng bệch, linh hồn rung động. Dưới cỗ khí tức kinh khủng vừa rồi 4 người có thể cảm nhận được rõ ràng nhất sự khủng bố bên trong. Dưới cỗ khí tức này linh hồn 4 người rung động, giống như sắp bị phá hủy. Hừ, muốn chiếm tiện nghi sao? Mà trong khi 4 người này còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì đột nhiên có một đạo thanh âm lạnh lẽo như băng xuất hiện trong tai mọi n người. Ngao! Lập tức một tiếng long ngâm vang lên, thanh âm khiến cho linh hồn người ta run lên,
Sau đó thân ảnh Lục Lâm Thiên trực tiếp xuất hiện trước mặt bốn đế đang còn kinh hãi chưa định thần lại. Huyết lục trong tay tràn ngập màu đỏ, lạnh lẽo như băng, sát khí tràn ngập. Quỷ mộc hồn đao. Trong sát na, Lục Lâm Thiên trực tiếp kéo lê huyết lục trong tay đánh ra một đạo đao mang, lập tức bổ về phía yêu đế có tu vi đế cấp sơ giai. Yêu đế kia giờ phút này bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc, căn bản không có cách nào nhúc nhích nửa phần. Siêu. Đao mang bắn ra, trực tiếp xuyên thấu qua không gian, đao mang giống như loan đao xoay tròn, dễ dàng xuyên thủng qua người yêu đế sơ giai này. Đao mang xuyên qua không mang theo một chút máu tươi nào, cũng không lập tức tiêu tán mà lần nữa phá không xuyên thủng người Thác Bạt Thanh Vũ. Siêu siêu. Ngay sau đó là Thác Bạt Vĩnh Luân, cuối cùng xuyên qua thân thể Công Tôn Thiên Đô rồi biến mất không thấy. Khi đao mang đánh xuống, bốn đế giả vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Còn chưa phục hồi lại tinh thần lúc này hai mắt co rút lại, ánh mắt kinh hãi tới cực điểm. Ken két. Cùng một lúc, thân thể bốn đế giả đột nhiên giãn nứt, vô số đao mang lan tràn ra. Mỗi một đạo đao mang lan tràn ra đều mang theo quang mang màu xanh chói mắt. Siêu siêu. Lập tức vô số đao mang giống như mạng nhện từ trong cơ thể Thác Bạt Thanh Vũ, Thác Bạt Vĩnh Luân, yêu đế đế cấp sơ giai, Công Tôn Thiên Đô tràn ra. Đao mang từ trong bốn thân thể này tràn ra đủ để cắt vỡ không gian tạo thành vết nứt không gian đen kịt. Đao mang trực tiếp bao phủ bốn người vào bên trong, ngay sau đó thân thể bốn đế giả này trực tiếp hóa thành huyết phụ tiêu tán. Ngay cả linh hồn phân thân và hồn anh cũng không kịp chạy ra mà tất cả tan thành mây khói. Hít! Mọi người hít sâu một ngụm khí lạnh, bốn đế giả, trong giây lát đã bị Lục Lâm Thiên đánh chết tại chỗ. Một đao chém bốn khiến cho lòng người rung động. Hừ, lão tử hội tụ đủ 9 bản vô tự thiên thư, thế nhưng các ngươi lại muốn chiếm tiện nghi, vậy thì chết đi. Lục Lâm Thiên đạp không mà đứng, tay cầm huyết lục, ánh mắt như điện, sát ý lan tràn. Thời điểm này hắn phải chấn nhiếp triệt để, chấn nhiếp tuyệt đối mới được. Bằng không khó có thể xong việc. Các đế giả còn lại ngẩng đầu, ánh mắt run rẩy. Vừa rồi Lục Lâm Thiên còn nói không muốn giết những người khác thế nhưng hiện tại lại trực tiếp dùng một đao đổ sát bốn người. Lục Lâm Thiên, người dám giết người Thác Bạt hoàng tộc ta. Giết người Công Tôn hoàng tộc ta, Lục Lâm Thiên, người phải cho ta một câu trả lời. Cùng lúc có hai tiếng thét giận dữ truyền ra, Thác Bạt hoàng tộc hiện tại chỉ còn lại duy nhất một người, đó là Hậu Điền lão tổ. Công Tôn hoàng tộc hiện tại cũng chỉ còn lại lão giả bộ dáng giống như trăm tuổi kia, đây cũng là người có thực lực mạnh nhất trong Công Tôn hoàng tộc. Hậu Điền lão tổ cùng với lão giả tóc bạc của Công Tôn hoàng tộc đạp không mà đứng. Ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên, trong mắt tràn ngập sự giận dữ. Tay Lục Lâm Thiên cầm huyết lục, ánh mắt nhìn chăm chú vào trên người Hậu Điền lão tổ, sát ý trong mắt không thèm giấu lan tràn, nói. Ta hội tụ 9 bản vô tự thiên thư, ai dám chiếm tiện nghi ta giết kẻ đó. Dứt lời, ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn vào lão giả tóc bạc của Công Tôn hoàng tộc nói. Ta và Công Tôn hoàng tộc không có ân oán, ít nhất trước mắt là không. Ta và Công Tôn Tông Nguyên còn có quen biết, thế nhưng ai dám chiếm tiện nghi của ta, ta cũng đành không khách khí vậy. Công Tôn Tông Nguyên đã chết, giao tình tự nhiên chưa từng có. Thế nhưng ta vẫn sẽ cho Công Tôn Tông Nguyên mặt mũi lần cuối, ngươi không trêu vào ta tự nhiên ta sẽ không làm khó ngươi. Thế nhưng ngươi trêu vào ta, ta sẽ không khách khí. Lão giả tóc bạc của Công Tôn hoàng tộc nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt run rẩy, có tức giận, thế nhưng lại không dám phát tác. Thực lực của Lục Lâm Thiên còn đang bày ra đó, hắn có nổi giận cũng không có tác dụng. Bằng vào thực lực của hắn tuyệt đối không đối phó được Lục Lâm Thiên, thực lực quyết định tất cả. Lục Lâm Thiên, ngươi ỷ thế hiếp người, chẳng lẽ tất cả chúng ta lại sợ ngươi? Đúng, ngươi hội tụ 9 bản vô tự thiên thư, cư xê hạn linh vũ, phá toái hư không, khống chế đại lục, lật tay là có thể quyết định sinh tử của người khác, đế giả trong thiên hạ không ai dám không theo. Thế nhưng trước mặt đại cơ duyên bực này người gặp là có phần. Dựa vào cái gì mà ngươi định một mình độc chiếm? Ánh mắt Hậu Điền lão tổ lóe lên, hắn đã sớm biết mình không phải là đối thủ của Lục Lâm Thiên, nhìn thấy vẻ mặt của Công Tôn Diễm Diệt, lập tức lớn tiếng quát với Lục Lâm Thiên. Muốn đối phó với Lục Lâm Thiên này cũng chỉ có thể kích động mọi người cùng đối phó mới có tác dụng. Nghe Hậu Điền lão tổ nói, trước mặt đại cơ duyên quả thực có không ít ánh mắt chấn động. Cực hạn linh vũ. Phá toái hư không, khống chế đại lục, sinh tử người khác trong tay. Đế giả trong thiên hạ không ai dám không theo. Loại đại cơ duyên này đủ để khiến cho tất cả đế giả điên cuồng. Ai,
con rể tốt của ta, ta đã sớm nói những người này đều đáng chết, thế nhưng hết lần này tới lần khác ngươi lại không giết. Đám người này giống như con giận vậy, vô cùng đáng ghét. Giống như một cơn gió lạnh thổi qua, giới chủ linh vũ giới vô thanh vô tức xuất hiện phía sau hai người Hậu Điền lão tổ cùng với Công Tôn Diễm Diệt. Vô thanh vô tức cho nên hai người Hậu Điền lão tổ và Công Tôn Diễm Diệt hao phơn toàn không phát hiện ra. Hai người Thác Bạt Hậu Điền và Công Tôn Diễm Diệt đột nhiên cùng quay người về, dường như nhận thấy cảm giác không tốt, cho nên đồng thời lui ra. Cùng chết đi, đám kiến hôi các ngươi đáng ghét vô cùng. Dưới mặt nạ, trong mắt giới chủ linh vũ giới hiện lên hàn mang, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo, trường bào tung bay, hai tay đột nhiên thò ra khỏi ống tay áo. Đôi tay được khí thức âm hàn bao bọc khiến cho người ta có cảm giác khí thức âm hàn đập vào mặt, linh hồn run rẩy. Lập tức trước đôi tay của giới chủ linh vũ giới xuất hiện một vòng xoáy trong không gian. Bên trong vòng xoáy, khí thức âm hàn tràn ngập ra. Siêu siêu. Trong vòng xoáy âm hàn này có một cỗ lực cắn nuốt ngập trời bao phủ thân thể hai người Thác Bạt Hậu Điền và Công Tôn Diễm Diệt. Dưới vòng xoáy bao phủ, thân thể hai người giống như bị một loại ma lực nào đó bao phủ, toàn thân run lên, sau đó thân thể không còn nằm trong khống chế của hai người mà bị hút về phía vòng xoáy. Trong nháy mắt ngắn ngủi, thân thể hai người trực tiếp bị hút vào trong vòng xoáy âm hàn. A hát, a hát. Hai tiếng kêu thảm thiết lần lượt truyền ra, tất cả chỉ trong sát na. Hai cường giả mạnh nhất trong hai đại hoàng tộc giờ phút này chỉ lưu lại một tiếng kêu thảm thiết. Sau đó thân thể trực tiếp hóa thành mảnh vỡ biến mất trong vòng xoáy âm hàn kia. Tất cả quá nhanh, nhanh tới mức tới bây giờ chúng đế vẫn còn ngây ngốc. Ánh mắt chúng đế giả nhìn qua giới chủ linh vũ giới không khỏi co rúm lại, thực lực của người này dường như so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Coi như giới chủ linh vũ giới này lần trước giơ tay nhấc chân đánh chết huyết kiếm đại đế cũng thôi đi, thế nhưng Thác Bạt Hậu Điền này là vũ đế lục trọng A Hát. Tu vi của Công Tôn Diễm Diệt còn mạnh hơn một chút, đã tới vũ đế lục trọng đỉnh phong. Thế nhưng lúc này hai người ở trong tay giới chủ linh vũ giới chỉ một cái giơ tay nhấc chân đã hồn phi phách tán, tan thành mây khói. Coi như là hiện tại, thực lực tu vi cụ thể của giới chủ linh vũ giới này vẫn là một ẩn số trong mắt mọi người, khó có thể phán đoán ra. Thế nhưng có thể giơ tay nhấc chân đánh chết Thác Bạt Hậu Điền và Công Tôn Diễm Diệt, phần thực lực này không cần nói cũng biết vô cùng khủng bố. Dường như là âm dương linh vũ quyết, lại không hoàn toàn giống, rốt cuộc là thứ gì? Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn giới chủ linh vũ giới, thủ đoạn mà giới chủ linh vũ giới thi triển rõ ràng có dấu vết của âm dương linh vũ quyết. Thế nhưng lại hoàn toàn không giống vậy. Thế nhưng trong lúc mơ hồ khiến cho Lục Lâm Thiên luôn cảm thấy có một loại cảm giác khó hiểu. Còn ai muốn chiếm tiện nghi không? Nếu như muốn thì cứ việc đi lên. Giới chủ linh vũ giới đạp không mà đứng, trường bào khẽ tung bay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua không trung. Chúng đế phía dưới giờ phút này không có ai dám nói chuyện. Thanh Long Hoàng tộc, Huyền Vũ Hoàng tộc, Bắc Cung Hoàng tộc, Độc Cô Hoàng tộc bởi vì có không ít quan hệ với Lục Lâm Thiên cho nên vừa rồi cũng không kích động, lúc này bọn họ lại càng không có hành động gì. Chu Tước Hoàng tộc, Bạch Hổ Hoàng tộc, Thái Công Hoàng tộc, Hiên Viên Hoàng tộc vốn có người kích động, thế nhưng trước mặt chấn nhiếp bọn họ đều lựa chọn trầm mặc. Một Lục Lâm Thiên giết chóc cũng đủ để chấn nhiếp tất cả mọi người, lúc này lại tăng thêm giới chủ linh vũ giới này đương nhiên càng không có ai dám lộn xộn. Cho dù cảm thấy không phục cũng chỉ dám để trong lòng mà thôi. Oanh! Không gian bỗng nhiên lần nữa run lên, ngay tại nơi vừa mới đánh chết tám đế giả, không gian lập tức nổi lên rung động. Một cánh cửa xuất hiện trong không Gina, giống như một cái khe nứt trong hư không vậy. Bên trong có khí thức cổ xưa, man hoang nồng đậm lan tràn ra. Chín bản vô tự thiên thư hội tụ, cánh cửa không gian xuất hiện, chỉ cần rót linh hồn lực vào là có thể tiến tới nơi có đại cơ duyên. Thanh âm của thiên đế giống như từ trên trời sơ vang lên. Cũng giống như từ trên ngọn núi cực lớn trong hư không. Từ trong hư không lập tức có một khối ngọc giản nhỏ bằng bàn tay xuất hiện, bên trên có một cỗ khí tức như có như không lan tràn ra. Ngọc giản vừa mới xuất hiện, ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, tiếp đó lập tức lướt đi. Bàn tay nhanh như thiểm điện chụp vào trong ngọc giản, trực tiếp nắm ngọc giản vào trong tay. Khi tay hắn nắm ngọc giản, Lục Lâm Thiên cũng có chút ngoài ý muốn, vốn hắn cho rằng giới chủ linh vũ giới sẽ đoạt. Thế nhưng không ngờ giới chủ linh vũ giới lại không có một chút hành động nào. Hoàn toàn không có ý tứ cướp đoạt, thậm chí khóe miệng còn nở nụ cười vui vẻ, giống như đã dự liệu từ trước.
Nụ cười của giới chủ linh vũ giới cũng khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thấy có chút bất an. Chu Phượng, người muốn làm gì? Hổ khiếu, người dám. Mà trong khi Lục Lâm Thiên nghi hoặc, phía dưới đã vang lên không ít tiếng quát. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lập tức nhìn xuống phía dưới, sắc mặt hắn tức thì đại biến. Lúc này nhị nữ độc cô Cảnh Văn và Bắc Cung Vô Song đã bị Chu Phượng lão tổ của Chu Tước Hoàng tộc cùng với hổ khiếu lão tổ của Bạch Hổ Hoàng tộc nắm cổ, nhị nữ lập tức bị cấm chế. Vừa rồi tất cả mọi người đều nhìn lên trên không trung, ánh mắt đều chú ý vào trên ngọc giản, không ai chú ý người bên cạnh mình. Tăng thêm thực lực của Chu Phượng lão tổ và hổ khiếu lão tổ vô cùng mạnh mẽ, đột nhiên ra tay phối hợp với lực lượng thời gian và lực lượng không gian. Muốn bắt Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn rất dễ. Siêu siêu, cường giả Độc Cô Hoàng tộc và Bắc Cung Hoàng tộc dưới sự dẫn dắt của Bắc Cung Ân Triều và Độc Cô Việt không lập tức bao vây hai người này lại. Độc Cô Ngạo Vũ và Bắc Cung Kình Thương cũng khẩn trương vây quanh Chu Phượng lão tổ và hổ khiếu lão tổ. Mau thả Vô Song tỷ và Cảnh Văn tỷ. Trong mắt Tiểu Long tràn ngập vẻ giận dữ, ánh mắt hung hăng nhìn vào Chu Phượng lão tổ và hổ khiếu lão tổ. Đám người dương quá, Lục Tâm Đồng, Nam Thúc, Mẫu Đơn, Bạch Linh cùng với những người khác lúc này mới phát hiện ra, muốn ra tay ngăn cản cũng không còn kịp. Lại nói coi như bọn họ có phát hiện căn bản cũng không có cách nào ngăn cản. Thực lực của hai người Chu Phượng lão tổ bằng vào thực lực của bọn họ không có cách nào ngăn cản được. Hổ khiếu lão tổ tuy rằng đã bị thương, thế nhưng trải qua thời gian ngắn khôi phục, dường như đã khôi phục không ít. Mọi người vây quanh Chu Phượng lão tổ và hổ khiếu lão tổ, chỉ tiếc hai người bọn họ dường như hoàn toàn không để ý, căn bản không có để ý tới mọi người. Các ngươi có ý gì? Lục Lâm Thiên giận dữ, trường bào run lên, thanh ảnh nhanh như thiểm điện lao thẳng xuống. Con rể tốt của ta, nếu như ngươi dám động ta cam đoan hai nữ nhân của ngươi sẽ chết. Mà Lục Lâm Thiên vừa mới có động tác, thanh âm âm trầm của giới chủ linh vũ giới cũng truyền ra khiến cho thân ảnh Lục Lâm Thiên vừa mới phóng xuống lập tức dừng lại giữa không trung. Lục Lâm Thiên nhìn qua giới chủ linh vũ giới, trong mắt có hàn ý bắn ra, trầm giọng nói. Chẳng lẽ là ngươi? Đúng vậy, ngươi đoán đúng rồi. Chuyện này quả thực có quan hệ với ta. Là ta bảo bọn họ làm như vậy. Giới chủ linh vũ giới cười nhạt một tiếng, khí tức âm hàn giống như vô thanh vô tức lan tràn. Ngươi bảo bọn họ làm, bọn họ nghe ngươi, ngươi có ý gì? Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, trong lòng càng cảm thấy bất an, dùng thực lực và thân phận của hổ khiếu lão tổ và Chu Phượng lão tổ tại sao lại nghe lời giới chủ linh vũ giới? Trừ phi, mọi người phía dưới nghe vậy không ít người lập tức nhìn về phía giới chủ linh vũ giới. Kỳ thật cũng không có gì. Bởi vì ta là chủ nhân của bọn họ cho nên bọn họ mới nghe ta mà thôi. Giới chủ linh vũ giới mỉm cười, trong ánh mắt lạnh lẽo hiện lên chút vui vẻ. Sự vui vẻ này tràn ngập ngạo khí coi rẻ và khinh thường tất cả mọi người. Bái kiến chủ nhân. Giới chủ linh vũ giới vừa mới dứt lời, hai người Chu Phượng lão tổ và hổ khiếu lão tổ trực tiếp nắm lấy cổ hai người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn quỳ xuống mặt đất, cung kính hành lễ với giới chủ linh vũ giới. Bái kiến chủ nhân. Lập tức trong Chu Tước Hoàng tộc và Bạch Hổ Hoàng tộc, Chu Hoàng lão tổ, Hổ Mãnh, Hổ Uy, ba người trực tiếp quỳ xuống mặt đất, cung kính hành lễ với giới chủ linh vũ giới. Lão tổ, các người làm gì vậy? Trên mặt ba người Chu Loan, Chu Thần Hy, Hổ Tu hiện lên vẻ khiếp sợ. Ánh mắt trực tiếp nhìn về phía lão tổ trong tộc mình đang quỳ xuống mặt đất. Toàn thân run rẩy, ba người quả thực không thể tưởng tượng ra được chuyện này. Trong sát na này, tất cả đế giả trong không trung đều khiếp sợ, đường đường là lão tổ Chu Tước Hoàng tộc và Bạch Hổ Hoàng tộc, thực lực đều đạt tới tình trạng khủng bố, vậy mà lúc này lại thần phục, quỳ gối trước mặt giới chủ linh vũ giới. Cảnh tượng rung động bực này khiến cho vô số đế giả khiếp sợ tới tột đỉnh, đây quả thực là chuyện mà mọi người không thể tin được và ô mọt minh. Con mắt đám người Tử Hiên lão tổ, Nam Thúc, Thánh Thủ Linh đế kinh ngạc tới mức mắt muốn rớt xuống. Lục Lâm Thiên cũng khiếp sợ, Hổ Khiếu, Hổ Mãnh, Hổ Uy, Chu Phượng, Chu Hoàng, những lão tổ này đều là người của thú hoàng tộc A. Thực lực vô cùng khủng bố, tại sao lại gọi giới chủ linh vũ giới là chủ nhân? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Giờ phút này Lục Lâm Thiên cũng kinh ngạc nhìn lên người giới chủ linh vũ giới, có thể làm cho đám người Hổ Khiếu, Chu Phượng lão tổ gọi là chủ nhân, rốt cuộc là hạng người như thế nào A? Người này rốt cuộc là ai? Vì sao lại không dùng bộ mặt thật của mình? Tất cả đứng lên đi.
Cánh tay giới chủ linh vũ giới vung lên, ý bảo đám người Chu Phượng đứng lên. Ánh mắt hoàn toàn không đem mấy lão tổ khủng bố của thú hoàng tộc vào trong mắt mà lập tức nhìn qua Lục Lâm Thiên nói. Người rất kinh ngạc sao? Kỳ thực chuyện này cũng không có gì quá kinh ngạc. Lúc trước ta chỉ vô tình đạt được một ít thân thể đế giả cùng với truyền thừa của tổ tiên Chu Tước hoàng tộc và Bạch Hổ hoàng tộc, cho nên ta giao cho đám người Hổ Khiếu và Chu Phượng. Bằng không tu vi của bọn chúng cũng không tiến bộ nhanh như vậy. Bất quá ở trên đám truyền thừa kia ta lại bố trí một ít thủ đoạn, bọn họ đạt được truyền thừa cho nên cũng đã bị ta khống chế, thần phục với ta, không có cách nào phản kháng. Nói xong, ánh mắt giới chủ linh vũ giới vô cùng đắc ý, giống như đang khoe khang kiệt tác đắc ý nhất của mình vậy. Có thể khống chế Bạch Hổ hoàng tộc và Chu Tước hoàng tộc, đây quả thực là một chuyện đủ để tự hào và khoe khoang. Trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên sự phân vân, xem ra Chu Tước hoàng tộc và Bạch Hổ hoàng tộc đã bị kẻ này nắm trong tay như vậy. Mà Hổ Khiếu lão tổ cùng với đám người Chu Phượng lão tổ hiện tại đã nằm trong sự khống chế của giới chủ linh vũ giới. Ta hiểu rồi, người địa viêm đảo cũng là do ngươi diệt. Vô tự thiên thư trong tay Hổ Khiếu nhất định có quan hệ với địa viêm đảo. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, hiện tại hắn đã nghĩ thông suốt. Khó trách Hổ Khiếu nói hắn biết rõ việc địa viêm đảo bị diệt, thế nhưng lại không nhúng tay vào, chính vì vậy Lục Lâm Thiên mới nghĩ mãi không ra. Nếu như là linh vũ giới thì không có khả năng. 9 bản vô tự thiên thư trong linh vũ giới có 2 bản, 2 bản này Lục Lâm Thiên không ngờ lại ở trong tay Hiên Viên hoàng tộc và Bạch Hổ hoàng tộc. Cho nên ban đầu Lục Lâm Thiên thậm chí còn hoài nghi tới Hiên Viên hoàng tộc, thế nhưng cũng hiểu chuyện này không có khả năng. Địa viêm đảo trong vòng một đêm bị diệt, cả phiến không gian to lớn biến mất trong Đông Hải, muốn làm được điều này nhất định phải có lực lượng không gian cực lớn, hoặc là có thủ đoạn bố trí đại trận che giấu không gian. Trên điểm này có một ít trận pháp hoàn toàn có thể làm được, thế nhưng không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Sau khi biết được Chu Tước hoàng tộc và Bạch Hổ hoàng tộc có quan hệ với giới chủ linh vũ giới, Lục Lâm Thiên lập tức lý giải được tất cả suy đoán trong lòng mình. Kỳ thật tất cả mọi việc đều có sự nhúng tay của Chu Tước hoàng tộc, nhất định Chu Phượng lão tổ và Chu Hoàng lão tổ đều nhúng ta vào. Luận lực không gian, đương nhiên trên đời này không tìm ra ai có lực lượng không gian mạnh hơn bọn họ. Cho dù có cũng rất khó tìm thấy. Theo Lục Lâm Thiên được biết, người lĩnh ngộ lực lượng không gian ở bên ngoài chỉ có Đại Ca Dương Quá và hắn mà thôi. Mà coi như hắn và Đại Ca Dương Quá liên thủ cũng không có cách nào dùng lực lượng không gian bao phủ, che giấu khu vực lớn như vậy. Mà bố trí trận pháp cũng rất khó có thể làm được. Dùng thực lực của địa viêm đảo, đế giả tuyệt đối cũng có, cho nên sẽ nhanh chóng phát hiện ra. Đến lúc đó trận pháp còn chưa kịp bố trí xong đã bị phát hiện. Cho dù không phải là đối thủ thì cũng không đến mức địa viêm đảo vô thanh vô tức bị tàn sát trong đêm như vậy. Nhưng mà có Chu Phượng lão tổ và Chu Hoàng lão tổ này thì có thể làm được. Hai người liên thủ, có khả năng trực tiếp che giấu không gian. Sau đó lại động thủ với địa viêm đảo, như vậy có thể coi như vô thanh vô tức diệt sát địa viêm đảo. Chỉ là Lục Lâm Thiên cũng kinh ngạc, Chu Phượng lão tổ và Chu Hoàng lão tổ đều là hoàng tộc, không thể nhúng tay vào chuyện bên ngoài. Thế nhưng sau khi nhúng tay vào lại không có việc gì. Chẳng lẽ sau khi Chu Phượng lão tổ và Chu Hoàng lão tổ bị người ta khống chế, coi như là người hoàng tộc thì cũng không đồng nghĩa với việc người hoàng tộc nhúng tay vào hay sao? Đúng vậy, địa viêm đảo cũng là do ta diệt. Nghe Lục Lâm Thiên nói, giới chủ linh vũ giới hoàn toàn không có ý tứ phủ nhận mà cực kỳ thỏa mãn nói. Ta cũng có thể nói cho ngươi biết, diệt địa viêm đảo là vì vô tự thiên thư. Ta nhận được tin tức trên địa viêm đảo có vô tự thiên thư, cho nên ta liền diệt bọn chúng. Mấy vạn khôi lỗi trong linh vũ giới chính là dùng mấy vạn đệ tử địa viêm đảo luyện chế mà thành. Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, cũng không phải vì giới chủ linh vũ giới một mình diệt môn địa viêm đảo, hắn cũng từng diệt mấy trăm vạn đệ tử thiên kiếm môn, Lục Lâm Thiên cũng không thèm để ý tới những chuyện này. Mà lúc này hắn đang kinh hãi vì sự sắp xếp của giới chủ linh vũ giới. Tất cả chuyện này dường như giới chủ linh vũ giới đã sắp xếp từ trước đó rất lâu. Con rể tốt của ta, chúng ta làm một số giao dịch được không? Giới chủ linh vũ giới nhìn qua Lục Lâm Thiên, lạnh nhạt cười nói. Lục Lâm Thiên nhìn giới chủ linh vũ giới thật lâu, nhị nữ độc cô Cảnh Văn và Bắc Cung Vô Song bị bắt, muốn cứu người trong tay Chu Phượng lão tổ và Hổ Khiếu lão tổ, lại là cứu hai tuyệt đối khó có thể làm được. Giờ phút này, ba người Chu Hoàng lão tổ, Hổ Mãnh lão tổ, Hổ Uy lão tổ cũng đi tới bên người Hổ Khiếu lão tổ, Chu Phượng lão tổ,
năm cường giả đứng cùng một chỗ khiến cho đám người Bắc Cung Ân Triều cùng với Độc Cô Việt không, Bắc Cung Tinh Mộc bó tay, cũng không dám lộn xộn. Tiểu Long ở bên cạnh giận dữ không thôi, thế nhưng bây giờ đám người Chu Phượng Lão Tổ, Hổ Khiếu Lão Tổ căn bản không thèm để ý tới. Chuyện này khiến cho Tiểu Long phiền muộn không thôi, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Lão Đại, xem Lão Đại sắp xếp. Nhìn Hổ Khiếu Lão Tổ và Chu Phượng Lão Tổ bắt nhị nữ Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Lục Lâm Thiên cúi đầu một lát rồi lập tức ngẩng đầu, hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm về phía giới chủ Linh Vũ giới nói. Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào? Rất đơn giản, ta muốn vật trong tay ngươi. Ta tiến vào trong đại được đại cơ duyên, ngươi có thể lựa chọn rời khỏi thiên trùng. Giới chủ Linh Vũ giới cười nhạt một tiếng, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ giống như đã đoán ra được lựa chọn của Lục Lâm Thiên vậy. Lâm Thiên, không thể đồng ý. Thiếp biết rõ trong lòng chàng luôn nghĩ tới truy cầu cực hạn Linh Vũ, hiện tại cơ hội ở ngay trước mắt chàng, chàng không được bỏ qua. Khi thành công báo thù cho chúng thiếp là được. Độc Cô Cảnh Văn lớn tiếng nói với Lục Lâm Thiên. Đúng vậy, Lâm Thiên, chàng cứ báo thù cho chúng ta là được. Đại cơ duyên này tuyệt đối không thể rơi vào trong tay người này. Nếu như người này đạt được đại cơ duyên nói không chừng cuối cùng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Bắc Cung Vô Song nói. Lục Lâm Thiên nghe vậy như tỉnh ra, Vô Song đã nhắc nhở cho hắn, sau khi người này đạt được đại cơ duyên sợ rằng cũng không bỏ qua cho hắn. Linh Vũ giới bị diệt, người này làm sao có thể bỏ qua mối hận này được. Thế nhưng nhị nữ Vô Song và Cảnh Văn rơi vào trong tay kẻ này, hắn bị người khác uy hiếp, không thể không theo. Chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên bắt đầu đau đầu không thôi. Con rể tốt của ta, rốt cuộc ngươi chọn đại cơ duyên hay là tính mạng của hai người bọn họ. Ngươi nên suy nghĩ cho kỹ, cho dù ngươi đi vào đó thì cũng vạn lần chết một lần sống. Cũng không nhất định ngươi sẽ thu được đại cơ duyên, thế nhưng nếu như ngươi để cho ta vào đó thì có thể giữ lại tính mạng của hai nha đầu này. Còn có Du Thược và Thanh Tuyền, không phải ngươi luôn hy vọng mẫu tử chúng nó có thể tha thứ cho ngươi sao? Mẫu tử chúng nó đang ở ngoài thiên chủng chờ ngươi, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm để cho Du Thược và Thanh Tuyền ở bên ngoài chờ ngươi cả đời hay sao? Nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt giới chủ Linh Vũ giới biến ảo, chậm rãi nói. Ta đi vào trong, ngươi rời khỏi thiên trùng, ngươi có thể đoàn tụ với nữ nhân, nữ nhi của ngươi. Thậm chí ta cũng có thể để cho Chu Tước Nhất Tộc và Bạch Hổ Nhất Tộc sau này nghe lệnh của ngươi. Ngươi là con rể của ta, đây là sự thật. Vì Thanh Tuyền và Du Thược ta cũng không nỡ giết ngươi, bằng không ngươi đã không còn sống tới ngày hôm nay. Cho nên ngươi không cần lo lắng đến lúc đó ta sẽ tới tìm ngươi gây phiền toái. Một khi ta đạt được đại cơ duyên, ngươi là con rể của ta, đến lúc đó ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi tội gì phải tự mình đi vào bên trong. Thanh âm của giới chủ Linh Vũ giới quanh quẩn trên không trung, mọi người cũng nhìn qua Lục Lâm Thiên, không biết Lục Lâm Thiên sẽ lựa chọn như thế nào. Ta làm sao có thể tin tưởng được lời nói của ngươi được. Nếu như ta giao ngọc giản cho ngươi, ngươi không thả người thì ta phải làm sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống. Nhìn giới chủ Linh Vũ giới nói. Bởi vì ta là nhạc phụ của ngươi, cho nên ngươi có thể tin tưởng ta. Giới chủ Linh Vũ giới mỉm cười, dường như có thể đoán được trước được Lục Lâm Thiên vậy. Ta diệt Linh Vũ giới của ngươi, giết nhiều đệ tử Linh Vũ giới của ngươi như vậy, ngươi sẽ từ bỏ ý đồ mới là lạ. Lục Lâm Thiên cũng không tin giới chủ Linh Vũ giới trước mắt. Hai mắt chăm chú nhìn về phía trước, tâm thần hắn tản ra chung quanh, đề phòng người này ra tay. Ha ha! Nghe vậy giới chủ Linh Vũ giới lập tức ngẩng đầu cười ha hả, tiếng cười cuồn cuộn quanh quẩn trong không trung. Nghe tiếng cười của giới chủ Linh Vũ giới, lập tức có không ít người hoài nghi, không biết người này tại sao lại cười, chẳng lẽ Linh Vũ giới bị diệt mà hắn còn vui vẻ như vậy sao? Mãi một lúc lâu sau, tiếng cười của giới chủ Linh Vũ giới mới chấm dứt, nhìn Lục Lâm Thiên nói. Ngươi quá coi trọng Linh Vũ giới rồi. Chu Tước Hoàng tộc và Bạch Hổ Nhất tộc đều nằm trong sự khống chế của ta. Tại sao ta phải coi trọng một Linh Vũ giới nho nhỏ như vậy? Linh Vũ giới, Chu Tước Hoàng tộc, Bạch Hổ Hoàng tộc, đều được ta dùng để tìm kiếm Vô Tự Thiên Thư mà thôi. Ta làm tất cả mọi chuyện cũng chỉ vì tìm kiếm Vô Tự Thiên Thư. Khi trước ta để cho Linh Vũ giới xuất thế rầm rộ như vậy là vì tìm kiếm Vô Tự Thiên Thư. Thế nhưng sau này bởi vì ngươi xuất hiện cho nên ta mới thay đổi chủ ý. Nực cười cho đám người Vân Dương Tông, Thiên Kiếm Môn. Đám con sâu cái kiến kia lại còn đề phòng ta.
Nếu như ta muốn lấy đại lục này thì tùy thời có thể san bằng đại lục thành bình địa. Khống chế tất cả, nực cười, ha ha ha. Nghe vậy đám người Dương Đỉnh Thiên, Linh Hạo Đại Đế biến sắc. Dùng thực lực của giới chủ linh vũ giới hiện tại, cả linh vũ giới ở trong tay hắn quả thực không đáng nhắc tới. Muốn đạt được toàn bộ đại lục cũng vô cùng đơn giản. Ánh mắt Lục Lâm Thiên cũng biến hóa, lúc này hắn không biết lời nói của giới chủ linh vũ giới thật giả ra sao. Thế nhưng có một ít chỗ người này nói thật, bằng vào thực lực bên người của giới chủ linh vũ giới, muốn đạt được cả đại lục quả thực dễ như trở bàn tay. Vân Dương Tông cùng với những sơn môn khác căn bản không có cách nào ngăn cản được. Cho nên một linh vũ giới bị diệt ngươi không cần để ở trong lòng. Ta cũng không để trong lòng, dù sao linh vũ giới cũng không phải là do ta sáng tạo ra. Lúc trước ta nghe nói trong linh vũ giới có một bản vô tự thiên thư cho nên mới tới linh vũ giới. Lúc này ta mới phát hiện ra trong linh vũ giới ngoài vô tự thiên thư ra thì trên người thiên linh đan tôn còn có một bộ công pháp mà ta cảm thấy hiếu kỳ. Cũng chính là âm dương linh vũ quyết mà ngươi tu luyện. Giới chủ linh vũ giới lần nữa nhìn Lục Lâm Thiên cười nói. Âm dương linh vũ quyết, đây là công pháp thần dị mà Lục Lâm Thiên và Độc Cô Ngạo Nam tu luyện, có thể linh vũ song tu sao? Ánh mắt mọi người lóe lên, rốt cuộc mọi người cũng biết được tên gọi của công pháp mà Lục Lâm Thiên và Độc Cô Ngạo Nam tu luyện. Bởi vì âm dương linh vũ quyết cho nên ta mới có một chút tâm tư với linh vũ giới. Tăng thêm cũng cần người tìm kiếm mà linh vũ giới lại có chút phù hợp cho nên ta lại làm giới chủ linh vũ giới. Những năm này ta cũng nghiên cứu âm dương linh vũ quyết không ít, cho nên lúc này mới có chút đột phá, phát hiện ra một ít tác dụng của nó. Giới chủ linh vũ giới cười nói. Ánh mắt Nam Thúc dần dần âm trầm, khí tức trên người cũng nhanh chóng lạnh lẽo, nghịch đồ Nghiêm Đỉnh kia nhất định đã bị người này xúi dục cho nên mới ra tay đánh lén hắn. Giới chủ linh vũ giới, vì vô tự thiên thư, cho nên năm đó ngươi cũng sắp xếp người ra tay với ta, giết nữ nhân của ta. Đúng không? Bắc Cung Kình Thương nhìn giới chủ linh vũ giới, ánh mắt tràn ngập sự giận dữ. Tuy rằng diệt linh vũ giới, thế nhưng trong lòng Bắc Cung Kình Thương hiểu rõ. Người chính thức gây ra chuyện này chính là giới chủ linh vũ giới đang ở trước mắt hắn. Đúng vậy, bởi vì trong Bắc Cung Hoàng tộc các ngươi có vô tự thiên thư, vốn ta chỉ muốn đổi vô tự thiên thư của ngươi. Ai ngờ tên gia hỏa vô dụng kia lại thất bại, tăng thêm cuối cùng ta lại có một ít chuyện cho nên tạm thời không để ý tới Bắc Cung gia tộc các ngươi. Dù sao vô tự thiên thư ở trong Bắc Cung gia tộc các ngươi cũng không chạy thoát. Giới chủ linh vũ giới trực tiếp thừa nhận, lúc này cũng không đặt người Bắc Cung gia tộc vào trong mắt. Là ngươi hại chết nữ nhân của ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bắc Cung Kình Thương gầm lên, thế nhưng cũng chỉ có như vậy mà thôi. Nhi nữ của hắn vẫn còn đang nằm trong tay đối phương, thực lực của hắn cũng không phải là đối thủ của đối phương, muốn báo thù cũng không làm được. Yên tâm một chút, chớ vội, không thể xúc động a. Độc Cô Ngạo Vũ nói với Bắc Cung Kình Thương, lúc này nhi nữ của hắn cũng đang bị đối phương bắt, vẻ mặt hắn vô cùng sốt ruột, thế nhưng cũng không có cách nào. Lục Lâm Thiên, ta làm tất cả chuyện này đều là vì vô tự thiên thư. Hiện tại rốt cuộc cũng hội tụ đủ 9 bản vô tự thiên thư. Khóe miệng giới chủ linh vũ giới nhếch lên nở nụ cười vui vẻ. Trường bào tung bay, khí tức âm hàn chấn động. Xem ra ta cũng bị ngươi lợi dụng vài ngày, tất cả đều nằm trong kế hoạch của ngươi a. Lục Lâm Thiên nhìn giới chủ linh vũ giới, vẻ mặt có chút khó coi, khóe miệng lại nở nụ cười khổ. Ha ha, cũng không tính là lợi dụng, chỉ là hợp tác mà thôi. Giao vô tự thiên thư cho ngươi mới là lựa chọn tốt nhất. Tuy rằng những người này ta không để ở trong mắt thế nhưng lại ở cùng một chỗ cho nên vô cùng đáng ghét. Giới chủ linh vũ giới mở miệng nói, ánh mắt lại lạnh lùng nhìn chúng đế giả phía dưới, mỉm cười nói với Lục Lâm Thiên. Giao vô tự thiên thư cho ngươi những người này cũng không làm phí penta. Mà ngươi nhất định cũng muốn hội tụ 9 bản vô tự thiên thư. Có ngươi ở đây tăng thêm Bắc Cung gia tộc, Độc Cô gia tộc, Huyền Vũ nhất tộc, Thanh Long nhất tộc có quan hệ không tệ với ngươi cho nên bọn chúng sẽ không quấy rối ngươi. Cơ hội ngươi đạt được tất cả 9 bản vô tự thiên thư sẽ lớn hơn nhiều, đồng thời cũng giảm bớt không ít thời gian cho ta. Cuối cùng vô tự thiên thư đều ở trong tay ngươi, tự nhiên ta sẽ có được. Cho nên giao cho ngươi là tốt nhất, vốn ban đầu ta cũng nghi ngờ trong tay ngươi có lẽ không chỉ có một bản vô tự thiên thư. Chỉ là ngươi lại làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Không ngờ ba bản vô tự thiên thư khác đều nằm trong tay ngươi.
Nghe lời nói của giới chủ linh vũ giới, sắc mặt Lục Lâm Thiên cũng không khá hơn bao nhiêu. Không ngờ hắn lại bị lợi dụng lâu như vậy. Giới chủ linh vũ giới rõ ràng sợ mọi người cùng nhau vây công hắn. Linh vũ giới trở thành địch nhân của tất cả mọi người, cho nên giới chủ linh vũ giới mới di chuyển mục tiêu, dứt khoát giao Vô Tự Thiên Thư cho hắn. Giới chủ linh vũ giới này đoán ra bằng vào quan hệ của hắn và Bắc Cung gia tộc, Độc Cô gia tộc, Thanh Long hoàng tộc và những người khác, cho nên quá trình thu thập Vô Tự Thiên Thư sẽ đơn giản hơn không ít. Người này cuối cùng chỉ cần nghĩ biện pháp đoạt Vô Tự Thiên Thư trên tay hắn là được. Mà người này thờ ơ lạnh nhạt, khi hắn chưa xuất ra ba bản Vô Tự Thiên Thư thậm chí còn xúi dục hắn đánh chết tất cả mọi người rồi tìm kiếm. Nếu như không phải trên người hắn có ba bản Vô Tự Thiên Thư, sợ rằng đến lúc đó Lục Lâm Thiên sẽ nghe lời kẻ này, khi đó mọi người bên cạnh khó có cơ hội rời khỏi Thiên Trung. Mà tới thời điểm mấu chốt này, giới chủ linh vũ giới bỗng nhiên ra tay uy hiếp hắn đi vào khuôn khổ. Một lần vất vả muôn đời nhàn nhã, dễ dàng có được đại cơ duyên sau lưng 9 bản Vô Tự Thiên Thư. Tất cả đều nằm trong sự tính toán của giới chủ linh vũ giới. Nghĩ tới đây, Lục Lâm Thiên hận không thể tát vào mặt mình hai cái. Hắn vẫn luôn hoài nghi mục đích của giới chủ linh vũ giới này không đơn giản. Thế nhưng quả thực hắn không nghĩ tới một bước này. Nếu như nghĩ tới sớm hơn một chút, đám người vô song hiện tại có lẽ cũng không bị cấm chế. Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể cười khổ, tất cả chuyện này sợ rằng hắn có nghĩ vỡ đầu cũng khó có thể nghĩ ra. Ai có thể nghĩ tới đường đường là lão tổ Bạch Hổ hoàng tộc cùng với lão tổ của Chu Tước hoàng tộc lại bị giới chủ linh vũ giới này khống chế. Chuyện này căn bản hắn không có biện pháp, giới chủ linh vũ giới này quả thực đủ âm trầm, âm hiểm, tất cả tính toán đều không có chút sơ hở nào. Vô số đế giả dưới không trung nghe giới chủ linh vũ giới nói vậy không khỏi âm thầm cảm thán. Giới chủ linh vũ giới này tính toán tất cả mọi người a. Người này quá kinh khủng, một khi không chú ý sẽ bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay mà còn không biết. Coi như ngươi thắng. Nhìn giới chủ linh vũ giới, ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, có chút bất đắc dĩ. Lục Lâm Thiên, đem đồ vật giao cho ta, nữ nhân của ngươi ta sẽ thả. Huống chi đây cũng là lựa chọn tốt nhất của ngươi. Ngươi có thể cứu được nữ nhân và nhi nữ của ngươi tha thứ. Cần gì phải đi mạo hiểm? Nếu như ngươi chết, Du Thược và Thanh Tuyền làm sao bây giờ? Giao đồ vật cho ta đi, cả đại lục sau này cũng là của ngươi. Đây chính là một giao dịch vẹn toàn đôi đường, ngươi nói có đúng không? Giới chủ linh vũ giới nhìn Lục Lâm Thiên hỏi. Ta làm sao có thể tin tưởng ngươi sẽ thả hai nàng ra? Lục Lâm Thiên cắn răng trầm giọng nói. Ta là nhạc phụ của ngươi, cho nên ngươi phải tin tưởng ra. Huống chi bây giờ ngươi không còn lựa chọn nào khác, không phải sao? Giới chủ linh vũ giới nhìn qua Lục Lâm Thiên, khí tức âm hàn có chút chấn động. Lâm Thiên không được giao cho hắn, cũng không được tin hắn. Độc Cô Cảnh Văn khẽ kêu. Đại cơ duyên so với các nàng mà nói, các nàng còn quan trọng hơn một chút. Lục Lâm Thiên nhìn nhị nữ bị bắt khẽ cười nhạt một tiếng, đồng thời cũng mang theo nụ cười khổ. Bàn tay nắm chặt, ngọc giản nắm trong tay, mắt nhìn giới chủ linh vũ giới trầm giọng nói. Ta đồng ý, thế nhưng phải một tay giao người một tay giao vật. Được, rất sảng khoái. Ngươi rốt cuộc cũng suy nghĩ cẩn thận, ta cũng cao hứng thay cho ngươi. Cũng cao hứng thay cho hai nữ nhân này và Du Thược, Thanh Tuyền. Ánh mắt giới chủ linh vũ giới nhìn qua Bắc Cung Vô Song cùng Độc Cô Cảnh Văn, miệng nở nụ cười nhạt một tiếng rồi nhìn Hổ Khiếu lão tổ và Chu Phượng lão tổ nói. Chuẩn bị thả hai người này. Một tay giao người một tay giao đồ. Lục Lâm Thiên nhìn phía dưới, ánh mắt trầm xuống. Cho tới bây giờ hắn đã không còn bất kỳ lựa chọn nào khác. Thậm chí còn không có ý định nào khác để lừa gạt người này. Sợ rằng dùng bất cứ chiêu thức nào sẽ bị giới chủ linh vũ giới nhìn thấu. Cho nên ở trước mặt người này hắn không định dùng chiêu trò gì. Lục Lâm Thiên dứt lời, một đoàn quang mang bằng chân khí trong tay đã nhanh chóng nâng ngọc giản lên. Cánh tay khẽ vung, lập tức ném ngọc giản trong tay về phía giới chủ linh vũ giới. Đồng thời hai người Chu Phượng lão tổ và Hổ Khiếu lão tổ cùng từ từ buông nhị nữ Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn đang bị cấm chế trong tay ra. Nhìn thấy ngọc giản màu trắng bắn về phía giới chủ linh vũ giới mới triệt để buông tay ra khỏi cổ nhị nữ Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn. Mau tới đây. Cùng lúc, thân ảnh hai người Bắc Cung Ân Triều cùng Độc Cô Việt không cấp tốc nhảy lên, lập tức lao thẳng về phía nhị nữ Độc Cô Cảnh Văn và Bắc Cung Vô Song.
nhanh chóng đánh ra một đạo năng lượng bao phủ nhị nữ vào bên trong. Hai người hỗn đản, mau lùi cho ta. Cùng một lúc, thân ảnh Tiểu Long nhanh như thiểm điện dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi lập tức đi tới trước mặt Hổ Khiếu lão tổ và Chu Phượng lão tổ. Hai tay nắm chặt, hai đạo quyền ấn được hỏa diễm màu vàng bao phủ, không gian chung quanh vặn vẹo. Quyền ấn mang theo nhiệt độ khủng bố phóng về phía hai người Hổ Khiếu lão tổ và Chu Phượng lão tổ. Siêu! Cùng lúc có ba chuyện đồng thời xảy ra, Ngọc Giản xẹt qua không gian đi tới trước người giới chủ Linh Vũ giới. Trong sát na này trong mắt giới chủ Linh Vũ giới hiện lên vẻ kích động. Đương nhiên hắn cũng không quên phòng bị, trường bào khẽ phất lên, một cỗ khí tức âm hàn lập tức phóng ra. Một đạo năng lượng trực tiếp bao phủ Ngọc Giản. Đạo năng lượng này bao phủ Ngọc Giản, ngay khi đạo năng lượng của giới chủ Linh Vũ giới bao phủ Ngọc Giản, trong quang mang bên ngoài Ngọc Giản đột nhiên có một đạo tàn ảnh bằng năng lượng phóng ra. Bên trong đạo tàn ảnh bằng năng lượng có một cỗ năng lượng linh hồn minh mông bàng bạc tuôn ra. Tràn ngập khí tức linh hồn khủng bố mà cực đoan, khiến cho người ta nhìn vào linh hồn lập tức cảm thấy kinh hãi, linh hồn trực tiếp run rẩy. Đây đã là công kích linh hồn mạnh nhất của Lục Lâm Thiên. Khi Lục Lâm Thiên ném Ngọc Giản ra ngoài đã dùng Linh Vũ Quyết bao phủ Ngọc Giản. Linh Vũ Quyết là dung hợp của Linh Vũ, lúc này đạo linh hồn lực này mạnh mẽ phóng về phía trước, hung hăng xẹt qua không gian, năng lượng bàng bạc chút ra. Che giấu công kích linh hồn, Lục Lâm Thiên. Không ngờ ngươi lại dám giở trò trước mặt ta. Ánh mắt giới chủ Linh Vũ giới đột nhiên đại biến, rõ ràng hắn không cảm nhận được Lục Lâm Thiên giở trò gì, bất luận khí tức gì chấn động đều khó có thể tránh khỏi sự dò xét của hắn. Thế nhưng hắn không ngờ lại có biến hóa này xảy ra. Vô thanh vô tức trong Ngọc Giản lại ẩn chứa công kích linh hồn. Siêu! Đạo quang trụ bằng linh hồn kéo theo một chuỗi tàn ảnh. Ngay trong khi va chạm với lực lượng âm hàn chỉ tạo ra một chút chấn động rồi biến mất không thấy gì nữa. Lực lượng thời gian, lực lượng không gian. Chỉ là trong sát na này, Lục Lâm Thiên toàn lực thi triển lực lượng không gian và lực lượng thời gian. Thân ảnh nhanh như thiểm điện xuất hiện trước Ngọc Giản, ngón tay khẽ búng một cái, cuối cùng bàn tay nắm chặt, trực tiếp nắm Ngọc Giản vào trong tay. Siêu! Tiểu Long phất tay đánh ra hai đạo quyền ấn được hảo diễm màu vàng bao phủ. Không gian chung quanh quyền ấn vặn vẹo. Ngay khi đánh tới trước mặt Hổ Khiếu lão tổ và Chu Phượng lão tổ, hai người nhanh chóng thi triển lực lượng không gian và thời gian, không gian trước mặt xuất hiện chấn động, thân ảnh đột nhiên biến mất. Bảo vệ nó. Ánh mắt Bắc Cung Ân Triều và Độc Cô Việt không trầm xuống, phất tay đem Độc Cô Cảnh Văn và Bắc Cung Vô Song giao cho cường giả tổng tộc mình. Bắc Cung Kình Thương và Độc Cô Ngạo Vũ cũng là người thứ nhất đến bên cạnh Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn. Nhìn thấy nhi nữ không có việc gì lúc này hai người mới yên lòng. Siêu siêu. Dứt lời, thân ảnh hai người Bắc Cung Ân Triều và Độc Cô Việt không lóe lên, không gian chung quanh xuất hiện chấn động, trong nháy mắt khi thân ảnh xuất hiện lần nữa đã nổi giận đùng đùng vây cơ nơ hai người Chu Phượng lão tổ và Hổ Khiếu lão tổ. Những cường giả khác trong Bắc Cung Hoàng tộc và Độc Cô Hoàng tộc cũng không khách khí đem không gian chung quanh đám người Hổ Mãnh, Hổ Uy, Chu Hoàng phong tỏa. Một cỗ khí tức mênh mông chấn động. Cả không gian đột nhiên phong vân biến sắc. Còn có đám người Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Mẫu Đơn, Hàn Băng Đại Đế, Thánh Thủ Linh Đế, Bạch Linh, chân khí linh lực trên người tuôn ra, khí tức tập trung người Bạch Hổ Hoàng tộc và Chu Tước Hoàng tộc, trong mắt tràn ngập sát ý. Lão Tổ, Chu Thần Hy, Chu Loan, Hổ Tu, vẻ mặt ba người này vô cùng phức tạp, tuy rằng Lão Tổ đã bị người khác bố trí thủ đoạn khống chế, thế nhưng bất kể như thế nào mấy người này đều là Lão Tổ của bọn họ a. Điểm này vô luận như thế nào cũng không có cách nào phủ nhận. Thần Hy, người không nên quan tâm tới bọn họ. Bọn họ đã bị khống chế, không còn là lão tổ của các ngươi nữa. Tiểu Long lập tức đi tới trước mặt Chu Thần Hy nói. Lục Lâm Thiên, người dám giở trò. Giữa không trung, ánh mắt vốn mang theo ý cười của giới chủ Linh Vũ giới lúc này đã dần dần âm trầm. Người có thể uy hiếp ta, chẳng lẽ ta không thể chuẩn bị một chút hay sao? Lục Lâm Thiên nhìn qua chung quanh, nhìn thấy nhị nữ Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn đã không có việc gì. Bắc Cung Ân Triều và Độc Cô Việt không cùng với cường giả trong tộc đang vây quanh đám người Hổ Khiếu lão tổ, Chu Phượng lão tổ, sự cố kỵ trong lòng hắn cũng giảm bớt không ít. Xem ra ngươi không có ý định giao ra vật trong tay. Ánh mắt giới chủ Linh Vũ giới nhìn qua Lục Lâm Thiên có chút chấn động, trầm giọng nói. Lục Lâm Thiên, ta thực sự không muốn giết ngươi. Bằng không ngươi đã sớm chết. Há cho ngươi phát triển tới một bước này.
Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi đem vật trong tay giao cho ta, hay là để ta giết ngươi? Ngươi muốn giết ta, không biết ngươi có bổn sự đó hay không? Khuôn mặt Lục Lâm Thiên lập tức âm trầm, huyết lục xuất hiện trong tay, tiếng long ngâm mơ hồ vang lên, hàn ý trong mắt bắn ra, Lục Lâm Thiên nói. Ta có thói quen ai dám động tới người bên cạnh ta thì người đó nhất định sẽ chết. Cho dù Thanh Tuyền và Du Thược có mặt ở đây ta cũng có biện pháp đối phó với ngươi. Không giết ngươi, thế nhưng tu vi của ngươi nhất định phải phế. Lớn miệng, ngươi quá coi trọng mình rồi. Giới chủ linh vũ giới nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt tuôn ra hàn ý, không trung bắt đầu run rẩy. Ngẩng đầu nhìn nghĩa phụ Nam Thúc, trong lòng Lục Lâm Thiên bình tĩnh, kể từ bây giờ hắn đã đoán được thực lực của giới chủ linh vũ giới này so với Hổ Khiếu lão tổ còn mạnh hơn. Bằng không người này căn bản không có cách nào khống chế cường giả như Hổ Khiếu lão tổ, Chu Phượng lão tổ. Lần nữa nhìn xuống phía dưới, Lục Lâm Thiên nhíu mày, dùng thực lực của Bắc Cung hoàng tộc và Độc Cô hoàng tộc, tăng thêm đám người Lục Tâm Đồng, đại ca dương quá, đối phó với đám người Hổ Khiếu lão tổ, Chu Phượng lão tổ còn không có cách nào chiếm thế thượng phong. Rõ ràng thực lực có chút không đủ, tối đa cũng chỉ có thể ngang bằng mà thôi. Chư vị Thanh Long hoàng tộc, Huyền Vũ hoàng tộc, Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, Thái Công hoàng tộc, Hiên Viên hoàng tộc. Thiên địa các, Hổ Khiếu và Chu Phượng đã bị khống chế, cho dù đi ra khỏi thiên chủng thì đến lúc đó thiên hạ cũng sẽ đại loạn. Không biết chư vị hiện tại định làm thế nào? Lục Lâm Thiên nhìn mọi người, ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, hắn hỏi các đại gia tộc và thiên địa các lựa chọn thế nào? Trong lòng Lục Lâm Thiên lúc này không thể không chuẩn bị kỹ càng. Đám người Chu Phượng này đã bị linh vũ giới khống chế. Mặc kệ là cuối cùng hắn đạt được đại cơ duyên hay là giới chủ linh vũ giới nhận được cơ duyên đều là chuyện phiền phức. Nếu như mình đi tới chỗ đại cơ duyên, giới chủ linh vũ giới kia khống chế thì hắn cũng khó có được đại cơ duyên. Đám người Chu Phượng lão tổ và Hổ Khiếu lão tổ nếu như đi cùng với giới chủ linh vũ giới ra ngoài mà nói, đối với cả Phi Linh Môn và đại lục chính là uy hiếp nghiêm trọng nhất. Thậm chí có thể là hạo kiếp của toàn bộ đại lục. Chủ yếu là giới chủ linh vũ giới cướp đoạt thất bại, Lục Lâm Thiên gần như dám khẳng định giới chủ linh vũ giới sẽ nổi điên. Bố trí tinh vi lâu như vậy, tính toán không chút sơ hở, đủ để thấy được giới chủ linh vũ giới này coi trọng đại cơ duyên sau lưng Vô Tự Thiên Thư ra sao. Nếu như thất bại, tâm trạng ra sao không cần phải nói. Mà nếu như giới chủ linh vũ giới đến lúc đó đi vào nhận đại cơ duyên, vậy thì cũng chỉ có một loại tình huống, là giết được hắn. Nếu như hắn vẫn lạc, đến lúc đó hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Đám người Chu Phượng lão tổ, Hổ Khiếu lão tổ một khi vừa đi ra ngoài, Lục Lâm Thiên không biết được đám người này sẽ làm gì. Cho nên bất kể như thế nào những người này đều nên giải quyết. Chúng cường giả thiên địa các, Thái Công hoàng tộc, Hiên Viên hoàng tộc nghe vậy ánh mắt chấn động. Dường như đang do dự điều gì đó. Hổ Khiếu, Chu Phượng, Chu Hoàng đã bị khống chế, phải giải quyết. Bằng không về sau cả đại lục không có ngày nào yên tĩnh. Thanh Long hoàng tộc ta thân là một phần tử của đại lục tự nhiên sẽ không bỏ qua. Long Bành lão tổ của Thanh Long hoàng tộc nhảy ra, chứng minh lập trường của mình. Huyền Vũ hoàng tộc cũng không bỏ qua chuyện này. Huyền Ô lão tổ nhảy ra, khí tức mênh mông trên người chấn động. Thiên địa các không nhúng tay vào chuyện đại lục, thế nhưng hiện tại lại ở trong thiên chủng, việc này không tầm thường. Vì toàn bộ đại lục, thiên địa các chúng ta cũng chỉ có thể nhúng tay vào chuyện này. Phó các chủ lệnh Hồ Tiêu Diêu của thiên địa các lên tiếng, trường bào màu trắng tung bay, khí tức tập trung trên người đám người Chu Phượng lão tổ và Hổ Khiếu lão tổ. Không để cho đám người Chu Phượng và Hổ Khiếu rời khỏi thiên chủng, nếu không đại lục chắc chắn sẽ đại loạn. Trong Thái Công hoàng tộc, một phụ nhân do dự một chút, sau đó cũng lựa chọn đối phó với đám người Chu Phượng, Hổ Khiếu. Chu Phượng và Hổ Khiếu nhất định không thể rời khỏi thiên chủng, vì đại lục mọi người phải liên thủ. Trong Hiên Viên hoàng tộc, Hiên Viên Cương Phong vốn bị Bắc Cắn Ân Triều đánh trọng thương lúc này cũng trầm giọng lên tiếng. Hừ, nhìn thấy chúng tộc đã liên thủ, giới chủ linh vũ giới cũng không có để ý quá nhiều mà chỉ lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng, đối với hắn hiện tại mà nói. Có Chu Tước hoàng tộc và Bạch Hổ hoàng tộc cũng được mà không có cũng không sao. Trực tiếp động thủ đi. Bạch Côi lão tổ của Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc trực tiếp phất tay, thân ảnh như thuấn di xuất hiện trên không trung. Cánh tay đánh ra một đạo quang trụ màu trắng, cả không gian run lên. Đạo quang trụ này lập tức đánh về phía sinh tử Diêm La vốn không có mấy người chú ý kia. Động thủ.
Từng tiếng hét lớn cơ hồ cùng lúc vang lên trong thiên địa. Lập tức chúng cường giả trong Bắc Cung hoàng tộc, Độc Cô hoàng tộc, Thiên Địa Các, Thanh Long hoàng tộc, Huyền Vũ hoàng tộc, Thái Công hoàng tộc, Hiên Viên hoàng tộc bay lên trời. Khí tức bắt đầu khởi động, thiên địa biến sắc, cơ hồ tất cả cường giả đều nhanh như thiểm điện đánh ra công kích. Ầm ầm, chân khí, linh lực, yêu nguyên, linh nguyên, hoàng khí đáng sợ trong chớp mắt phô thiên cái địa khuếch tán ra. Thanh thế mênh mông cuồn cuộn khiến cho cả không gian lung lay giống như sắp sụp đổ. Đại chiến cuồng bạo đã chính thức mở màn. Giống, chi, cùng lúc mấy tiếng thú giống vang vọng, hổ khiếu lão tổ, hổ uy lão tổ, hổ mãnh lão tổ, chu phượng lão tổ, chu hoàng lão tổ, năm người này nhanh chóng hóa thành bản thể ba đầu bạch hổ cực lớn cùng với hai đầu chu tước nóng bỏng trên khuôn trung. Một cỗ chấn động khủng bố từ trong cơ thể năm người lan tràn ra. Tức thì mây đen trên không trung hội tụ, giống như sơn băng địa liệt. Nhìn thấy đám người hổ khiếu lão tổ, chu phượng lão tổ trực tiếp vận dụng bản thể, trong Thanh Long hoàng tộc và Huyền Vũ hoàng tộc. Đám người Long Bành lão tổ, Long Minh lão tổ, Long Siêu lão tổ, tiền nhiệm tộc trưởng Long Ngộ, Huyền Cảnh lão tổ, Huyền Xá lão tổ, Huyền Ô lão tổ lập tức hóa thành bốn đầu Thanh Long khổng lồ cùng với ba đầu Huyền Vũ cực lớn. Ầm ầm, trên thân thể của bốn rồng ba rùa có khí tức khủng bố lan tràn ra. Năng lượng mênh mông trong chốc lát hội tụ, cả thiên địa rung chuyển. Tiếng sấm vang vọng không ngừng trong thiên địa, mặt đất run rẩy giống như tận thế. Chúng cường giả Thanh Long hoàng tộc cùng với cường giả Huyền Vũ hoàng tộc lập tức hóa thành bản thể như đám người Long Bành lão tổ, Huyền Xá lão tổ, năng lượng mênh mông cuồn cuộn trong cơ thể tuôn ra, mang theo uy áp khủng bố. Cả đám nhanh chóng phóng về phía thân thể khổng lồ của đám người Chu Phượng lão tổ, Hổ Khiếu lão tổ. Không gian ven đường trực tiếp nứt vỡ từng khúc, hiện ra vết nứt không gian đen kịt. Giết! Tất cả nhân hoàng tộc cũng đánh ra từng đạo công kích khủng bố, dùng uy áp hủy diệt, phô thiên cái địa phóng về phía đám người Hổ Khiếu lão tổ, Chu Phượng lão tổ. Không gian chung quanh hiện lên hư không đen kịt. Lão tổ, Chu Thần Hy, Chu Loan, Hổ Tu bị ép lui về phía sau. Ba người lúc này ra tay cũng không được mà cứu giúp càng không. Quan trọng nhất là bằng vào thực lực của ba người căn bản không có cách nào chen chân vào bên trong. Thần Hy, lui về phía sau. Lão tổ các ân ươi đã bị khống chế. Tiểu Long không thể ngăn cản hai người Chu Thần Hy và Chu Loan lại. Còn lại Hổ Tu Tiểu Long không có ý tứ ngăn cản. Nể mặt Hổ Y, hắn không bỏ đá xuống giếng đã may mắn lắm rồi. Phanh phanh. Trong nháy mắt ngắn ngủi, đại chiến trên không trung đã bắt đầu. Thanh âm bạo liệt cực lớn vang vọng thiên địa, cả phiến không gian nổ tung, năng lượng kình khí phô thiên cái địa khuếch tán ra toàn bộ không gian. Trong lúc nhất thời hỏa diễm nóng bỏng, khí tức lạnh lẽo, đặc biệt là quang mang năng lượng, các loại thần khí, công kích linh hồn. Các loại công kích khủng bố hội tụ giống như muốn hủy diệt phiến thiên địa này. Không gian chung quanh dễ dàng bị phá hủy thành hư vô, mãi một lúc lâu sau mới có thể khôi phục lại được. Phanh phanh. Trong công kích như vậy, hai người sinh tử Diêm La lập tức bị Dương Đỉnh Thiên và chúng cường giả như Bạch Cô lão tổ vây công, còn chưa kịp né tránh đã bị đánh chết. Hồn anh và linh hồn phân thân của hai người đương nhiên đừng mong chạy ra được. Dưới sự vây công của mọi người, hai người Hổ Mãnh và Hổ Uy trong Bạch Hổ hoàng tộc lập tức bị Bắc Cung Ân Triều, Độc Cô Việt Không, cường giả Thái Công hoàng tộc, Lệnh Hồ Tiêu Diêu, Hiên Viên Cương Phong và mấy cường giả đỉnh cấp vây không mà chết. Ngay cả tự bạo hồn anh cũng không kịp. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đám người cũng chỉ còn lại ba vị lão tổ Hổ Khiếu lão tổ, Chu Phượng, Chu Hoàng này là còn sống. Siêu siêu. Từng tiếng xé gió vang vọng, Chu Phượng lão tổ và Chu Hoàng lão tổ lập tức bộc phát ra thực lực cường hãn. Hai người này không ngờ lại giống như Hổ Khiếu lão tổ, thực lực đều đạt tới đế cấp cao giai sơ kỳ. Thực như vậy vô cùng mạnh mẽ. Trong trường người có thể trực tiếp chống lại hai người này cũng chỉ có Long Bành lão tổ, bởi vậy có thể thực lực của hai người mạnh mẽ ra sao? Theo Chu Phượng lão tổ và Chu Hoàng lão tổ bộc phát ra thực lực khủng bố, mọi người lập tức biến sắc. Trong các đại hoàng tộc, cường giả lập tức vây công, chân khí linh lực tuôn ra. Bày trận, liên thủ đối phó. Năm thế lực lớn như Bắc Cung hoàng tộc, Độc Cô Hốc tộc, Hiên Viên hoàng tộc, Thái Công hoàng tộc, Thiên Địa các đồng loạt ra tay. Nhanh chóng dùng phương thức cực kỳ huyền ảo đạp không mà đứng. Thủ ấn kết xuất, năng lượng thiên địa mênh mông hội tụ, lập tức có một trận pháp khổng lồ xuất hiện trên không trung, chấn động nhân tâm. Ầm ầm. Trong nháy mắt,
năm đại trận khổng lồ hiển hiện, giữa không trung xuất hiện hư ảnh cự nhân cực lớn, hư ảnh dị thú, còn có quang mang màu trắng. Năm đại trận đều bất phàm, vô cùng kỳ diệu, đồng thời cũng vô cùng khủng bố. Năm đại trận lập tức hung hăng vây công Chu Phượng lão tổ. Uy năng hủy thiên diệt địa, cả phiến không gian lớn nứt vỡ thành hư vô. Trong Huyền Vũ hoàng tộc, bản thể khổng lồ của Huyền Xá lão tổ lơ lửng trên không trung, khí thế so với Hổ Khiếu lão tổ không kém bao nhiêu. Xem như một chân bước vào đế cấp cao giai sơ kỳ. Tăng thêm Huyền Ô lão tổ cũng có thực lực không yếu, đồng thời lực phòng ngự của Huyền Vũ hoàng tộc lại biến thái. Mặt khác Hổ Khiếu lão tổ sau khi bị trọng thương, tuy rằng khôi phục không ít, thế nhưng cũng không thể khôi phục toàn bộ. Linh hồn phân thân bị diệt không có cách nào khôi phục. Cho nên cũng có thể trực tiếp chống lại Hổ Khiếu lão tổ, thậm chí hai người còn chiếm thế thượng phong. Thanh Long hoàng tộc đối phó với Chu Hoàng lão tổ cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Thực lực của Long Bành lão tổ không kém Chu Hoàng lão tổ bao nhiêu. Huống chi còn có Long Ngâm, Long Siêu lão tổ tương trợ, trong lúc mơ hồ vây khốn Chu Hoàng lão tổ vào bên trong. Giới chủ Linh Vũ giới nhìn xuống phía dưới, sắc mặt rất là khó coi, nhìn Lục Lâm Thiên trầm giọng nói. Lục Lâm Thiên, ngươi thực sự cam tâm tình nguyện bỏ qua cơ hội ở với Du Thược và Thanh Tuyền mà chọn đại cơ duyên vạn lần chết một lần sống kia sao? Ít nhất cũng không thể để cho ngươi đi vào. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, chân khí trong người trào ra. Lục Lâm Thiên, nếu như ngươi nhất định muốn đối đầu với ta, ta cũng đành phải không khách khí với ngươi mà thôi. Ánh mắt giới chủ Linh Vũ giới khẽ đổi, trong ánh mắt âm trầm có một cỗ khí tức âm hàn ngập trời. Lúc này hắn đã phẫn nộ tới tận cùng. Ngũ hành đao quyết, hàn băng hồn đao. Ngao. Thanh linh khải giáp được bố trí, Lục Lâm Thiên cũng không có chỉ hoãn, một tiếng đao minh giống như long ngâm vang lên. Huyết lục chon tay đánh ra từng đạo đao mang, cả phiến không gian dưới đao mang của Lục Lâm Thiên bỗng nhiệt lạnh lẽo tới tận xương tủy, nhiệt độ giảm xuống. Ken két. Mấy đạo đao mang lạnh lẽo mang theo khí tức âm hàn bắn ra. Mỗi một đạo đao mang bắn ra đều kết thành băng, mấy đạo đao mang tựa như mạng nhện liên kết với nhau, bao phủ giới chủ Linh Vũ giới. Một cỗ khí tức lạnh lẽo vô hình đột nhiên lan tràn về phía chân trời. Uy thế này giống như kéo theo năng lượng thiên địa, một cỗ khí tức âm hàn lan tràn. Hừ, người có thể đánh bại Hổ Khiếu thì như thế nào? Vẫn không phải là đối thủ của ta. Giới chủ Linh Vũ giới vung tay lên, khí tức âm hàn ngập trời đột nhiên phô thiên cái địa khuếch tán. Khí tức âm hàn tràn ngập, đồng thời lại mang theo khí tức nóng bỏng nhàn nhạt, lập tức xua tán khí tức lạnh lẽo của Lục Lâm Thiên. Mấy đạo đao mang lạnh lẽo do Lục Lâm Thiên thúc giục chỉ rằng có một lát rồi triệt để tiêu tán không thấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quỷ Mộc Hồn Đao. Hậu Thổ Hồn Đao. Nộ Hỏa Hồn Đao. Duệ Kim Hồn Đao. Trong nháy mắt chân khí, linh lực minh mông từ trong đan điền Lục Lâm Thiên tràn ra. Ngay tại lúc đó, từng đạo đao mang từ trong tay Lục Lâm Thiên bắn ra. Có chân khí mênh mông cho nên tốc độ thi triển vũ kỹ của hắn vô cùng nhanh. Từng đạo đao mang đồng thời dung nhập công kích linh hồn. Mỗi một đao đao mang đều kéo theo đường vòng cung huyền ảo, từng đạo đao mang khủng bố mang theo 5 loại năng lượng thuộc tính bất đồng. Đao mang giống như lũ quét đột nhiên bộc phát, những nơi đao mang đi qua, cả không gian cực lớn đột nhiên run rẩy. Ken két. Từng đạo đao mang bắn ra, dẫn động năng lượng thuộc tính bàng bạc trong thiên địa. Không gian chung quanh trực tiếp xuất hiện vết nứt không gian đen kịt, cả phiến không gian triệt để hỗn loạn. Hừ, như vậy cũng không thể làm gì được ta. Từng đạo đao mang đánh tới, toàn thân giới chủ Linh Vũ giới được năng lượng âm hàn phô thiên cái địa bê hấp hủ. Trường bào tung bay, năng lượng âm hàn trong tay chấn động, từng đạo chảo ấn trực tiếp lướt đi mang theo vết nứt không gian đen kịt lóe lên rồi biến mất. Siêu siêu. Trong không gian hỗn loạn, vô số chảo ấn âm hàn đánh xuống, đao mang cũng phô thiên cái địa bắn ra. Cả hai lập tức va chạm vào một chỗ, lực lượng cuồng bạo cắt ngang không gian tạo thành vết nứt đen kịt. Năng lượng âm hàn cùng với các loại năng lượng thuộc tính va chạm, năng lượng bắn tứ tung. Nơi năng lượng đi qua, tất cả hóa thành mảnh vỡ. Siêu. Một mảng lớn hư không đen kịt hiện ra, trong không gian hỗn loạn, tất cả hóa thành mảnh vỡ. Một cỗ lực lượng âm hàn ngập trời chút xuống, thân thể Lục Lâm Thiên trực tiếp bắn ngược về phía sau. Sau hơn trăm thước lúc này mới lảo đảo ổn định lại thân thể. Phụt! Cùng lúc dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này, khí huyết trong cơ thể Lục Lâm Thiên cuồn cuộn,
cũng không cách nào nhịn được mà lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Bên trong công kích của năng lượng âm hàn kia có một cỗ lực lượng âm hàn dung nhập vào trong cơ thể, giống như có thể trực tiếp nhằm vào linh hồn vậy. Lúc này Lục Lâm Thiên mới hiểu rõ, khó trách vừa rồi công kích linh hồn của hắn hoàn toàn không có hiệu quả với giới chủ linh vũ giới. Thực lực thật mạnh. Ánh mắt Lục Lâm Thiên ngưng trọng, thực lực của giới chủ linh vũ giới này quá mạnh mẽ, mạnh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Giống. Trong chớp mắt ngắn ngủi, Lục Lâm Thiên trực tiếp thu huyết lục vào trong cơ thể. Ngay lúc đó thân thể khẽ khom người xuống, miệng phát ra tiếng hổ gầm. Lập tức thúc dục hình thái thứ hai của thanh linh khải giáp. Thân thể vừa mới khom xuống trực tiếp bành trướng, mở rộng. Gân cốt, cơ bắp, kim mạch, huyết quản, tứ chi bách hải đều được mở rộng. Trong nháy mắt ngắn ngủi, thân thể Lục Lâm Thiên đã được lân phiến màu xanh bao phủ. Hai tay hóa thành hổ trảo cực lớn, thân thể hóa thành một đầu cự hổ trên 300 thước. Ông! Đồng thời trên lưng hổ cực lớn của Lục Lâm Thiên lúc này xuất hiện huyền ảnh thanh vũ. Huyền ảnh thanh vũ chấn động, một cỗ năng lượng chấn động vô cùng đáng sợ bành trướng. Tiếng sấm minh giống như âm thanh từ 9 tầng trời vang vọng. Đầu cự hổ này hung mãnh dị thường, quanh thân quanh quẩn điện mang. Tăng thêm huyễn ảnh thanh vũ không ngừng vỗ cho nên quanh thân có một cỗ uy thế cực lớn, khiến cho lòng người rung động không thôi. Chút tài mọn, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao vật trong tay ra. Ta tạm tha cho ngươi một mạng. Hàn ý trong mắt giới chủ linh vũ giới tràn ra, năng lượng âm hàn toàn thân phô thiên cái địa tràn ngập cả không trung. Cả thiên địa lúc này cũng phải ảm đạm. Muốn vật trong tay ta, có bản lĩnh thì giết ta đi, nếu không thì đừng mơ. Lục Lâm Thiên há mồm phun ra một ngụm nước bọt cùng với máu tươi. Dựa vào bất diệt huyền thể và bất tử địa linh thể, công kích linh hồn hắn cũng không sợ. Cho dù giới chủ linh vũ giới có mạnh thì cũng tuyệt đối không giết được hắn. Tốt, vậy thì ta cũng chỉ có thể giết ngươi. Đành phải xin lỗi Du Thược và Thanh Tuyền vậy. Một cỗ sát ý bỗng nhiên xuất hiện trong mắt giới chủ linh vũ giới, dường như đã bị Lục Lâm Thiên chọc giận. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Thổ sinh kim. Lục Lâm Thiên không nói gì thêm, hành động đã chứng minh tất cả. Thân thể cự hổ khổng lồ đứng thẳng, thủ ấn biến hóa huyền ảo. Kim quang trước người bắn ra, trực tiếp thúc dục lao ngục thời không thuộc tính kim. Ầm ầm. Lao ngục thời không thuộc tính kim khuếch tán trên không trung, trong chớp mắt ngắn ngủi, năng lượng thuộc tính kim bàng bạc đột nhiên hội tụ. Cả không gian, trong thiên địa trong nháy mắt rung chuyển không thôi. Khí tức sắc bén lạnh lẽo tràn ngập thiên địa. Cả không trung bỗng nhiên tràn ngập kim quang, cả phiến không gian cứng lại. Dưới cỗ khí tức sắc bén lạnh lẽo này, khí âm hàn trong không trung cũng bị phá hủy không ít. Cho dù lĩnh ngộ, khống chế thuộc tính kim, thiên phú không kém thế nhưng tu vi quá thấp, thời gian tu luyện chưa đủ. Ánh mắt giới chủ linh vũ giới có chút biến hóa, lần nữa phất tay một cái. Năng lượng âm hàn trước người cấp tốc chấn động, tựa như bài sơn hải đảo vậy. Phô thiên cái địa phóng về phía lao ngục thời không thuộc tính kim. Không biết tại sao năng lượng âm hàn khủng bố này lại có thể dung chuyển lao ngục thời không thuộc tính kim, khiến cho nó chấn động, lung lay giống như sắp đổ. Ở trong lao ngục thời không thuộc tính kim, thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên đứng thẳng, đạp không mà đứng. Lân phiến trên người thậm chí là huyễn ảnh thanh vũ sau lưng lúc này cũng được kim quang chiếu rọi, vô cùng rực rỡ. Đi! Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng. Hổ trưởng cực lớn khẽ vỗ về phía xa, cả không gian bỗng nhiên run lên. Thủ ấn màu vàng cực lớn giống như là thủ ấn của Phật, trực tiếp đập về phía giới chủ linh vũ giới trên không trung. Thủ ấn cực lớn màu vàng đánh xuống, nơi thủ ấn đi qua không gian nứt vỡ từng khúc. Vết nứt không gian hiện lên, mãi một lúc lâu không thể khép lại. Thủ ấn dễ dàng đánh bay năng lượng âm hàn, giống như tạo thành một con đường trong hư không, không gian trực tiếp bị hủy diệt. Phá! Ánh mắt giới chủ linh vũ giới trầm xuống, trong mắt hiện lên vẻ âm hàn, miệng lạnh lùng quát một tiếng. Bàn chân đạp mạnh hư không, không gian dưới chân vỡ nát. Năng lượng âm hàn quanh thân càng thêm cuồng bạo tuôn ra. Năng lượng âm hàn ngưng tụ thành một đạo chảo ấn khổng lồ phá không đánh về phía trước. Hung hăng va chạm với trưởng ấn màu vàng của Lục Lâm Thiên. Phanh! Hai cỗ năng lượng mênh mông như thể hủy diệt va chạm vào nhau. Kình phong khurung bố phô thiên cái địa tuôn ra, không gian chung quanh đều bị dư âm của năng lượng kinh khủng này đánh nát. Kình phong khủng bố như vậy khuếch tán,
thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên ở trên không trung cũng trực tiếp lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Vốn hắn còn chưa triệt để khôi phục, tăng thêm thực lực của giới chủ linh vũ giới này quả thực quá mạnh mẽ. Phụt! Trong miệng Lục Lâm Thiên lần nữa có máu tươi phun ra, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, cũng may còn có bất diệt huyền thể và bất tử thần thể, bằng không hậu quả rất đáng sợ. Thực lực của người này quá mạnh mẽ, so với hổ khiếu lão tổ còn cường hãn hơn nhiều. Thân thể Lục Lâm Thiên ổn định lại, ánh mắt ngày càng ngưng trọng. Thực lực của giới chủ linh vũ giới quá mạnh mẽ. Lao ngục thời không thuộc tính kim do hắn thúc dục đủ để khiến cho vũ đế thất trọng phải trọng thương. Coi như là hổ khiếu lão tổ có thực lực có thể sánh với vũ đế bát trọng cùng với bản thể cường hãn cũng không dễ chịu một chút nào. Thế nhưng công kích khủng bố như vậy lại không có cách nào làm dung chuyển giới chủ linh vũ giới. Phía dưới, mẫu đơn vẫn ngẩng đầu nhìn lên không trung, đối phó với ba người Chu Phượng, Chu Hoàng, hổ khiếu, tuy rằng nàng là linh vật trời sinh, thế nhưng lúc này cũng không có cách nào giúp được chút gì. Nhìn năng lượng âm hàn khủng bố của giới chủ linh vũ giới trên không trung, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của mẫu đơn, đôi mắt đỏ như máu kia tràn ngập vẻ nghi hoặc. Ca ca có chút không ổn a. Thực lực của giới chủ linh vũ giới quá mạnh mẽ. Nhị đệ đã dùng toàn lực, thế nhưng ngay cả làm dung chuyển thân thể giới chủ linh vũ giới cũng không được. Tình huống không ổn rồi. Ánh mắt đám người Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh đều cực kỳ ngưng trọng. Lục Lâm Thiên, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Nếu không thành thật giao vật trong tay ra thì đừng trách ta không khách khí. Dưới sự bao phủ của năng lượng âm hàn mênh mông, thân thể giới chủ linh vũ giới lướt đi, cả không gian lắc lư. Một cỗ năng lượng âm hàn cuồn cuộn, lập tức hóa thành một đạo chảo ấn cực lớn lăng không đánh về phía trước. Chảo ấn âm hàn bao phủ không gian, ước chừng hơn 5.000 thước, vô cùng khổng lồ. Khiến cho người ta có cảm giác nhỏ bé từ sâu trong linh hồn. Chảo ấn khổng lồ che khuất bầu trời mang theo 5 vết nứt không gian đen kịt phá hủy không gian. Năng lượng âm hàn khiến cho linh hồn run rẩy khuếch tán ra bốn phía. Trực tiếp phóng về phía Lục Lâm Thiên như sấm sét. Nhìn chằm chằm về phía trước, thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên đứng thẳng. Không biết từ khi nào trong hai lòng bàn tay đã xuất hiện hai quả cầu bằng năng lượng. Giờ phút này trong hai quả cầu trong tay Lục Lâm Thiên có hư ảnh Thanh Long và hư ảnh Huyền Vũ đang dây dưa với nhau. Bên trong quả cầu kia là hư ảnh một đầu Bạch Hổ và hư ảnh một đầu Chu Tước. Trong giây lát ngắn ngủi tay Lục Lâm Thiên kéo theo từng đường vòng cung huyền ảo. Hổ trưởng nâng hai quả cầu lên, bốn hư ảnh thú thể Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ trực tiếp dung hợp. Hai quả cầu bằng năng lượng dung hợp vào với nhau. Cũng trong nháy mắt này cả không gian run lên. Phía trên quả cầu đang dung hợp bỗng nhiên bắn ra quang mang chói mắt, chung quanh hư không hiện lên khe nứt đen kịt mà không có ai trông thấy. Hai quả cầu bằng năng lượng dung hợp, một cỗ khí tức quỷ dị lan tràn, khuếch tán khiến cho linh hồn người ta run rẩy, hãi hùng khiếp vía. Tứ thần quyết. Trong sát na khi đạo chảo ấn kia đánh sống, hổ trưởng Lục Lâm Thiên lập tức đánh về phía chảo ấn trước mắt. Quả cầu bằng năng lượng trực tiếp rời khỏi tay. Quả cầu bằng năng lượng nhanh chóng bành trướng, cả không gian đột nhiên nổi lên sóng gió. Tròn chớp mắt đã bành trướng tới hơn vạn thước tựa như mặt trời từ phía đông mọc lên, lập tức nghênh đón chảo ấn khổng lồ đang phá hủy không gian đánh tới kia. Hai cỗ năng lượng kinh khủng tựa như thiên thạch đỡ upsilon.ng vào nhau. Cả không trung dung chuyển không ngớt. Hai cỗ năng lượng rốt cuộc va chạm vào một chỗ, hư ảnh Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước cuồn cuộn lao ra, tốc độ nhanh như thiểm điện. Ngao, giống, chi, bốn tiếng thú giống cực lớn vang lên, bốn hư ảnh khổng lồ cùng lúc va chạm với chảo ấn trên không trung. Ầm ầm, không gian run rẩy, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt ngắn ngủi khuếch tán, tất cả dễ dàng giống như trở bàn tay. Năng lượng khủng bố tạo thành một vòng xoáy kinh khủng trong không gian đen kịt. Không gian chung quanh bị nghiền nát thành từng khúc, hóa thành hư vô. Hư ảnh cự thú khổng lồ dưới sự dây dưa của năng lượng âm hàn trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Một giây sau, trước vòng xoáy đen kịt, một đạo tàn ảnh chảo ấn trong sát na xuyên thủng không gian, trực tiếp đập vào phía trên thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên. Phanh! Chảo ấn đánh xuống, một cỗ lực lượng âm hàn ngập trời chút xuống. Trong lúc mơ hồ còn mang theo khí tức nóng bỏng. Một cỗ năng lượng khiến cho linh hồn bỡ ngỡ xông vào trong không gian trong đầu Lục Lâm Thiên. Ông! Trong đầu Lục Lâm Thiên, kim đao màu vàng lần nữa đẩy ra, kim quang đại thịnh,
trực tiếp phá hủy năng lượng âm hàn và nóng bỏng hỗn tạp này. Thế nhưng cùng lúc, một cỗ kình khí khổng lồ cũng trực tiếp vỗ vào trên thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên. Phụt! Lực lượng này quá mức cường hãn, thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên lần nữa bị đánh bay. Máu tươi trong miệng lần nữa phun ra, sau đó lảo đảo dẫm nát hư không đen kịt, lúc này mới chật vật ổn định lại thân thể. Tại sao lại mạnh như vậy? Người này rốt cuộc là ai? Lục Lâm Thiên lau vết máu ở khóe miệng, đôi mắt hổ tràn ngập vẻ ngưng trọng. Ngay cả dưới tình huống hắn dùng toàn lực, tứ thần quyết cũng không có cách nào làm bị thương người này. Thực lực như vậy chẳng lẽ là vũ đế bát trọng hoặc là vũ đế cửu trọng sao? Thậm chí cho tới bây giờ Lục Lâm Thiên cũng có thể cảm giác được người này dường như chưa dùng toàn bộ thực lực. Người này vẫn luôn hời hợt ra tay, thực lực khiến cho hắn không có cách nào đoán được. Chỉ là khí tức trên người hắn càng ngày càng khiến cho Lục Lâm Thiên có một loại cảm giác không hiểu, càng cảm thấy kỳ dị. Ồ! Trong mắt giới chủ linh vũ giới lúc này hiện lên vẻ nghi ngờ, hắn biết rõ công kích của hắn mạnh như thế nào. Đặc biệt là đối với linh hồn lực, mấy lần công kích như vậy mặc kệ là bản thể và linh hồn Lục Lâm Thiên có chuyện gì hay không thì cũng khiến cho hắn vô cùng nghi hoặc. Coi như là linh đế, vũ đế bát trọng cũng khó có thể chống lại công kích của hắn. Đặc biệt là linh hồn dường như có chút không bình thường. Trên phương diện phòng ngự ngươi quả thực có chút tiền vốn, linh hồn lực dường như cũng không bình thường. Chỉ tiếc ngươi sẽ không còn cơ hội nữa. Trường bào trên người giới chủ linh vũ giới tung bay, cánh tay giương lên, một đạo quang trụ bằng năng lượng âm hàn giống như tia chớp trực tiếp xuyên thủng không gian phóng về phía hai người Lục Lâm Thiên. Thật sao, vậy cũng không nhất định. Đôi mắt hổ của Lục Lâm Thiên nheo lại, khi vừa mới dứt lời, không gian quanh thân đột nhiên chấn động, trong mi tâm một cỗ khí tức nóng bỏng lan tràn, một đạo thân ảnh lập tức xuất hiện trước người hắn. Trong phiến hư không này trong giây lát có quang mang màu lam chói mắt giống như mặt trời lên cao từ trong hư không lan tràn ra. Siêu siêu. Trong giây lát ngắn ngủi, trong phiến thiên địa này có một cỗ nhiệt độ kinh khủng nhanh chóng tràn ngập ra. Dưới cỗ nhiệt độ kinh khủng này làn da cùng với linh hồn mọi người có cảm giác phỏng rát. Dưới nhiệt độ kinh khủng này không gian tràn ngập quang mang màu lam sáng ngời. Trong quang mang màu lam lập tức có một cỗ nhiệt độ khiến cho linh hồn không có cách nào thừa nhận lan tràn ra chung quanh. Bên trong xen lẫn khí tức cổ xưa. Đạo thân ảnh này xuất hiện, trong sát na, đạo thân ảnh này khẽ phất tay đánh ra một đạo quyền ấn nóng bỏng, hung hăng đánh về phía đạo quang trụ bằng năng lượng âm hàn của giới chủ linh vũ giới. Siêu! Dường như có chút ngoài ý muốn, ngay trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai đạo năng lượng khủng bố tức thì ầm ầm va chạm vào nhau. Thế nhưng lại không tạo ra thanh âm đinh tai nhức óc như trong dự đoán của mọi người. Hai đạo năng lượng khủng bố va chạm vào nhau khiến cho không gian chợt run lên. Lập tức có một cỗ năng lượng âm hàn cùng với một cỗ năng lượng nóng bỏng trong khoảnh khắc tán loạn. Hỏa diễm màu xanh ra trời bàng bạc cùng khí tức âm hàn lập tức phô thiên cái địa tán loạn, năng lượng khủng bố chấn động trực tiếp khuếch tán ra chung quanh, giống như pháo hoa nổ tung trên không gian rồi vô thanh vô tức biến mất. Siêu! Trên không trung, đạo thân ảnh vừa mới xuất hiện lập tức bị đẩy lui mấy chục bước mới ổn định thân thể, mà giờ phút này thân thể giới chủ linh vũ giới cũng thoáng dao động. Ầm ầm. Bên cạnh không trung truyền đến thanh âm bạo liệt cực lớn, dưới sự liên thủ của năm thế lực lớn như Thiên Địa Các, Độc Cô Hoàng tộc, Bắc Cung Hoàng tộc, Hiên Viên Hoàng tộc, Thái Công Hoàng tộc, bố trí năm đại trận minh mông phía chân trời, cả không gian sơn băng địa liệt. Thực lực của Chu Phượng lão tổ có mạnh hơn nữa. Dưới sự liên thủ của năm thế lực lớn, tăng thêm bố trí năm đại trận công kích rốt cuộc cũng không chịu nổi. Lực lượng không gian bị phong tỏa, chịu ảnh hưởng cực lớn. Năm đại trận cuối cùng đánh xuống, sơn băng địa liệt, phá hủy cả phiến hư không lớn. Rốt cuộc cũng đánh chê Chu Phượng lão tổ vào bên trong. Phụt! Năm thế lư xê lớn cùng cường giả trong tộc bố trí đại trận đồng thời phun ra máu tươi, đại trận bị nghiền nát, bị thương không nhẹ. Huyền Vũ nộ! Cơ hồ cùng lúc, Huyền Xá lão tổ, Huyền Ô lão tổ, tăng thêm ba người huyền cảnh, trên bản thể Huyền Vũ xuất hiện ba đạo hư ảnh khổng lồ, mấy người đồng thời thi triển công kích thiên phú Huyền Vũ nộ. Ngao! Ba đạo hư ảnh Huyền Vũ xuất hiện, tiếng rít gào giống như long ngâm vang vọng. Trong không trung có một cỗ năng lượng từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Cỗ năng lượng quỷ dị này bắt đầu hội tụ khiến cho không gian trực tiếp run rẩy. Năng lượng khủng bố bên trên khiến cho không gian vặn vẹo. Phanh! Ba đạo Huyền Vũ nộ đè xuống, gợn sóng trong không gian trực tiếp bị gạt ra,
bốn phía có vô số vết nứt không gian lan tràn, cả phiến hư không lớn bị phá hủy. Linh hồn của Hổ Khiếu lão tổ bị trọng thương, tổn thất linh hồn phân thân, tăng thêm lại bị tiêu hao còn chưa khôi phục. Đối với hắn mà nói, trong vòng 7 ngày khôi phục không tới 1/3, thậm chí là thủ đoạn Thiên Phú Bạch Hổ Diệt cũng không có năng lực thúc dục ra. Cho nên lúc này Hổ Khiếu lão tổ đâu còn có thể thừa nhận công kích khủng bố như vậy. Thân thể khổng lồ dưới công kích của ba người Huyền Xá lão tổ Huyền Vũ hoàng tộc trực tiếp hóa thành từng mảnh lớn huyết vụ rơi xuống phía dưới. Chu Phượng lão tổ, Hổ Khiếu lão tổ, nhìn lão tổ trong tộc vẫn lạc, ánh mắt ba người Chu Thần Hy, Chu Loan, Hổ Tu Dưng Dưng, lập tức mở mịt. Liên tiếp có biến cố xảy ra khiến cho ba người không thể tin được, cho dù là hiện tại cảnh xảy ra trước mặt bọn họ cũng không dám tin. Lão tổ trong tộc không ngờ lại bị giới chủ linh vũ giới âm thầm khống chế, chuyện này khiến cho ba người Chu Thần Hy, Chu Loan, Hổ Tu không dám tin tưởng. Đám người Long Bành lão tổ của Thanh Long hoàng tộc đang chống lại Chu Hoàng lão tổ, tuy rằng áp chế Chu Hoàng lão tổ xuống thế hạ phong, đồng thời đánh cho người này bị thương không ít, thế nhưng muốn đánh chết lại có chút khó khăn. Lão tộc trưởng Long Ngộ cùng với Long Minh lão tổ hóa thành bản thể khổng lồ, lúc này bản thể cũng bị thiêu đốt tạo thành không ít vết thương. Miệng tràn ngập máu tươi, không thể không thối lui lại phía sau. Chỉ còn lại Long Bành lão tổ cùng với Long Siêu lão tổ xoay quanh trên không trung, thi triển linh hồn lực minh mông, tiếp tục áp chế Chu Hoàng lão tổ. Đồng loạt ra tay. Huyền Xá lão tổ do dự một chút, sau khi đánh chết Hổ Khiếu lão tổ, bản thể khổng lồ lập tức đánh về phía Chu Hoàng lão tổ. Giết! Bắc Cung Ân Triều, Độc Cô Việt Không, Lệnh Hồ Tiêu Diêu, Hiên Viên Cương Phong, Lao Thụ Nhân của Thái Công Hoàng tộc, mấy người mạnh nhất của năm thế lực lớn trong nháy mắt cũng gia nhập vòng chiến. Từng đạo công kích mang theo lực lượng phá hủy lực lượng không gian, lập tức đánh về phía Chu Hoàng lão tổ. Những đế giả còn lại lúc này nhìn về phía đạo thân ảnh trước thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên. Trong nháy mắt trên không gian có một cỗ nhiệt độ kinh khủng tuôn ra. Khí tức nhiệt độ cao khủng bố này không phải là Thái Cổ U Minh Viêm ra thì cũng không còn ai khác. Thái Cổ U Minh Viêm. Dưới năng lượng âm hàn mênh mông bao phủ, lúc này ánh mắt của giới chủ linh vũ giới cùng nhìn về phía linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm của Lục Lâm Thiên. Ánh mắt thoáng run rẩy, khóe miệng giới chủ linh vũ giới nhanh chóng nở nụ cười vui vẻ nhàn nhạt, miệng nói. Lục Lâm Thiên, đây là át chủ bài cuối cùng của ngươi đúng không? Thái Cổ U Minh Viêm bị nhốt trong hư không bí cảnh, là Thái Cổ U Minh Viêm. Có ta ở đây ngươi đừng mơ nhận được cơ duyên của đại ca. Trong lòng Lục Lâm Thiên lúc này có chút không thoải mái. Tuy rằng thực lực của Thái Cổ U Minh Viêm khôi phục không ít, thế nhưng căn bản còn không khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Cách thời điểm đỉnh phong còn quá xa, tối đa chỉ không kém đại hồn anh là bao, thậm chí trên phương diện cấp độ còn không mạnh bằng đại hồn anh. Khí tức trên đại hồn anh hiện tại đã là đế cấp thất trọng, mà khi Thái Cổ U Minh Viêm từ trong linh mạch thiên địa ở trong Vạn Thú Tông đi ra, Thái Cổ U Minh Viêm chỉ khôi phục tới tình trạng đế giả trung giai trung kỳ mà thôi. Rõ ràng còn chưa đạt tới đế giả trung giai trung kỳ đỉnh phong. Mà sau đó trong linh vũ giới, Thái Cổ U Minh Viêm trời sinh có thể thôn phệ năng lượng thiên địa cho nên có thể thôn phệ tất cả hỏa diễm làm lớn mạnh bản thân mình. Sau khi Thái Cổ U Minh Viêm thôn phệ âm hỏa minh mông kia, thực lại khôi phục không ít giống như ngồi tên lửa vậy. Đối với Thái Cổ U Minh Viêm mà nói, những hỏa diễm khác so với thôn phệ linh khí trong thiên địa còn tốt hơn nhiều. Lúc trước sau khi Thái Cổ U Minh Viêm thôn phệ âm hỏa minh mông kia tuy rằng thời gian ít hơn thôn phệ linh khí trong linh mạch ở Vạn Thú Tông, thế nhưng chỗ tốt sau khi thôn phệ còn nhiều hơn 2 năm ở trong linh mạch trong Vạn Thú Tông. Nhưng mà tu vi của nó cũng chỉ là đế cấp trung kỳ cách hậu kỳ không xa mà thôi. Sau khi hoàn toàn dung hợp, luyện hóa âm hỏa kia, tu vi lần nữa có chút tiến bộ, thế nhưng cũng chỉ là đế cấp trung kỳ hậu kỳ. Cho nên nếu chỉ tính khí tức mà nói, thậm chí còn không bằng đại hồn anh hiện tại. Mà bây giờ Lục Lâm Thiên cũng không phải là không muốn dùng đại hồn anh hấp thu thôn phệ một đạo linh hồn phân thân của Hổ Khiếu lão tổ, thực lực đương nhiên sẽ tăng lên không ít. Chỉ là cũng phải cần đại hồn anh khôi phục mới được. Lần trước đại hồn anh tiêu hao cực lớn, cho tới bây giờ còn chưa khôi phục, căn bản không có cách nào nhúc nhích. Khặc khặc, Lục Lâm Thiên dứt lời, nghe Lục Lâm Thiên nói, giới chủ linh vũ giới lập tức âm trầm cười lớn, nói. Lục Lâm Thiên, ngươi cho rằng bằng vào ngươi và Thái Cổ U Minh Viêm là có thể làm gì được ta hay sao? Nếu ta suy đoán không sai,
ngươi bây giờ chính là thái cổ U Minh Viêm, thái cổ U Minh Viêm cũng chính là ngươi. Linh hồn phân thân của ngươi dung hợp với linh hồn bổn nguyên của thái cổ U Minh Viêm, đúng không? Đúng vậy, làm sao ngươi biết? Chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên thực sự kinh ngạc, quan hệ của hắn và thái cổ U Minh Viêm còn không ai có thể nhìn ra được. Không nghĩ giới chủ linh vũ giới lại biết rõ ràng như vậy. Linh hồn phân thân dung hợp linh hồn bổn nguyên của thái cổ U Minh Viêm, cả hai dung hợp vào làm một thể. Nghe lời nói của giới chủ linh vũ giới, đám người Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Đế, Hàn Băng Đại Đế, Tử Yên, Lam Thập Tam, Thái Công Tĩnh Nhiễm phía dưới sững sờ, đây cũng là chuyện mà tới bây giờ bọn họ mới biết được. Coi như là đối với đám người Thánh Thủ Linh Đế mà nói, Lục Lâm Thiên cũng không có nói quá nhiều. Khặc khặc, không có gì là ta không biết. Sau khi ngươi dung hợp với Thái Cổ U Minh Viêm, ngươi chính là Thái Cổ U Minh Viêm. Ta còn biết linh hồn phân thân ngươi chính là Thái Cổ U Minh Viêm, hiện tại còn chưa khôi phục tới trạng thái toàn thịnh khi trước. Ánh mắt giới chủ linh vũ giới lạnh lẽo, nhìn Lục Lâm Thiên lạnh lùng cười nói. Mặt khác ta còn nói cho ngươi biết, bằng vào Thái Cổ U Minh Viêm của ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Đối phó với người khác còn được, muốn đối phó với ta còn chênh lệch quá nhiều. Ánh mắt linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm của Lục Lâm Thiên trầm xuống, không có một chút do dự nào, trong giây lát có hỏa diễm màu xanh ra trời lan tràn ra. Quang mang màu lam chói mắt bành trướng, trong nháy mắt ngắn ngủi, thân thể khổng lồ đã hóa thành một cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh ra trời khổng lồ chừng ngàn thước. Cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh ra trời đứng sừng sững trong không gian này giống như một ngọn núi khổng lồ. Chung quanh là hỏa diễm màu xanh ra trời cuồn cuộn, nhiệt độ khủng bố kéo lên, không gian trực tiếp bị đốt cháy thành hư không. Vậy hãy để cho ta nhìn xem rốt cuộc ngươi mạnh như thế nào. Cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh ra trời hét lớn một tiếng mang theo nhiệt độ đáng sợ khiến cho da rẻ người ta cảm thấy phỏng rát, linh hồn héo rút. Thân thể khổng lồ khẽ phất tay một cái, hỏa diễm màu xanh ra trời quanh thân cuồn cuộn, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo quyền ấn bằng hỏa diễm màu xanh ra trời cực lớn. Lập tức đánh về phía giới chủ linh vũ giới phía dưới. Siêu siêu. Dưới nhiệt độ nóng bỏng trên quyền ấn bằng hỏa diễm màu xanh ra trời, những nơi quyền ấn đi qua, không gian bị đốt cháy thành hư vô. Lúc này cả phiến không gian giống như một cái bếp lò kinh người, có thể thiêu đốt vạn vật thành cho tàn và hư vô. Trong nháy mắt phá hủy một phiến không gian lớn. Ta nói rồi, thái cổ U Minh Viêm không làm gì được ta. Giới chủ linh vũ giới khẽ thở dài, lập tức phất tay một cái, khí tức âm hàn quanh thân phô thiên cái địa tuôn ra. Trường bào tung bay, trong không gian này dường như có một cơn gió lạnh thổi qua, trong lúc mơ hồ còn mang theo một tia nóng bỏng. Không gian run lên, quanh thân giới chủ linh vũ giới bỗng nhiên có một cỗ khí tức ngập trời tràn ra, năng lượng âm hàn quanh thân cuồn cuộn tựa như sóng biển rít gào. Năng lượng âm hàn mênh mông phóng lên trời, sau đó tạo thành vòng xoáy chấn động quanh thân giới chủ linh vũ giới. Một quyền của cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh ra trời hơn ngàn thước ầm ầm nện vào trong vòng xoáy khủng bố trước người giới chủ linh vũ giới, hỏa diễm màu xanh ngập trời phun trào. Oanh! Một quyền bằng hỏa diễm màu xanh ra trời đánh xuống, cả phiến không gian hóa thành hư vô, vết nứt không gian đen kịt lan tràn, một mảng lớn khí tức âm hàn trực tiếp bị đánh vỡ. Siêu! Mà ngay khi một mảng lớn vết nứt không gian đen kịt này lan tràn tới trước người giới chủ linh vũ giới lại đột nhiên dừng lại. Không có cách nào tiến thêm nửa phần. Giống như gặp một bức tường thành kiên cố không có cách nào dung chuyển vậy. Nhiệt độ cao khủng bố như vậy thế nhưng đối với giới chủ linh vũ giới lúc này dường như lại không có bao nhiêu ảnh hưởng. Đối mặt với nhiệt độ cao khủng bố cùng với lực lượng mạnh mẽ từ một quyền của cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh ra trời này giới chủ linh vũ giới chỉ cười nhạt một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lục Lâm Thiên nói. Lục Lâm Thiên, ta nói rồi. Thái cổ U Minh Viêm của ngươi đối với ta mà nói, một điểm uy hiếp cũng không có. Tội gì phải ra tay với ta? Cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh ra trời nheo mắt lại, đột nhiên há hốc mồm, trong miệng đột nhiên có một cỗ quang mang màu xanh chói mắt giống như mặt trời ban trưa lan tràn ra. Lập tức phóng về phía giới chủ LLVG. Xoẹt! Cỗ quang mang màu xanh ra trời này giống như thác nước từ trên cao đổ xuống, một cỗ nhiệt độ kinh khủng trong khoảnh khắc lan tràn. Trong một khoảng thời gian ngắn, hỏa diễm màu xanh ra trời phô thiên cái địa trực tiếp bao phủ trọn không trung. Trên không trung lập tức bị hỏa diễm màu xanh ra trời nóng bỏng bao phủ. Bên trên lan tràn ra một cỗ khí tức cổ xưa,
Cùng lúc giới chủ linh vũ giới cũng bị hỏa diễm màu xanh da trời cuồn cuộn bao phủ vào bên trong. Giới chủ linh vũ giới có thể thoát được không? Bị nhốt trong thái cổ u minh viêm, coi như thực lực cường hãn cũng khó có thể thoát thân. Sẽ bị thái cổ u minh viêm từ từ luyện hóa. Hy vọng có thể luyện hóa giới chủ linh vũ giới này, bằng không có lẽ không có ai là đối thủ của hắn ta. Ngẩng đầu nhìn biển lửa màu xanh da trời trên không trung, da rẻ và linh hồn mọi người phỏng rát. Ánh mắt chăm chú nhìn động tĩnh trên không trung. Phanh phanh. Trên không trung, Chu Hoàng lão tổ bị chúng cường giả vây công lúc này rốt cuộc cũng không có cách nào trèo trống. Dưới một mảng lớn công kích của cường giả đỉnh cấp, hư không bị phá hủy, bản thể chu tước khổng lồ của Chu Hoàng lão tổ nhanh chóng hóa thành huyết vụ tiêu tán trong hỏa diễm. Sau khi Chu Hoàng lão tổ bị đánh chết, cơ hồ tất cả cường giả đỉnh cấp không có một chút cao hứng nào. Ánh mắt mang theo sự ngưng trọng nhìn lên trên không trung. Chăm chú nhìn vào biển lửa màu xanh da trời. Biển lửa nóng bỏng màu xanh da trời trực tiếp bao phủ cả phiến không gian. Những nơi hỏa diễm màu xanh da trời đi qua, không gian hóa thành hư vô. Không gian không ngừng run rẩy, khí tức nóng bỏng đáng sợ lặng lẽ lan tràn. Dưới ánh mắt khẩn trương của mọi người, trong biển lửa màu xanh da trời cuồn cuộn bắt đầu xuất hiện một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này trực tiếp từ trong biển lửa màu xanh da trời chui ra. Cảm giác thật thoải mái a, đã rất lâu rồi ta không có cảm giác như vậy. Dưới ánh mắt kinh ngạc của vô số đế giả, thân ảnh giới chủ linh vũ giới từ trong biển lửa màu xanh da trời chậm rãi đi ra. Giống như vừa mới tắm trong nước nóng vậy, toàn thân thoải mái vô cùng, trong mắt hiện lên vẻ thỏa mãn, không có bất kỳ một dấu vết nào giống như bị thái cổ u minh viêm luyện hóa. Giống như lúc này thái cổ u minh viêm có thể thiêu đốt vạt vật. Thiêu đốt không gian đối với giới chủ linh vũ giới mà nói cũng chỉ là một chậu nước ấm mà thôi. Trừ việc khiến cho toàn thân hắn thoải mái ra thì không có cảm giác nào khác. Điều này sao có thể? Mọi người nghe vậy ánh mắt tức thì ngây ngốc, há hốc mồm nhìn lên không trung. Đế giả đỉnh cấp lúc này cũng nhìn lên trên không trung, ngạc nhiên không thôi, toàn thân run rẩy, chuyện này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng khiếp sợ, trong thái cổ u minh viêm. Không ngờ ngay cả người của giới chủ linh vũ giới cũng không thấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Giới chủ linh vũ giới rốt cuộc là ai? Ngay cả thái cổ u minh viêm cũng có thể tránh được, thậm chí người này còn hoàn toàn không kiêng kỵ thái cổ u minh viêm. U minh, âm minh, ngươi không chết, ngươi là u minh. Thế nhưng vào lúc tất cả mọi người khiếp sợ, mẫu đơn ngẩng đầu nhìn giới chủ linh vũ giới trên không trung, trong đôi mắt màu đỏ hiện lên vẻ sợ hãi. Thân thể mềm mại. Uyển chuyển không ngừng run rẩy, thanh âm như chuông bạch cũng run rẩy quanh quẩn trong không gian này, thanh âm đặc biệt vang dội. Lâm Thiên, cẩn thận, hắn là U Minh, ta rốt cuộc đã biết, hắn chính là U Minh, thái cổ U Minh viêm, hắn không chết. Thanh âm như chuông bạc của mẫu đơn, giống như có ma lực quanh quẩn trong không trung. Thanh âm run rẩy, rõ ràng thấy được nàng vô cùng e ngại. Ánh mắt đám người Nam Thúc, Tiểu Long. Bạch Linh cùng với những người khác đột nhiên run lên, khuôn mặt nghi hoặc. Lục Lâm Thiên nghe vậy, thân thể cự hổ khổng lồ đột nhiên run lên. Mắt nhìn về phía giới chủ linh vũ giới, trong đôi mắt hổ tràn ngập vẻ mờ mịt. Chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên không tin được, tại sao lại là U Minh, thế nào lại là thái cổ U Minh Viêm? Rõ ràng linh hồn của thái cổ U Minh Viêm đã bị hắn luyện hóa. Trên đời này đã không còn U Minh kia, chỉ có thái cổ U Minh Viêm mà thôi. Khặc khặc, trong biển lửa màu xanh da trời, tiếng cười của giới chủ linh vũ giới vang lên không ngớt. Ánh mắt ngày càng âm hàn, tiếng cười vừa dứt, ánh mắt giới chủ nhìn qua chúng đế giả phía dưới, lại nhìn qua mẫu đơn một lát. Dưới ánh mắt này, tất cả mọi người có cảm giác linh hồn bỡ ngỡ. Đúng vậy, người thân là linh vật trời sinh có lẽ đã sớm biết rõ thân phận của ta. Vì sợ ngươi nhận ra. Ta còn cố gắng che giấu không ít khí tức là bởi vì không hy vọng ngươi nhận ra quá sớm. Nếu như phát hiện ra quá sớm cũng không thú vị, sẽ làm hỏng kế hoạch của ta. Giới chủ linh vũ giới nhìn mẫu đơn, thân thể ở trong biển lửa màu xanh da trời giống như đang ở trong nhà, hoàn toàn có thể bỏ qua nhiệt độ cao khủng bố này. Thật sự là thái cổ u minh viêm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau khi tất cả mọi người tận tai nghe thấy giới chủ linh vũ giới thừa nhận, tất cả đều kinh ngạc tới ngây dại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cho dù mọi người có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được. Lục Lâm Thiên cũng sững sờ, thái cổ u minh viêm hắn đã luyện hóa, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn,
cũng không có khả năng. Thế nhưng tất cả lại hiện ra rõ mồn một trước mắt, khó trách hắn vẫn cảm thấy trên người giới chủ linh vũ giới có một cỗ khí tức không hiểu. Hiện tại Lục Lâm Thiên cẩn thận cảm giác ra thì mới mơ hồ biết rõ, cỗ khí tức không hiểu này rõ ràng là một loại cảm giác quen thuộc. Quen thuộc tới mức mà thậm chí hắn còn xem nhẹ sự tồn tại của nó. Chẳng lẽ là thái cổ U Minh Viêm thứ hai sao? Ở trong này rốt cuộc còn xảy ra chuyện gì hiện tại Lục Lâm Thiên cũng không biết. Quả thực có suy nghĩ cũng không ra. Nhưng mà nếu như không phải là thái cổ U Minh Viêm vậy thì tại sao lại có thể tự nhiên ở trong biển lửa màu xanh ra trời giống như nhà mình như vậy, hoàn toàn không chịu một chút ảnh hưởng nào. Rõ ràng ngươi đã chết, chẳng lẽ ngươi trốn ra sao? Chuyện này không có khả năng, rõ ràng ngươi đã bị luyện hóa a. Thân thể mềm mại của mẫu đơn run rẩy, tất cả chuyện này khiến cho nàng nghĩ mãi mà không thông. Từ lúc bắt đầu mẫu đơn vẫn luôn cảm giác khí tức trên người giới chủ linh vũ giới này rất quen thuộc tới mức khiến cho nàng kiêng kỵ. Có lẽ bởi vì U Minh đã bị luyện hóa cho nên mẫu đơn căn bản không nghĩ tới khả năng đây là U Minh. Nhưng lúc này khí tức trên người giới chủ linh vũ giới ngày càng phóng ra càng nhiều, dùng lý giải của mẫu đơn với thái cổ U Minh Viêm nhiều năm như vậy, lúc này nàng mới đoán ra được đây là U Minh. Khí tức này không sai, thân là mẫu đơn, là linh vật trời sinh. Nàng càng khẳng định phán đoán của mình không sai. Thế nhưng rốt cuộc trong này xảy ra chuyện gì thì mẫu đơn nghĩ mãi không rõ. Thái cổ U Minh Viêm đã chết, cũng đã bị luyện hóa, đây là sự thực. Giới chủ linh vũ giới nhìn mọi người đang há hốc mồm, tiếng cười đắc ý ngày càng lớn, nói. Thế nhưng thái cổ U Minh Viêm cũng không chết, cũng không bị Lục Lâm Thiên luyện hóa. Chẳng lẽ ngươi là thái cổ U Minh Viêm thứ hai? Trong Bắc Cung Hoàng tộc. Thiên Mộc Thần Thụ nhìn giới chủ linh vũ giới trên không trung nói. Linh vật trời sinh làm sao lại tùy tiện có cái thứ hai như vậy? Cấp độ càng cao càng không thể xuất hiện đồng loại. Dùng cấp độ của thái cổ U Minh Viêm đây là chuyện không thể nào xảy ra. Giới chủ linh vũ giới dùng ánh mắt khinh thường nhìn chúng đế. Trong mắt mọi người hiện lên sự kinh ngạc và chấn động. Lời của giới chủ linh vũ giới là sự thật. Linh vật trời sinh cũng có phân chia cấp bậc. Giống như là thuộc tộc bình thường còn phân huyết mạch cao thấp. Mà linh vật trời sinh cũng như vậy. Nhưng mà bên trong linh vật trời sinh, cấp độ thấp cũng khó mà nhìn thấy đồng loại, mà cấp độ cao thì càng không cần phải nói, bằng không tại sao lại gọi là linh vật trời sinh. Vậy thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cơ hồ tất cả đế giả ngạc nhiên, trong những người có mặt ở đây không có ai có thể biết rõ nguyên nhân bên trong. Khặc khặc, nhìn thấy mọi người nghi hoặc. Trong mắt giới chủ linh vũ giới hiện lên sự vui vẻ, nhìn Lục Lâm Thiên âm trầm cười nói. Lục Lâm Thiên, người luyện hóa linh hồn bổn nguyên của thái cổ U Minh Viêm, có lẽ không có được trí nhớ trong linh hồn của thái cổ U Minh Viêm đúng không? Không sai. Lục Lâm Thiên gật đầu, lúc trước hắn cũng không có được trí nhớ trong linh hồn của thái cổ U Minh Viêm. Lúc này trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên vẻ nghi hoặc, nếu như đây là thái cổ U Minh Viêm thì tại sao lại gọi mình như vậy? Giới chủ linh vũ giới nở nụ cười thỏa mãn, ánh mắt quét qua không trung trầm giọng nói. Kỳ thật hiện tại nói cho các ngươi biết cũng không sao. Trong các ngươi nào có ai hiểu rõ thái cổ U Minh Viêm, thái cổ U Minh Viêm chính là tồn tại kỳ lạ trong linh vật trời sinh. Thời điểm thiên địa sơ khai cũng đã tồn tại trên đời này rồi. Ngừng một lát, hỏa diễm màu xanh ra trời khủng bố nhẹ nhàng quấn quanh cánh tay của giới chủ linh vũ giới khẽ vặn lưng. Ngẩng đầu nhìn lên trên không trung nói. Thái cổ U Minh Viêm kỳ thực không phải là một loại viêm hỏa, mà là do hai chủng loại viêm hỏa hợp lại thành một mà tồn tại trong trời đất này. Theo thứ tự là thái cổ U Viêm Hỏa cùng với thái cổ Minh Viêm Hỏa. Thái cổ U Viêm Hỏa và thái cổ Minh Viêm Hỏa. Đôi mắt hổ của Lục Lâm Thiên bỗng nhiên run lên, ánh mắt nhìn về phía giới chủ linh vũ giới dường như đã hiểu ra thứ gì đó. Thái cổ U Viêm Hỏa nóng bỏng vô cùng, đủ để thiêu đốt vạn vật. Thiêu đốt không gian. Mà thái cổ Minh Viêm Hỏa thì có thể thiêu đốt linh hồn, có thể thẩm thấu vào vạn vật. Thái cổ U Viêm Hỏa và thái cổ Minh Viêm Hỏa hợp hai thành một thì mới chính thức được coi là thái cổ U Minh Viêm. Ánh mắt giới chủ linh vũ giới đảo qua chúng đế trên không trung. Thứ ta luyện hóa là thái cổ U Viêm Hỏa, mà ngươi chính là thái cổ Minh Viêm Hỏa. Đôi mắt hổ của Lục Lâm Thiên nhìn về phía giới chủ linh vũ giới. Đến thời điểm này Lục Lâm Thiên rốt cuộc cũng hiểu nguyên nhân trong đó. Hóa ra thái cổ U Minh Viêm cũng không phải là một loại hỏa diễm mà là hai loại.
hai loại hợp thành một mới chân chính được coi là thái cổ U Minh Viêm, thế nhưng tất cả chuyện này hắn cũng không biết. Dường như hiện tại cũng không có người nào biết được vật từ thời thái cổ này. Bởi vì vật này so với nhân loại còn xuất hiện sớm hơn. Có thể nói là như vậy, thế nhưng chỉ đúng một nửa. Nhìn Lục Lâm Thiên, giới chủ linh vũ giới cười lạnh nói. Ngươi luyện hóa thái cổ U Viêm Hỏa, thế nhưng ta vẫn là ta. Nhưng mà coi như là thái cổ Minh Viêm Hỏa, bởi vì ngươi luyện hóa thái cổ U Viêm Hỏa, ta cũng luyện hóa thái cổ Minh Viêm Hỏa, chúng ta thật ra giống nhau. Giới chủ linh vũ giới cũng luyện hóa thái cổ Minh Viêm Hỏa. Khó trách lại mạnh như vậy. Chúng đế trên không trung giờ phút này cũng ngưng trọng tới mức tận cùng. Điều này đại biểu cái gì? Trong lòng mọi người đều biết rõ. Hít. Lục Lâm Thiên cũng hít sâu một hơi, hắn không ngờ trên người này còn có người giống hắn như đúc. Đều có thể luyện hóa linh vật trời sinh, mà quá trình luyện hóa linh vật trời sinh khó bao nhiêu, trong lòng Lục Lâm Thiên hiểu rất rõ. Lục Lâm Thiên, ngươi luyện hóa thái cổ U Viêm Hỏa, thế nhưng căn bản không có cách nào khôi phục nó tới đỉnh phong. Bởi vì chỉ có thái cổ U Viêm Hỏa và thái cổ Minh Viêm Hỏa, cả hai hợp thành một thì mới có thể đem thái cổ U Minh Viêm khôi phục ly ai. Mà bây giờ thái cổ U Viêm Hỏa của ngươi khôi phục quá yếu. Cho nên căn bản không có cách nào làm gì được ta. Giới chủ linh vũ giới nhìn Lục Lâm Thiên âm trầm cười nói. Ngươi là thái cổ Minh Viêm Hỏa, vậy ngươi cũng không có cách nào làm gì được ta. Mà bản thể của ta có thể trực tiếp cầm vật ấy tiến vào bên trong, ngươi có thể làm gì được ta. Ngươi sẽ không, ngươi cũng không dám. Giới chủ linh vũ giới dường như rất hiểu Lục Lâm Thiên, lạnh lùng cười nói. Nếu như ngươi dám đi vào thì ngươi đã sớm đi vào rồi. Bởi vì ngươi sợ sau khi ngươi đi vào ta sẽ giết tất cả mọi người bên ngoài, sau đó lại đi tới Phi Linh Môn, giết tất cả người của Phi Linh Môn cho nên ngươi không dám đi vào, ngươi có chỗ cố kỵ. Toàn thân Lục Lâm Thiên run lên, giới chủ linh vũ giới này giống như có thể nắm lấy chỗ hiểm của hắn, hắn bị kẻ này khống chế, hoàn toàn không có cách nào thoát. Lúc này tuy rằng có ngọc giản trong tay cũng không có cách nào thoát khỏi kẻ này. Huống chi ngươi nói cũng sai, bản thân ta không có cách nào làm gì được thái cổ U Viêm Hỏa của ngươi, thế nhưng có lẽ ngươi còn không biết, ta còn biện pháp khác. Giới chủ linh vũ giới nhìn Lục Lâm Thiên, lạnh nhạt cười, khóe miệng nhếch lên nói. Ta còn có thể dung hợp với phân thân thái cổ U Viêm Hỏa của ngươi. Sau khi dung hợp thực lực của ta sẽ lần nữa tăng cường. Thái cổ U Viêm Hỏa dung hợp với thái cổ Minh Viêm Hỏa, lúc đó mới có thể chính thức được coi là thái cổ U Minh Viêm. Nghe vậy mắt hổ của Lục Lâm Thiên bỗng nhiên biến đổi, trong lòng trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo trầm giọng nói. Muốn dung hợp ta sợ rằng cũng không dễ a, bằng không ngươi tuyệt đối sẽ không chờ tới bây giờ. Đúng vậy, muốn dung hợp với linh hồn phân thân của ngươi có chút khó khăn. Thái cổ U Viêm Hỏa và thái cổ Minh Viêm Hỏa, giữa cả hai kỳ thực đều có chung một loại linh hồn bổn nguyên. Thứ mà ngươi dung hợp lúc trước kỳ thực chỉ là một nửa mà thôi. Một nửa linh hồn bổn nguyên khác hiện tại ở trên người ta. Nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt giới chủ linh vũ giới giống như nhìn vật đại bổ, mang theo sự nóng bỏng không thèm che giấu, nói. Ngươi dung hợp linh hồn bổn nguyên của thái cổ U Viêm Hỏa, hiện tại ta muốn dung hợp với ngươi tự nhiên có chút phiền toái nhỏ. Thế nhưng chỉ là trước kia mà thôi, hiện tại lại rất đơn giản, bởi vì ta tùy thời có thể dung hợp ngươi. Đôi mắt hổ của Lục Lâm Thiên nhìn qua giới chủ linh vũ giới. Những lời này khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên sinh ra sự cảnh giác. Thế nhưng cũng không dám quá tin tưởng. Hắn đã dung hợp với thái cổ U Viêm Hỏa, thực lực của giới chút linh vũ giới so với hắn mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng muốn dung hợp với hắn tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Sao nào, ngươi không tin sao? Giới chủ linh vũ giới nhìn Lục Lâm Thiên, cười nhạt một tiếng nói. Ngươi còn nhớ khi ngươi thôn vệ âm hỏa trong LLVG hay không? Có lẽ sau khi ngươi thôn vệ âm hỏa đạt được không ít chỗ tốt ha. Thôn vệ loại âm hỏa này so với việc ngươi thôn vệ bất luận năng lượng nào trong thiên địa còn có nhiều chỗ tốt hơn, đúng không? Nghe vậy thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên run lên, trong lòng lập tức xuất hiện dự cảm không tốt. Lời giới chủ linh vũ giới nói là sự thật, sau khi hắn thôn vệ âm hỏa trong linh vũ giới, sau khi thôn vệ quả thực nhận được rất nhiều chỗ tốt. Thôn vệ âm hỏa kia so với thôn vệ bất luận loại năng lượng nào trong thiên địa còn khôi phục nhanh hơn nhiều. Lục Lâm, ngươi vẫn còn non một ít, hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết, trong âm hỏa mà ngươi thôn vệ có thái cổ Minh Viêm Hỏa, cũng là ta cố ý để cho ngươi thôn vệ.
Đương nhiên bên trong ta cũng bố trí một ít thủ đoạn nho nhỏ. Người dung hợp âm hỏa đương nhiên cũng dung hợp thái cổ minh viêm hỏa ở bên trong, bởi vậy hiện tại trên người ngươi cũng có thái cổ minh viêm hỏa. Giới chủ linh vũ giới cười lạnh không ngớt, nói. Hiện tại ta sẽ cho ngươi nhìn xem, ta muốn dung hợp với thái cổ u viêm hỏa dễ dàng tới nhường nào. Khi giới chủ linh vũ giới vừa mới dứt lời lập tức phất tay một cái, quanh thân trong giây lát đột nhiên có một cỗ khí tức âm hàn minh mông bắt đầu chấn động. Trong khí tức âm hàn minh mông này cũng lan tràn ra hỏa diễm màu xanh da trời che khuất bầu trời. Hỏa diễm màu xanh da trời này giống như thái cổ u viêm hỏa của Lục Lục Lâm như đúc, chỉ là nếu như cẩn thận nhìn vào là có thể phát hiện ra, ngoài màu sắc giống nhau ra thì lại hoàn toàn không giống nhau. Thái cổ u viêm hỏa của Lục Lục Lâm mang theo khí tức nóng bỏng ngập trời có thể thiêu đốt vạn vật, trong không có khí tức âm hàn. Thế nhưng hỏa diễm màu xanh da trời này lại lạnh lẽo thấu xương, có thể thẩm thấu vào vạn vật, lộ ra khí tức âm hàn quỷ dị khiến cho người ta lập tức có cảm giác giống như đang ở cửu u địa ngục vậy. Toàn thân run rẩy, khiến cho linh hồn phát run, trong đó lại có khí tức nóng bỏng. Khí tức này khiến cho Lục Lâm Thiên lập tức cảm giác được, khí tức này cơ hồ không kém âm hỏa mà hắn thôn phệ trong linh vũ giới lúc trước không xa. Lúc trước trong âm hỏa mà hắn thôn phệ có thái cổ minh viêm hỏa này ở bên trong. Siêu siêu. Trong chớp mắt ngắn ngủi, trong không gian chung quanh giới chủ linh vũ giới đã cuồn cuộn hỏa diễm màu xanh ra trời âm hàn. Khí tức âm hàn quỷ dị này khiến cho linh hồn người ta cực kỳ không thoải mái, khí tức của hỏa diễm an hàn này so với khí tức nóng bỏng của hỏa diễm còn khủng bố hơn, trực tiếp nhắm vào linh hồn. Hỏa diễm khủng bố lan tràn, trực tiếp khuếch tán, trải rộng ra chung quanh tạo thành một biển lửa màu xanh ra trời. Vô số hỏa diễm khuếch tán về phía thái cổ u viêm hỏa, trực tiếp thẩm thấu vào, căn bản không có cách nào ngăn cản. Những hỏa diễm âm hàn này thẩm thấu vào giống như là đi vào trong nhà mình vậy, có thể nhanh chóng bao trùm và thẩm thấu. Trong biển lửa màu xanh da trời của thái cổ u viêm hỏa, Lục Lâm Thiên chỉ có thể thúc giục hỏa diễm màu xanh da trời cuồn cuộn ngăn cản những hỏa diễm màu xanh da trời này thẩm thấu, ngăn cản nó ở bên ngoài. Một khi bị những hỏa diễm âm hàn này thẩm thấu vào bên trong, Lục Lâm Thiên tự biết hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Không tốt. Nhưng vào lúc này trong đôi mắt hổ của Lục Lâm Thiên lập tức biến sắc. Dưới cảm giác của linh hồn, bản thể Lục Lâm Thiên biết rõ, lúc này trong thế giới của thái cổ u viêm hỏa trong giây lát xuất hiện một cỗ hỏa diễm mang theo khí tức âm hàn, trực tiếp bao phủ linh hồn bổn nguyên. Lục Lâm Thiên, lúc trước ta cố ý để cho ngươi thôn vệ thái cổ minh viêm hỏa của ta vào bên trong là bởi vì ngày hôm nay. Đáng tiếc ngươi quá non, cũng biết quá ít, ngươi cho rằng ngươi đã triệt để luyện hóa rồi hay sao? Tất cả mọi chuyện đều do ta sắp xếp mà thôi. Thanh âm của giới chủ linh vũ giới trực tiếp từ trong thế giới của thái cổ u viêm hỏa vang vọng, hỏa diễm âm hàn cuồn cuộn kéo tới, phô thiên cái địa thẩm thấu. Hỏa diễm âm hàn này khiến cho Lục Lâm Thiên nhanh chóng cảm nhận được một cỗ khí tức mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Căn bản khó có thể ngăn cản, chỉ có thể tùy ý để nó vây quanh hắn. Trong nháy mắt ngắn ngủi này, mọi người nhìn thấy hỏa diễm âm hàn màu xanh ra trời quanh thân giới chủ linh vũ giới trực tiếp bao phủ linh hồn phân thân thái cổ u viêm hỏa nóng bỏng của Lục Lâm Thiên, trong khoảng thời gian ngắn bao trùm chung quanh linh hồn phân thân. Không xong. Dưới khí tức khủng bố như vậy, Lục Lâm Thiên cảm thấy run sợ, thân thể cự hổ khổng lồ không khỏi thúc giục huyễn ảnh thanh vũ trực tiếp lui lại. Trong thế giới của thái cổ u viêm hỏa, thái cổ minh viêm hỏa mang theo khí tức âm hàn minh mông tuôn ra. Tiếp đó bản thể Lục Lâm Thiên lập tức mất đi sự khống chế với thái cổ u viêm hỏa. Cuối cùng Lục Lâm Thiên cảm giác linh hồn bổn nguyên mà linh hồn phân thân hắn dung hợp với thái cổ u viêm hỏa cũng bị khí tức âm hàn mênh mông bao phủ, xâm lấn. Hắn đã triệt để mất đi sự khống chế với thái cổ u viêm hỏa. Mà lúc này trong thế giới này có một đầu cự long bằng hỏa diễm màu xanh da trời lớn chừng 10 thước. Cự long phá vỡ hỏa diễm nóng bỏng màu xanh da trời mang theo một cỗ khí tức âm hàn tới cực điểm tiến vào trong biển lửa màu xanh da trời. Lục Lâm Thiên nhìn cự long bằng hỏa diễm tiến vào trong thế giới của mình, toàn thân đầu cự long này sáng long lanh, tựa như ngọc, thậm chí còn mang theo một cỗ khí tức nóng bỏng. Cực kỳ trái ngược với nhiệt độ nóng bỏng chung quanh rồi lại cực kỳ hài hòa. Đây là... Trên đầu cự long bằng hỏa diễm màu xanh da trời này Lục Lâm Thiên có thể cảm nhận được tiếng tim đập rõ ràng. Linh hồn bổn nguyên, đây là linh hồn bổn nguyên của thái cổ minh viêm hỏa. Linh hồn Lục Lâm Thiên run lên, linh hồn bổn nguyên của thái cổ minh viêm hỏa này cũng là một nửa linh hồn bổn nguyên của thái cổ u minh viêm.
Rõ ràng linh hồn bổn nguyên này so với linh hồn bổn nguyên của hắn còn cường đại hơn nhiều. Trước mặt nó, Lục Lâm Thiên cảm giác được linh hồn bổn nguyên mình dường như hoàn toàn bị áp chế, thậm chí là run rẩy. Ngao! Nhưng trong không gian này, linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên cũng ở trong thế giới này, khi linh hồn bổn nguyên xuất hiện lại dùng hình thái của Lục Lâm Thiên xuất hiện. Linh hồn thể của Lục Lâm Thiên lúc này đứng lơ lửng trước mặt đầu cự long bằng hỏa diễm màu xanh chừng 10 thước này có chút yếu thế. Mà khí thế càng yếu hơn, khí thế giữa hai bên hoàn toàn không có cách nào so sánh. Khí thế bên trên đầu cự long bằng hỏa diễm kia còn cường hãn hơn Lục Lâm Thiên quá nhiều. Hỏa diễm màu xanh ra trời lần nữa chiếm giữ không trung, mênh mông giống như che khuất bầu trời. Khí tức âm hàn và nóng bỏng cùng tồn tại, thế nhưng lúc này rõ ràng lại âm hàn thấu xương. Cỗ khí tức âm hàn mênh mông khiến cho linh hồn bỡ ngỡ chiếm thế thượng phong, khí tức nóng bỏng tạm thời bị áp chế. Trong biển lửa màu xanh ra trời, không gian chung quanh vặn vẹo, năng lượng âm hàn đáng sợ cùng với khí tức nóng bỏng chấn động từ bên trong tràn ngập ra. Hỏa diễm cuồn cuộn tựa như dung nham màu xanh ra trời cuồn cuộn, không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc. Khí tức âm hàn vô cùng vô tận chấn động ngày càng khủng bố. Khí tức âm hàn ngập trời nương theo khí tức nóng bỏng lan tràn, trực tiếp ảnh hưởng tới linh hồn. Dưới cỗ khí tức này, chúng đế chung quanh, chỉ cần là người có thực lực thấp một ít, dưới cỗ khí tức âm hàn và nóng bỏng cùng tồn tại này sắc mặt đã trắng bệch, linh hồn run rẩy. Trong biển lửa màu xanh ra trời này, giới chủ linh vũ giới bỗng nhiên bước ra một bước. Cả biển lửa màu xanh ra trời run lên tựa như biển gầm. Hỏa diễm màu xanh ra trời nổi lên chấn động cực lớn. Thu cho ta. Trong biển lửa màu xanh ra trời, giới chủ linh vũ giới quát nhẹ một tiếng, thân thể bắt đầu bành trướng, trong nháy mắt ngắn ngủi cũng giống như thái cổ u viêm hỏa hóa thành cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh ra trời cực lớn. Cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh ra trời này há mồm, lực cắn nuốt cực lớn lan tràn ra. Lực cắn nuốt trực tiếp hóa thành một vòng xoáy bằng hỏa diễm cực lớn. Ầm ầm. Trong chớp mắt ngắn ngủi, trong biển lửa màu xanh ra trời cuồn cuộn, sóng to gió lớn, một cơn sóng bằng hỏa diễm màu xanh trực tiếp dùng tốc độ khiến cho người ta hoảng sợ bị cự nhân do giới chủ linh vũ giới biến thành thô phệ vào trong miệng. Hỏa diễm màu xanh ra trời nhẹ nhàng bị giới chủ linh vũ giới thôn phệ vào trong thân thể. Hỏa diễm âm hàn nóng bỏng tràn ngập không gian giờ phút này biến mất không thấy gì nữa. Cả không trung sáng ngời hơn không ít. Phù! Giữa không trung, cự nhân bằng hỏa diễm do giới chủ linh vũ giới biến thành ngẩng đầu thở ra một hơi nóng bỏng, trực tiếp thiêu đốt không gian phía trước thành hư vô. Tiếp đó trong nháy mắt thân thể cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh ra trời này co rút lại, lập tức khôi phục bộ dáng mang mặt nạ màu càng, trong mắt hiện lên vẻ thỏa mãn. Đôi mắt hổ của Lục Lâm Thiên ngốc trệ, tất cả đã vượt quá sự tưởng tượng của Lục Lâm Thiên, hắn không thể ngờ chuyện tới bây giờ lại có kết quả như vậy. Giới chủ linh vũ giới này không ngờ cũng có một linh hồn phân thân, mà lại là linh hồn phân thân dung hợp với thái cổ minh viêm hỏa. Lúc này có thể nói, hắn ta đã dung hợp với thái cổ u minh viêm nguyên vẹn. Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được linh hồn phân thân của hắn ở trong thế giới kia. Linh hồn bổn nguyên của thái cổ u viêm hỏa đang bị đầu cự long bằng lửa kia công kích, đang đau khổ trèo trống. Sợ rằng không thể chống đỡ được bao lâu, khi đó linh hồn phân thân bổn nguyên của hắn đến lúc đó sẽ hoàn toàn bị đối phương luyện hóa. Mà đến lúc đó giới chủ linh vũ giới này sẽ triệt để dung hợp với thái cổ u viêm hỏa. Sợ rằng đến lúc đó thực lực sẽ lại tăng lên một tình trạng đáng sợ. Thoải mái a. Giới chủ linh vũ giới duỗi lưng. Ánh mắt mang theo sự vui vẻ nhàn nhạt nhìn Lục Lâm Thiên nói. Lục Lâm Thiên, ta đã chờ ngươi rất lâu, thế nhưng không ngờ ngươi chỉ khôi phục thái cổ u viêm hỏa tới trình độ này. Vốn ta còn muốn để cho ngươi làm cho thái cổ u viêm hỏa khôi phục mạnh mẽ hơn một chút, đến lúc đó sau khi ta đun hợp là có thể khôi phục tới trạng thái toàn thịnh của thái cổ u minh viêm khi trước. Thế nhưng hiện tại xem ra, chênh lệch quá lớn a. Lạnh nhạt nhìn Lục Lâm Thiên và chúng đế dưới không trung. Giới chủ linh vũ giới khinh thường nói. Nhưng mà hiện tại cũng đã đủ, tuy rằng không khôi phục tới tình trạng của thái cổ u minh viêm khi trước, thế nhưng muốn tiêu diệt các ngươi mà nói chỉ là tiện tay mà thôi, giống như tiêu diệt con sâu cái kiến vậy. Đôi mắt hổ Lục Lâm Thiên biến ảo, lúc này trong lòng hắn đã có chút tuyệt vọng. Linh hồn phân thân thái cổ u viêm hỏa đã bị đoạt xá, thủ đoạn hắn không ít. Thế nhưng trước mặt giới chủ linh vũ giới này còn xa không đủ. Giới chủ linh vũ giới này tuyệt đối không thi triển công kích linh hồn, cho nên kim đao màu vàng trong đầu hắn không có một chút tác dụng nào.
Lục Lâm Thiên, ta vốn không muốn giết ngươi. Hiện tại ta phá lệ cho ngươi thêm một cơ hội. Giao ra vật trong tay ngươi, ta tạm tha cho ngươi một mạng. Ngươi nên nắm chắc cơ hội cuối cùng này. Giới chủ Linh Vũ Giới dùng ánh mắt âm trầm nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt tràn ngập sát ý. Từ khi rời khỏi Trấn Thanh Vân khi trước, Lục Lâm Thiên ta chưa từng cúi đầu lấy một lần. Lục Lâm Thiên nhìn giới chủ Linh Vũ Giới, trong đôi mắt hổ tràn ngập vẻ kiên nghị. Lúc này Lục Lâm Thiên cho rằng mình còn có cơ hội. Có lẽ chỉ cần linh hồn phân thân của hắn còn một chút cơ hội chuyển bại thành thắng mà nói, tất cả nguy cơ có thể giải trừ. Thế nhưng lúc này Lục Lâm Thiên cũng hoàn toàn không có biện pháp nào, hắn không nghĩ ra được biện pháp gì. Đại hồn anh hiện tại cũng không có cách nào nhúc nhích, coi như là có thể nhúc nhích. Đại hồn anh trời sinh đã bị đối phương khắc chế, đi ra cũng chỉ là thuốc bổ cho giới chủ Linh Vũ Giới, làm tăng cường thực lực của đối phương mà thôi. Trừ phi, Lục Lâm Thiên nghĩ tới kim đao màu vàng, hiện tại toàn thân hắn, thứ có thể làm lay chuyển giới chủ Linh Vũ Giới cũng chỉ có kim đao màu vàng mà thôi. Chỉ tiếc hắn vẫn không thể dung chuyển kim đao màu vàng một chút nào. Lục Lâm Thiên đã lặng lẽ thử qua, kim đao màu vàng vẫn không có chút động tĩnh nào, hoàn toàn không có dấu vết bị dung chuyển. Ngươi đã tự mình muốn chết thì đừng trách ta, ngươi đã cản chuyện tốt của ta vậy thì chết đi. Giới chủ Linh Vũ Giới vừa mới dứt lời, trường bào khẽ quét một cái, khí tức nóng bỏng và âm hàn quanh thân đột nhiên lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Liều! Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, tứ chi trên thân thể khổng lồ run lên, chân khí trong cơ thể tuôn ra. Toàn thân cự hổ màu trắng có một loại cảm giác tràn ngập lực lượng. Thần Vũ Diệt Không! Huyễn ảnh Thanh Vũ chấn động, huyễn ảnh Thanh Vũ ngàn thước sau lưng Lục Lâm Thiên mang theo đường cong hoàn mỹ động lòng người cùng với một cỗ năng lượng đáng sợ nhanh chóng bành trướng. Trên huyễn ảnh Thanh Vũ khổng lồ hơn ngàn thước mang theo khí tức cổ xưa đột nhiên có vô số lông vũ giống như loan đao màu xanh bắn về phía trước. Siêu siêu siêu. Từng tầng lông vũ phá không bắn về phía trước, rậm rạp chằng chịt, giống như vạn tiễn cùng phát. Mỗi một chiếc lông vũ đều giống như một thanh loan đao động lòng người, xé rách không gian phóng về phía giới chủ Linh Vũ Giới. Vùng vẫy, giấy chết mà thôi. Ánh mắt giới chủ Linh Vũ Giới trầm xuống, khẽ phất tay một cái. Không gian trước người đột nhiên có hỏa diễm màu xanh da trời kéo ra. Hỏa diễm màu xanh da trời mang theo khí tức âm hàn mênh mông, lại nóng bỏng vô cùng. Sau đó hỏa diễm màu xanh da trời lập tức vây kín lông vũ màu xanh của Lục Lâm Thiên. Siêu siêu! Lông vũ màu xanh ngập trời phá không lập tức bị hỏa diễm màu xanh da trời vây kín. Hỏa diễm màu xanh da trời bao phủ, nhiệt độ khủng bố phá hủy tất cả lan tràn. Cỗ nhiệt độ cao khủng bố này đã gần bằng thái cổ U Minh Viêm nguyên vẹn. Tầng tầng lớp lớp lông vũ do Lục Lâm Thiên thúc dục trong nháy mắt đã bị nhiệt độ cao thảm thấu, lông vũ tức thì đỏ thẫm. Cũng không được bao lâu, vô số lông vũ màu xanh phá không trong thời gian ngắn bắt đầu bị hòa tan, hóa thành dung dịch màu xanh ra trời, hòa tan vào làm một thể với thái cổ U Minh Viêm. Siêu siêu! Tầng tầng lớp lớp lông vũ màu xanh ra trời trong nháy mắt dưới sự bao phủ của thái cổ U Minh Viêm trực tiếp bị hòa tan. Lục Lâm Thiên muốn thu hồi huyễn ảnh Thanh Vũ cũng đã không còn kịp. Thu! Giới chủ Linh Vũ Giới vung tay, thái cổ U Minh Viêm bao phủ vô số lông vũ trực tiếp tiến vào trong cơ thể giới chủ Linh Vũ Giới rồi biến mất. Phụt! Trong nháy mắt huyễn ảnh Thanh Vũ bị thái cổ U Minh Viêm bao phủ tiến vào trong cơ thể giới chủ Linh Vũ Giới, Lục Lâm Thiên lập tức mất đi mối liên hệ linh hồn. Linh hồn lực trong huyễn ảnh Thanh Vũ lập tức bị thiêu đốt sạch sẽ cho nên hắn cũng bị thương một chút. Thân thể khổng lồ lao đảo lùi lại mấy bước mới có thể đứng vững. Đôi mắt hổ của Lục Lâm Thiên đại biến, hắn biết sau này đã không còn huyễn ảnh Thanh Vũ, huyễn ảnh Thanh Vũ đã bị thái cổ U Minh Viêm hòa tan, không bao lâu nữa sẽ triệt để bị hòa tan rồi biến mất. Cho dù bây giờ hắn có thể đoạt lại cũng chỉ là tàn phiến, mất đi tác dụng vốn có của nó. Huyễn ảnh Thanh Vũ ở cùng đã lâu bị hòa tan, trong mắt Lục Lâm Thiên tràn ngập giận dữ, thế nhưng lại không có bất kỳ một biện pháp nào, thực lực của giới chủ Linh Vũ Giới lúc này đã mạnh hơn trước đó rất nhiều. Thậm chí là Tử Lôi Huyền Đỉnh Lục Lâm Thiên cũng không dám tùy tiện thúc dục ra. Vạn nhất cũng bị giới chủ Linh Vũ Giới này hòa tan, đến lúc đó được không bù mất. Ngươi còn bản lĩnh gì ngăn cản ta? Chịu chết đi! Sau khi hòa tan huyễn ảnh Thanh Vũ của Lục Lâm Thiên, giới chủ Linh Vũ Giới cũng không quá để ý, thân thể xẹt qua không gian bắn thẳng tới trước người Lục Lâm Thiên, trong mắt tràn ngập hàn ý nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Giống! Lục Lâm Thiên rít gào một tiếng,
mắt hổ nhìn chằm chằm về phía trước, thân thể co lại giống như mãnh hổ chụp mồi mang theo uy thế kinh người, thân thể uy vũ, dữ tợn trực tiếp đánh văng gợn sóng trong không gian. Đột nhiên cự hổ đánh ra một chảo, cả không gian lập tức run lên, chảo ấn phá không bắn về phía trước. Siêu! Chảo ấn xé rách không gian, lộ ra vết nứt không gian đen kịt, trong sát na, chảo ấn dùng xu thế phá không lập tức đánh về phía giới chủ linh vũ giới. Nỏ mạnh hết đà, nực cười. Giới chủ linh vũ giới khẽ hừ lạnh một tiếng khinh thường, phất tay đánh ra một đạo quang trụ bằng hỏa diễm màu xanh ra trời, trực tiếp va chạm với chảo ấn của Lục Lâm Thiên. Trong nháy mắt hai đạo công kích giống như thiên thạch va chạm với nhau. Phanh! Va chạm như vậy khiến cho không trung run rẩy, thanh âm bạo liệt vang vọng. Chảo ấn và quang trụ bằng hỏa diễm màu xanh ra trời va chạm, chảo ấn của Lục Lâm Thiên lập tức giống như đậu hũ, dễ dàng bị quang trụ bằng hỏa diễm màu xanh kia đánh nát, căn bản không chịu nổi một kích. Phanh phanh! Đạo quang trụ bằng hỏa diễm màu xanh ra trời này lập tức hung hăng va chạm vào thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên. Ngay sau đó, hỏa diễm màu xanh ra trời từ trên không trung bắn tứ tung, giống như pháo hoa rực rỡ vậy. Chỉ là bên trong lại ẩn chứa lực lượng hủy diệt, một mảng lớn vết nứt không gian đen kịt hiện ra. Phụt! Lục Lâm Thiên há mồm, một mảng lớn máu tươi phun ra, thân thể khổng lồ đột nhiên bắn ngược về phía sau, mang theo máu tươi ngập trời hung hăng rớt xuống phía dưới. Không gian chung quanh thân thể cự hổ của Lục Lâm Thiên bị đỡ Upsilon.ng nát. Vết nứt không gian đen kịt giống như mạng nhện lan tràn. Cùng lúc này một cỗ lực lượng nóng bỏng và âm hàn đồng thời trút vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Khí tức nóng bỏng giống như có thể phá hủy thân thể Lục Lâm Thiên. Rốt cuộc sau khi chịu nhiều đau đớn, dựa vào bất diệt huyền thể và bất tử thần thể Lục Lâm Thiên cũng có thể chống lại. Khí tức âm hàn phóng thẳng vào trong linh hồn, chỉ là lập tức bị kim đao màu vàng phá hủy sạch sẽ. Thế nhưng thân thể cự hổ của Lục Lâm Thiên lúc này cũng đã trở lại hình người. Dưới tình huống trọng thương và tiêu hao hầu như không còn, hình thái hổ biến cũng không có cách nào tiếp tục được nữa. Dám làm tổn thương lão đại ta, ta liều với ngươi. Một tiếng hét lớn vang lên, một đạo kim quang phóng lên trời, tiếp đó, thân ảnh Tiểu Long đã hóa thành bản thể khổng lồ trên không trung. Lúc này bản thể của Tiểu Long hoàn toàn chính là một đầu cự long vàng óng ánh. Trên lưng có hỏa diễm màu vàng cuồn cuộn. Trên lân phiến toàn thân mơ hồ có bí văn lan tràn. Nếu như liên kết lại không khó nhận ra đây là đồ án huyền vũ. Siêu! Bản thể khổng lồ của Tiểu Long xuất hiện, lập tức phóng về phía giới chủ linh vũ giới. Thân thể cự long khổng lồ mang theo năng lượng quỷ dị hội tụ khiến cho gợn sóng trong không gian lập tức cuồn cuộn giống như sóng nước. Hừ! Giới chủ linh vũ giới lạnh nhạt hừ một tiếng rồi khẽ phất tay. Hỏa diễm màu xanh ra trời lập tức lan tràn, vừa vặn vây khốn Tiểu Long vào bên trong. Mà giờ khắc này Tiểu Long đột nhiên giống lên một tiếng phẫn nộ, vô số bí văn trên lân phiến toàn thân lúc này giống như sống lại, không ngờ lại tạo thành một hư ảnh huyền vũ. Hư ảnh huyền vũ này giống như thực, xoay tròn quanh bản thể Tiểu Long, sinh ra từng vòng quang mang kỳ dị, không ngờ có thể miễn cưỡng ngăn cản công kích của hỏa diễm màu xanh ra trời khủng bố này. Tiểu Long, cẩn thận! Lục Lâm Thiên hóa thành hình người, ngẩng đầu nhìn lên không trung, ánh mắt có chút lo lắng. Thế nhưng nhìn thấy Tiểu Long không ngờ có thể ngăn cản được Thái Cổ U Minh Viêm, trong mắt Lục Lâm Thiên lập tức kinh ngạc. Lúc này Thái Cổ U Minh Viêm đã chính thức nguyên vẹn, nó cường hãn ra sao trong lòng Lục Lâm Thiên hiểu rõ. Nếu là Tiểu Long trước kia khẳng định là không ngăn được. Sợ rằng bởi vì lần đốn ngộ kia, sau khi bản thể xảy ra biến dị cho nên Tiểu Long mới có thể ngăn cản được. Chuyện này cũng chứng minh, biến hóa trên người Tiểu Long nhất định có chỗ tốt cực kỳ kinh người. Đầu tạp Long nhà ngươi không ngờ lại có chút quỷ dị, thế nhưng tu vi lại quá yếu. Giới chủ linh vũ giới nhìn bản thể khổng lồ của Tiểu Long rồi nói, dứt lời, trường bào vung lên, một cỗ hỏa diễm màu xanh ra trời đột nhiên tràn ra. Uy thế khủng bố đột nhiên bộc phát, một đạo quang trụ bằng hỏa diễm màu xanh ra trời hung hăng đỡ Upsilon.ng vào bản thể khổng lồ của Tiểu Long. Ầm ầm. Dưới sự va chạm như vậy, không gian chung quanh Tiểu Long nứt vỡ từng khúc, dường như khó có thể chống lại, hư ảnh huyền vũ trên lưng vặn vẹo giống như muốn vỡ nát. Thân thể khổng lồ hung hăng nện xuống mặt đất. Phanh phanh. Tiểu Long rơi xuống đất, mặt đất nổ tung, đất rung núi chuyển, thế nhưng thân thể cự long khổng lồ lại cuồn cuộn bay lên. Tuy rằng bị đánh rớt xuống mặt đất thế nhưng dường như lại không có gì đáng ngại. Chỉ là khí thế có chút yếu đi.
kim quang trên người cũng ảm đạm hơn không ít. Nhìn lực phòng ngự khủng bố như vậy đủ để khiến cho tất cả mọi người kinh hãi. Lục Lâm Thiên, tất cả là do ngươi ép ta, đi chết đi. Hát, giới chủ linh vũ giới dường như không để ý nhiều tới Tiểu Long, thân thể lần nữa giống như thiểm điện lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Thân ảnh xẹt qua không gian, tiếp đó trong nháy mắt khí tức âm hàn và nóng bỏng hội tụ trước người Lục Lâm Thiên. Cùng lúc, một đạo chảo ấn thiêu đốt không gian thành hư không trực tiếp đánh vào đầu Lục Lâm Thiên. Trong chớp mắt này Lục Lâm Thiên cảm giác được rốt cuộc bản thân không có cách nào nhúc nhích, toàn thân thậm chí còn bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ trói buộc. Lão tử vừa mới đi ra, không ngờ ngươi lại dám bắt nạt đệ tử của lão tử. Đáng chết, mở ra cho ta. Thanh âm bá đạo vang vọng thiên địa tràn ngập khí tức mạnh mẽ, thanh âm giống như sấm sét vang vọng trong không gian. Tiếng gầm cuồn cuộn khiến cho linh hồn người ta run rẩy. Từng đạo ánh mắt của chúng đế dưới không trung lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy lúc này bên trong không gian tương liên giữa ngọn núi khổng lồ với hư không bên ngoài có một khe nứt không gian đang dần dần mở rộng. Một cỗ khí tức man hoang, cổ xưa từ bên trong lan tràn ra. Trong giây lát ở trong cánh cửa không gian đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang quỷ dị. Đạo quang mang quỷ dị này vô cùng chói mắt khiến cho người ta có cảm giác giống như thời không loạn. Thế nhưng trong lúc mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy một chút dấu vết mơ hồ, đó là một đạo thân ảnh to lớn, cao ngất. Quang mang chói mắt này chiếu rọi giống như là thời không loạn, cùng một lúc đạo thân ảnh này dùng tốc độ đáng sợ, có chút tương tự với thiên phú thời gian của Bạch Hổ Hoàng tộc, lập tức ngăn cản trước người Lục Lâm Thiên. Bên trong đạo quang mang chói mắt mang theo cảm giác thời không loạn này bao phủ một đạo thân ảnh cao ngất, to lớn. Đạo thân ảnh này vừa mới tới trước người Lục Lâm Thiên. Nhìn một chảo của giới chủ linh vũ rơi đánh tới, người này khẽ phất tay một cái, một cỗ năng lượng mênh mông trong khoảnh khắc giống như hồng thủy tràn ra. Ngay tại lúc đó, linh hồn lực quanh thân người này giống như biển cả gợn sóng, linh lực phô thiên cái địa tuôn ra. Năng lượng mênh mông nương theo linh hồn lực trong chốc lát rít gào, cuồn cuộn trong phiến thiên địa này. Thì ra là linh vật trời sinh, không cần biết ngươi là ai, dám động vào đồ đệ của lão tử thì cũng phải chết. Trong khi năng lượng mênh mông giống như biển cả phô thiên cái địa này tuôn ra, thanh âm báo đạo kia lại một lần nữa vang vọng. Một cỗ năng lượng mênh mông hội tụ, cả không gian vặn vẹo tựa như co rút lại. Một đạo quang trụ bằng năng lượng mênh mông giống như cự long bay lên trời cao, hung hăng va chạm vào chảo ấn của giới chủ linh vũ giới. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, ai cứu cũng không kịp. Thế nhưng trước mặt thân ảnh to lớn này thời gian lại xảy ra biến hóa vô cùng quỷ dị. Cho nên có đủ thời gian để cho người này ra tay. Trong nháy mắt ngắn ngủi, đạo quang trụ bằng năng lượng minh mông này hung hăng đỡ upsilon.ng vào chảo ấn của giới chủ linh vũ giới. Oanh! Đạo năng lượng minh mông này hung hăng va chạm vào chảo ấn, đồng thời cũng khiến cho đạo chảo ấn đốt cháy không gian thành hư không run lên. Đạo chảo ấn kinh người này lập tức hóa thành hỏa diễm màu xanh ra trời cuồn cuộn trên hư không. Giống như là pháo hoa màu xanh bắn tứ tung trên không trung. Cả hư không trở nên lung lay giống như sắp đổ. Khục khục. Trong nháy mắt này mọi người thậm chí còn nhìn thấy rõ giới chủ linh vũ giới kia trực tiếp lảo đảo lui lại một bước, lúc này thân thể mới đứng vững được. Trong mắt giới chủ linh vũ giới lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Linh hồn Lục Lâm Thiên lập tức cảm giác được, trong nháy mắt này không biết vì sao trong thế giới của hắn, đầu cự long bằng hỏa diễm màu xanh ra trời kia cũng run lên, dường như cũng bị một ít ảnh hưởng. Thế nhưng lại lập tức khôi phục lại, rít gào với linh hồn bổn nguyên của hắn. Hỏa diễm màu xanh ra trời lan tràn rồi từ từ tiên tán, hư không cũng dần dần khôi phục lại. Khi tất cả khôi phục lại, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của tất cả mọi người, một đạo thân ảnh to lớn, cao ngất đang chắp tay đứng trên không trung, xuất hiện rõ mồn một trước mắt mọi người. Đạo thân ảnh này tuy rằng hư ảo, thế nhưng lại giống như thực chất. Thân ảnh to lớn cao ngất mang theo một cỗ khí thế mạnh mẽ như chống trời. Đôi mắt trên khuôn mặt già nua tựa như trăng sáng. Mái tóc bạc trên đầu không gió mà tung bay. Đạo thân ảnh này đạp không mà đứng, thế nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác không thể dung chuyển. Giống như đang nhìn vào tinh không mênh mông, khiến cho linh hồn không dám sinh ra sự phản kháng. Mà người này vừa rồi không ngờ lại có thể đẩy lui giới chủ linh vũ giới cũng đã chứng minh thực lực mạnh mẽ ra sao. Chẳng lẽ đây là thiên đế? Nhìn qua đạo thân ảnh đột nhiên từ trong tinh không mênh mông đi ra, trong lòng tất cả mọi người không khỏi đồng thời nghĩ tới thiên đế.
Chẳng lẽ người này chính là tồn tại mà trên đại lục không có ai động tới được, là thiên đế đại nhân thần bí kia sao? Giới chủ linh vũ giới lảo đảo lui lại một bước, giờ phút này ánh mắt của hắn cũng vô cùng kinh ngạc nhìn vào đạo thân ảnh cao ngất này. Trong mắt không ngừng dao động. Mà giờ khắc này Lục Lâm Thiên nhìn thấy đạo thân ảnh cao ngất, to lớn này toàn thân không khỏi run lên. Trong lòng tuôn ra sự sợ hãi lẫn vui mừng, khuôn mặt vui vẻ. Ngay trong ánh mắt của tất cả mọi người, Lục Lâm Thiên lập tức quỳ xuống trên không trung, cung kính hành lễ với thân ảnh to lớn, cao ngất trước mặt. Đệ tử Lục Lâm Thiên bái kiến sư phụ. Thanh âm của Lục Lâm Thiên vang vọng, quanh quẩn trên không trung. Thanh âm tuy rằng không lớn thế nhưng đủ để lọt vào tai mỗi đế giả có mặt ở đây. Mà thanh âm vừa mới vang lên khiến cho tất cả mọi người run rẩy, ánh mắt kinh ngạc. Sư phụ, cường giả khủng bố này tại sao lại là sư phụ của Lục Lâm Thiên? Không phải người này ở trong thiên chủng hay sao? Rốt cuộc Lục Lâm Thiên còn có mấy sư phụ a? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúng đế giả nhìn nhau, tất cả mọi việc xảy ra trước mắt khiến cho bọn họ có cảm giác giống như đang nằm mơ vậy. Tiểu tử này lại lôi đâu ra một sư phụ vậy? Ánh mắt kinh ngạc của thánh thủ linh đế run lên, lập tức nhìn qua đám người nam thúc, Hàn Băng đại đế cũng đang sững sờ. Vũ đế ngũ trọng, thể chất rất mạnh. Có thể giao thủ với linh vật trời sinh tới tình trạng như vậy xem dập không phải người bình thường có thể làm được. Xem ra tàn hồn ở bên ngoài thu được một đệ tử tốt ha. Mau đứng dậy đi. Trên mặt thân ảnh to lớn cao ngất vừa rồi còn bá đạo, bế nghĩa thiên hạ lúc này nhìn qua Lục Lâm Thiên lại trở nên hiền từ. Người này không ngừng đánh giá Lục Lâm Thiên, khẽ gật đầu, ánh mắt dường như cực kỳ thỏa mãn. Lục Lâm Thiên đứng dậy, nhìn đạo thân ảnh trước mắt này, trong vui mừng lại có chút kinh ngạc. Người này không phải là ai khác mà chính là sư phụ Chí Thánh Đại Đế mà hắn chỉ gặp được một đạo tàn hồn bên ngoài. Lúc trước sau khi vị sư phụ này của hắn lưu lại một bộ linh kỹ thiên cấp cùng thiên trụ giới, đế giả chi nguyên cùng với thân thể đế giả xong lập tức tàn hồn biến mất. Khi Lục Lâm Thiên biết sự tồn tại của thiên chủng, nhớ tới lời nói của tàn hồn sư phụ Chí Thánh Đại Đế lưu lại, Lục Lâm Thiên lập tức suy đoán ra có lẽ chủ hồn của sư phụ Chí Thánh Đại Đế đang bị nhốt trong thiên chủng này. Từ đầu tới giờ Lục Lâm Thiên vẫn đang âm thầm tìm hiểu thiên chủng, về sau nhìn thấy không ít tàn hồn cường giả bị âm minh và âm đàm thôn phệ. Có tồn tại chuyên thôn phệ tàn hồn như âm minh và âm đàm, tăng thêm có không ít nguy hiểm khác cho nên Lục Lâm Thiên cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, không biết sư phụ Chí Thánh Đại Đế của hắn có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Dù sao trong thiên chủng này xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng rất bình thường, dù sao cũng đã nhiều năm như vậy. Thế nhưng lúc này nhìn thấy sư phụ Chí Thánh Đại Đế khiến cho Lục Lâm Thiên mừng rỡ không thôi. Mà khiến cho Lục Lâm Thiên càng thêm kinh hỉ chính là, vừa mới nhìn thấy sư phụ Chí Thánh Đại Đế ra tay, Lục Lâm Thiên biết sư phụ tuyệt đối có thực lực liều mạng với giới chủ linh vũ giới. Cho tới bây giờ Lục Lâm Thiên chưa từng nghĩ qua sư phụ mình lại thuộc loại tồn tại châu bò như vậy. Có thể trực tiếp chống lại giới chủ linh vũ giới này, đây tuyệt đối là một chuyện kinh hỉ. Sư phụ! Làm sao người lại tới đây? Không phải người nói đang bị nhốt sao? Sau khi Lục Lâm Thiên đứng dậy lập tức hỏi Chí Thánh Đại Đế. Đúng là ta bị nhốt, thế nhưng vừa rồi ta lại đột nhiên cảm thấy khí tức tàn hồn của ta trên ngươi của con cho nên ta mới đi ra. Không ngờ lối ra cũng mở, tất cả nói ra rất dài dòng, sau này hãy nói tiếp đi. Chí Thánh Đại Đế quay đầy lại nhìn ngọn núi khổng lồ trong hư không mênh mông phía sau, dường như bản thân hắn cũng có chút nghi hoặc. Thì ra là thế. Lục Lâm Thiên hơi hiểu ra một chút, lúc trước sư phụ đem đế giả chi nguyên giao cho hắn đã lưu lại một đạo tàn hồn trên cơ thể. Sợ rằng bởi vì cảm nhận được khí tức kia cho nên mới cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Ngươi chính là sư phụ Chí Thánh Đại Đế của lão đại ta sao? Tiểu Long thu liễm bản thể khổng lồ, sắc mặt có chút tái nhợt bay tới bên người lão đại. Vừa rồi nó thấy lão đại gặp nguy hiểm cho nên không quan tâm tới việc thực lực của mình có đủ hay không mà lao ra rồi nói sau. Chính Thánh Đại Đế, là ai? Nghe vậy chúng đế giả phía dưới lập tức suy đoán. Hai mắt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập vẻ nghi hoặc, dường như trong lúc nhất thời cũng không biết Chí Thánh Đại Đế là ai. Ta biết rồi, người này ta đã từng nghe nói qua, đây là một cường giả tán tu khủng bố ngày trước. Ban đầu trong đám người đồng lứa. Người này có thiên phú phong hoa tuyệt đại, thực lực quét ngang đại lục, về sau cũng không biết tại sao lại không có tin tức của hắn nữa. Long Bành lão tổ dường như nhớ tới gì đó cho nên ánh mắt lập tức kinh ngạc.
Linh thú nhà ngươi có chút quái dị, ngươi cũng nhận ra ta sao? Giữa không trung, ánh mắt giống như trăng sáng của Chí Thánh Đại Đế nhìn về phía Tiểu Long, chỉ cần liếc mắt cũng biết bản thể Tiểu Long là linh thú. Sư phụ, Tiểu Long là tộc trưởng Thanh Long Hoàng tộc, ký huyết khế với con, bởi vì bản thân đệ ấy chính là huyết mạch của Thanh Long Hoàng tộc và Huyền Vũ Hoàng tộc, cho nên có chút đặc biệt. Lục Lâm Thiên nói với Chí Thánh Đại Đế. Khó trách lại đặc biệt như vậy, thì ra là thế. Kỳ quái, từ khi nào Thanh Long Hoàng tộc và Huyền Vũ Hoàng tộc lại có quan hệ thông gia như vậy? Không phải đều sống chết với nhau hay sao? Chí Thánh Đại Đế kinh ngạc một chút rồi có chút nghi hoặc hỏi. Nói ra rất dài dòng, nếu như ngươi là sư phụ của lão đại thì mau giúp chúng ta giải quyết tên kia đi. Tiểu Long nhìn Chí Thánh Đại Đế, không chú khách khí nói. Linh vật trời sinh, nếu như ta đoán không sai có lẽ chính là Thái Cổ U Minh Viêm trong lời đồn A. Không ngờ vật khủng bố này vẫn tồn tại trên đời, còn bị người khác khống chế. Ánh mắt Chí Thánh Đại Đế lập tức nhìn vào người giới chủ linh vũ giới, trong thanh âm tràn ngập sự sợ hãi, thán phục. Một linh hồn thể mà thôi, ta không cần biết ngươi là ai. Dám phá hỏng chuyện tốt của ta, ta sẽ cho ngươi tan tành. Giới chủ linh vũ giới nhìn Chí Thánh Đại Đế, ánh mắt lần nữa trở nên âm trầm, thế nhưng lúc này ánh mắt cũng không dám khinh thường như trước mà còn có chút cảnh giác. Ai ui, dám uy hiếp lão tử, hung hăng càn quấy cái dám a. Không phải chỉ là linh vật trời sinh sao, ngươi cho rằng lão tử sợ ngươi sao? Khuôn mặt của Chí Thánh Đại Đế vốn đang hiền lành, thế nhưng sau khi nghe giới chủ linh vũ giới nói vậy lập tức nổi giận, tính tình dường như còn nóng hơn cùng kỳ tôn giả. Chí Thánh Đại Đế xắn tay áo lên giống như muốn đánh nhau. Chỉ là lúc này hắn mới phát hiện ra mình còn là linh hồn thể, trường bào trên người chỉ là vật hư ảo mà linh hồn lực ngưng tụ ra mà thôi, cho nên không thể nào xắn lên được. Lúc này hắn mới trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên nói. Tiểu tử hỗn đản, mau đưa cho sư phụ cái túi da của ta ra đây. Ta muốn giáo huấn tên này một chút. Lục Lâm Thiên sững sờ thầm nghĩ, vị sư phụ này của hắn quả thực lật mặt nhanh như chớp. Bộ dáng hiện tại so với bộ dáng hiền lành khi trước giống như không phải là cùng một người vậy. Lục Lâm Thiên sừng sờ, trong lòng bàn tay tức thì xuất hiện Tử Lôi Huyền Đỉnh. Quang mang màu tím lóe lên, trực tiếp xuất thân thể sư phụ Chí Thánh Đại Đế từ trong Tử Lôi Huyền Đỉnh ra. Lúc trước, khi đạt được thân thể của sư phụ Chí Thánh Đại Đế Lục Lâm Thiên cũng không thu vào trong nhẫn chữ vật. Một khi thu vào trong nhẫn chữ vật là có chút không tôn kính, mà thu vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh. Không thể nghi ngờ vừa tôn kính lại vừa an toàn nhất, t. Về sau Lục Lâm Thiên cũng không đỡ upsilon.ng tới thân thể của sư phụ Chí Thánh Đại Đế, vẫn đặt trong Tử Lôi Huyền Đỉnh. Lục Lâm Thiên xuất thân thể sư phụ Chí Thánh Đại Đế ra, ánh mắt tất cả mọi người lập tức hiếu kỳ nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Lúc này cỗ thân thể này vẫn đang bảo trì hình dáng khoanh chân ngồi, thân thể giống như còn sống, hai mắt nhắm chặt, mái tóc trắng bạc, trong lúc vô hình mang theo khí thế mạnh mẽ. Không gian bốn phía thân thể không ngừng chấn động khiến cho người ta nhìn vào lập tức cảm thấy thời không loạn. Ánh mắt linh hồn thể Chí Thánh Đại Đế run lên, lập tức phất tay một cái, trực tiếp đem thân thể của mình trong tay Lục Lâm Thiên kéo tới trước mặt. Rốt cuộc cũng trở về a. Trong đôi mắt giống như trăng sáng trên người Chí Thánh Đại Đế lúc này tuôn ra vẻ mừng rỡ. Trong giây lát thân thể hóa thành một đạo lưu quang lập tức tiến vào trong mi tâm thân thể đang khoanh chân ngồi. Linh hồn thể Chí Thánh Đại Đế tiến vào trong thân thể đang khoanh chân ngồi, hai mắt lập tức mở ra, giống như vừa mới tỉnh lại từ giấc ngủ ngàn thu vậy. Trong hai mắt có quang mang chói mắt bắn ra. Chỉ là sau khi hai mắt mở ra, Chí Thánh Đại Đế lại một lần nữa nhắm hai mắt lại, trên thân thể hắn bắt đầu có một cỗ chấn động lan tràn ra. Trong thời gian ngắn trong thân thể Chí Thánh Đại Đế chấn động, cỗ chấn động này mênh mông giống như thủy triều, lại giống như núi lửa đang bộc phát vậy. Oanh! Trong nháy mắt ngắn ngủi, cả không trung vừa rồi còn sóng yên biển lặng bỗng nhiên vang vọng tiếng sấm. Tiếp đó lập tức có một cỗ năng lượng thiên địa mênh mông hội tụ tới. Cả không trung phong vân biến sắc, bỗng nhiên gió nổi mây phun. Một cỗ năng lượng thiên địa bàng bạc trực tiếp tiến vào trong thân thể đang khoanh chân ngồi của Chí Thánh Đại Đế, giống như cuồng phong bạo vũ trút xuống, trực tiếp rót vào trong cơ thể Chí Thánh Đại Đế. Cùng lúc này khí tức trên người Chí Thánh Đại Đế bỗng nhiên kéo lên. Hắn là linh đế lục trọng. Dưới không trung, ánh mắt Độc Cô Việt không biến đổi, kinh ngạc mở miệng nói. Siêu siêu. Chỉ là cùng lúc này, khi Độc Cô Việt không vừa mới mở miệng,
thậm chí còn chưa nói hết, trên người Chí Thánh Đại Đế lại có một cỗ khí tức mênh mông, cuồng bạo tuôn ra. Tiếp đó cỗ khí tức này dùng xu thế khủng bố nhanh chóng tăng vọt, dễ dàng tăng vọt giống như lật bàn tay vậy. Là Linh Đế Thất Trọng, Linh Đế Thất Trọng Trung Kỳ, Linh Đế Thất Trọng Hậu Kỳ, Linh Đế Thất Trọng Đỉnh Phong. Phanh! Tất cả mọi người đều cảm nhận được khí tức tăng vọt, trực tiếp há hốc mồm. Linh Đế Bát Trọng, nhất định là khí tức của Linh Đế Bát Trọng. Hình như là Linh Đế Bát Trọng Trung Kỳ, Hậu Kỳ. Linh Đế Bát Trọng Đỉnh Phong. Trời ạ, đây chẳng lẽ là cửu trọng sao? Linh Đế cửu trọng A, vẫn còn đang tăng lên. Trong giây lát ngắn ngủi, khí tức trên người Chí Thánh Đại Đế trực tiếp từ Linh Đế lục trọng mạnh mẽ đạt tới Linh Đế cửu trọng, thế nhưng xu thế kéo lên này vẫn còn đang tiếp tục. Khí tức này kéo lên thêm một lát mới bắt đầu bình thường trở lại, năng lượng cuồn cuộn khiến cho phong vân biến sắc trong nháy mắt biến mất. Mà lúc này theo khí tức tu vi kéo lên, tất cả mọi người đều có thể phỏng đoán tu vi của Chí Thánh Đại Đế lúc này đã dừng lại tại Linh Đế cửu trọng, thậm chí còn cách Linh Đế cửu trọng không xa. Linh Đế cửu trọng A, sư phụ là Linh Đế cửu trọng. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, giờ phút này hắn cũng không rõ là mình đang rung động, hâm mộ hay là kích động nữa. Cảm nhận khí tức trên người Chí Thánh Đại Đế, ánh mắt giới chủ Linh Vũ giới lần nữa biến hóa không ít. Thế nhưng vừa rồi hắn cũng không ra tay, bởi vì hắn biết rõ có ra tay cũng không có tác dụng gì. Loại đột phá này của đối phương rất quỷ dị, chỉ khiến cho tiềm năng của thân thể tăng lên mà thôi. Trên phương diện linh hồn người này đã sớm là đế giả cửu trọng. Cho nên hắn có quấy rối cũng không có tác dụng. Khi khí tức trên người Chí Thánh Đại Đế triệt để ổn định tại Linh Đế cửu trọng sơ giai hậu kỳ xong, thân thể lập tức run lên, đôi mắt đang nhắm chặt mới lần nữa mở ra. Siêu siêu. Hai mắt mở ra, trong mắt có hai cỗ tinh mang giống như ánh trăng bắn ra. Tinh mang giống như thực chất đánh văng gợn sóng trong không gian. Gợn sóng trong không gian rung động, lan tràn về phía xa. Trong đôi mắt như trăng sáng kia có phản chiếu của hư không, khiến cho trong lòng mọi người rung động không nói nên lời. Phù. Chí Thánh Đại Đế thở sâu một hơi, trong bụng thở ra một ngụm chọc khí, thân thể đột nhiên đứng dậy, một tiếng cười lớn từ trong miệng vang vọng. Ha 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 ha, tiếng cười to này truyền ra, tiếng cười như sấm sét vang vọng trên 9 tầng trời, thanh âm cuồn cuộn quanh quẩn không ngớt, khiến cho linh hồn người ta run rẩy. Người thực lực thấp không khỏi lấy tay che tai, giống như nếu như tiếng cười kia lại lớn thêm một chút sẽ có không ít linh hồn đế giả trực tiếp bị tiếng cười này đánh chết vậy. Ha ha, thật thoải mái, có túi da này vẫn đỡ hơn một chút ha. Toàn thân thoải mái, thống khoái. Chí Thánh Đại Đế duỗi lưng. Mặt mũi tràn ngập sự vui mừng. Chúc mừng sư phụ khôi phục. Lục Lâm Thiên cười cười, sư phụ Chí Thánh Đại Đế khôi phục đương nhiên là chuyện cao hứng, đặc biệt là lúc này. Tuy rằng khôi phục, thế nhưng đã lâu rồi không ở trong túi da này cho nên còn chưa triệt để dung hợp. Bằng không tu vi thực lực còn có thể cao thêm một chút ra. Sau khi cao hứng xong, Chí Thánh Đại Đế dường như còn có chút không hài lòng. Lục Lâm Thiên sững sờ. Những lời này của sư phụ Chí Thánh Đại Đế dường như bởi vì quá lâu không dung hợp với thân thể mà thực lực bị ảnh hưởng, không tới đỉnh phong. Thế nhưng tu vi của sư phụ đã là Linh Đế cửu trọng A. Chuyện này còn phải đa tạ con. Chuyện ta nhờ và con đều làm được. Về sau có sư phụ ở đây, trên đại lục này ai dám làm con khó chịu ta sẽ khiến cho hắn khó chịu. Chí Thánh Đại Đế nhìn Lục Lâm Thiên nói. Đây là chuyện mà đệ tử phải làm. Lục Lâm Thiên gật đầu cười cười, sư phụ của hắn cũng là người hiểu ý a. Chí Thánh Đại Đế, linh hồn phân thân của lão đại ta đã bị giới chủ Linh Vũ giới kia đoạt xá. Đã khiến cho lão đại ta không thoải mái từ lâu rồi. Tiểu Long lạnh nhạt lườm Chí Thánh Đại Đế, dường như đang nhắc nhở Chí Thánh Đại Đế nên ra tay với giới chủ Linh Vũ giới. Đúng rồi, nhìn xem đầu óc ta này. Chí Thánh Đại Đế vỗ trán mình, mái tóc bạc run rẩy. Đột nhiên lần nữa nhìn về phía giới chủ Linh Vũ giới. Sư phụ, người này là một đạo linh hồn phân thân, thế nhưng lại dung hợp với Thái Cổ U Minh Viêm, là một thể với Thái Cổ U Minh Viêm, tuy hai mà là một, thực lực cường hãn. Thế nhưng Thái Cổ U Minh Viêm cũng không khôi phục tới trạng thái toàn thịnh. Sư phụ nên cẩn thận một chút. Lục Lâm Thiên nhắc nhở Chí Thánh Đại Đế, sợ Chí Thánh Đại Đế không biết thân phận của giới chủ Linh Vũ giới. Khó trách Thái Cổ U Minh Viêm này lại không cường hãn như trong lời đồn. Đế cấp cao giai trung kỳ, thì ra còn chưa khôi phục a.
đại khái chỉ tương đương với đế giải bát trọng đỉnh phong mà thôi. Tối đa cũng chỉ tiếp cận đế cấp cửu trọng. Chí thánh đại đế đánh giả giới chủ linh vũ giới, ánh mắt run rẩy, phất tay một cái rồi lớn tiếng nói. Còn chưa khôi phục mà dám lớn lối trước mặt lão tử. Ngươi hung hăng càn quấy cái dám a? Tính của lão tử rất nóng, không chịu được khi kẻ khác hung hăng càn quấy trước mặt lão tử. Lại dám động tới đệ tử của ta, hiện tại khoản sổ sách này nên tính một lượt thôi. Chí thánh đại đế vừa mới dứt lời, quả thực đúng là nóng nảy, gợn sóng trong không gian trước người hắn lập tức lóe lên. Một cỗ khí tức quỷ dị đồng hóa gợn sóng trong không gian, đồng thời chí thánh đại đế đã như quỷ mị xuất hiện trước người giới chủ linh vũ giới. Thân ảnh vừa mới xuất hiện, chí thánh đại đế lập tức chộp về phía giới chủ linh vũ giới. Dưới chảo ấn, không gian bị lõm xuống, năng lượng mênh mông bỗng nhiên hội tụ, lập tức phóng về phía giới chủ linh vũ giới. Lực lượng thời gian thật mạnh. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, trước tiên không nói tới tu vi của sư phụ chí thánh đại đế đã đạt tới trình độ kinh khủng. Lực lượng thời gian này so với hắn mạnh mẽ hơn quá nhiều. Sợ rằng bao nhiêu năm qua trên phương diện lực lượng thời gian sư phụ đã có không ít tiến bộ. Theo lời tàn hồn của sư phụ nói khi trước, trước kia sư phụ chí thánh đại đế của hắn cũng chỉ có thể ở tầng thứ 5 thiên trụ giới mà thôi. Sắc mặt giới chủ linh vũ giới lần đầu tiên khó coi, ánh mắt lóe lên, trong mắt dường như cũng xuất hiện vẻ ngưng trọng. Thân ảnh không ngờ đột nhiên lóe lên, lăng không biến mất trước người chí thánh đại đế. Vừa vặn tránh khỏi một chảo của chí thánh đại đế. Ngay sau đó, khi thân ảnh chí thánh đại đế lần nữa xuất hiện đã tới không gian bên cạnh chí thánh đại đế. Giới chủ linh vũ giới vừa mới xuất hiện lập tức phất tay đánh ra một đạo quang trụ bằng hỏa diễm màu xanh ra trời, khí tức âm hàn và nóng bỏng mênh mông cùng tồn tại, hung hăng phóng về phía chí thánh đại đế. Bổn sự cũng không yếu a, không hổ là linh vật trời sinh. Ánh mắt chí thánh đại đế nhảy lên, gợn sóng quỷ dị trước người lần nữa đồng hóa gợn sóng trong không gian. Cùng lúc có hỏa diễm màu xanh xuyên thủng không gian đánh tới trước người, thân thể chí thánh đại đế giống như cái bóng rung động trên mặt nước, gợn sóng không gian lóe lên, thân ảnh lập tức biến mất. Đạo quang trụ bằng hỏa diễm màu xanh ra trời của giới chủ linh vũ giới này cũng không động tới được thân ảnh của chí thánh đại đế. Tiếp đó tốc độ của chí thánh đại đế lần nữa tăng vọt lên rất nhiều, trong nháy mắt phá không tới gần giới chủ linh vũ giới, từng đạo thủ ấn hoa mắt, quỷ dị biến hóa, miệng khẽ quát một tiếng. Thời gian loạn. Một giây sau, lấy thân thể chí thánh đại đế làm trung tâm, khí tức quỷ dị khuếch tán, đồng hóa gợn sóng trong không gian. Trong nháy mắt khuếch tán ra không gian hơn vạn thước, tốc độ khuếch tán vô cùng nhanh chóng, vô thanh vô tức. Mà theo khí tức quỷ dị chấn động, sắc mặt ba người Lục Lâm Thiên, Dương Quá, Lục Tâm đồng biến hóa không ít. Đặc biệt là Lục Lâm Thiên, ánh mắt hắn lập tức run lên. Tự nhiên Lục Lâm Thiên biết đây là tuyệt chiêu thời gian loạn của sư phụ. Tuyệt chiêu này Lục Lâm Thiên cũng biết, chỉ là sau khi dung hợp lực lượng thời gian vào trong thời không lao ngục, hắn rất ít khi lĩnh ngộ thời gian loạn này. Lúc này nhìn thấy sư phụ tự mình thi triển, rốt cuộc Lục Lâm Thiên cũng biết được uy lực và sự khủng bố chính thức của thời không loạn. Chỉ thấy chí thánh đại đế thúc giục thời gian loạn, trong giây lát bao phủ không gian hơn vạn thước, vô thanh vô tức lan tràn, vây khốn giới chủ linh vũ giới vào bên trong. Dường như giới chủ linh vũ giới cũng cảm giác được không ổn, muốn nhanh chóng trốn đi, chỉ là bên trong không gian này có lực lượng thời gian không ngừng biến hóa, lúc nhanh lúc chậm, làm cho không gian này chấn động vô cùng quỷ dị. Loại chấn động này khiến cho thời gian loạn, khiến cho người ta căn bản khó có thể phòng ngự, hoàn toàn cảm thấy khó chịu. Mà ở trong đó chí thánh đại đế lại không bị bất kỳ một chút ảnh hưởng nào, thậm chí còn nhanh hơn rất nhiều. Thân ảnh nhanh chóng xuất hiện trước người giới chủ linh vũ giới, tay đánh ra một trường. Giới chủ linh vũ giới rõ ràng nhìn thấy một trường của chí thánh đại đế, thế nhưng trong nháy mắt này hắn lại không có cách nào tránh được. Toàn thân giống như mất đi sự khống chế, ánh mắt ngày càng ngưng trọng. Cùng lúc, trường ấn đánh vào ngực giới chủ linh vũ giới. Phanh! Một trường của chí thánh đại đế đập vào ngực giới chủ linh vũ giới, hung hăng đánh xuống mang theo năng lượng thiên địa mênh mông và kình khí khủng bố chút xuống. Lập tức đánh bay giới chủ linh vũ giới về phía sau. Thân hình giới chủ linh vũ giới giống như diều đứt dây, lập tức đỡ upsilon.ng nát gợn sóng trong không gian phía sau. Không gian xuất hiện hư không đen kịt. Thực lực thật mạnh a. Ánh mắt chúng đế chung quanh run lên, trong mắt tuôn ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì giới chủ linh vũ giới này đã có người áp chế được.
thực lực của Chí Thánh Đại Đế này rõ ràng còn trên giới chủ linh vũ giới. Không biết thực lực của thiên đế thần bí kia ra sao. Thế nhưng linh đế cửu trọng đã là tồn tại mạnh nhất trên đại lục này. Ha ha, sảng khoái. Chí Thánh Đại Đế dường như cũng cực kỳ thỏa mãn đối với công kích của mình. Sau khi đánh bay giới chủ linh vũ giới lập tức cười ha hả một tiếng, mái tóc dài màu trắng tung bay, phong thái bá đạo không thôi. Không tốt, mọi người cẩn thận. Đột nhiên Lục Lâm Thiên lại hét lớn một tiếng. Lục Lâm Thiên nhìn xuống, giới chủ linh vũ giới vừa mới bị một trưởng của sư phụ Chí Thánh Đại Đế đánh bay lúc này lại dựa thế trở ra, lập tức lao thẳng tới đám người phía dưới không trung. Mục tiêu chính là đám người Bắc Cung Vô Song, Lục Tâm Đồng, Độc Cô Cảnh Văn đang hội tụ với nhau. Mục đích của người này không cần nói cũng biết. Nhanh tránh đi. Trong các đại hoàng tộc, cường giả đầu lĩnh hét lớn một tiếng, lập tức phục hồi tinh thần, nhanh chóng ngưng tụ ra từng đạo công kích. Cả không gian run lên, nhanh chóng vây công giới chủ linh vũ giới. Một ít đế giả có thực lực thấp và đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, Lục Tâm Đồng cùng với những người khác thì nhanh chóng lui lại. Dưới năng lượng khủng bố, từng vết nứt không gian bị xé rách, chỉ là dưới năng lượng khủng bố như vậy, thân ảnh giới chủ linh vũ giới đột nhiên biến mất tại chỗ. Nhưng khi thân ảnh giới chủ linh vũ giới lần nữa xuất hiện lại xuất hiện ngay cạnh đám người Độc Cô Ngạo Vũ cùng với Nam Thúc, Bắc Cung Kình Thương, Thánh Thủ Linh Đế đang nhanh chóng lui lại gần đó, dường như hành động vừa rồi của hắn chỉ là ngụy trang mà thôi. Siêu siêu. Trong khoảng thời gian ngắn này, lực lượng trói buộc cực lớn hàng lâm. Đồng thời bốn người Nam Thúc, Độc Cô Ngạo Vũ, Bắc Cung Kình Thương, Thánh Thủ Linh Đế bị một đoàn hỏa diễm màu xanh ra trời bao phủ vào bên trong. Vô sỉ. Chí Thánh Đại Đế hét lớn một tiếng giận dữ, lập tức phóng về phía giới chủ linh vũ giới, định đánh ra một kích. Ai dám tiến lên bốn người bọn họ sẽ chết. Giới chủ linh vũ giới ngẩng đầu, thân ảnh đã đứng cùng một chỗ với bốn người Nam Thúc. Lập tức cấm chế bốn người rồi ném vào trong hỏa diễm màu xanh ra trời. Khí tức lan tràn ra, dường như định đánh chết bốn người này vậy. Sư phụ, chậm đã. Lục Lâm Thiên biến sắc. Hắn thực sự sợ sư phụ mình nóng nảy sẽ ra tay. Lúc này Nam Thúc, sư phụ Thánh Thủ Linh Đế, còn có hai vị nhạc phụ của hắn đều rơi vào trong tay giới chủ linh vũ giới. Dường như kẻ này đã nghiên cứu kỹ để đối phó với Lục Lâm Thiên. Lần nữa có người bị bắt, Lục Lâm Thiên oán hận tới mức nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng lại không có cách nào. Dùng thực lực của giới chủ linh vũ giới hiện tại, cho dù sư phụ Chí Thánh Đại Đế có thể đánh bại hắn. Thế nhưng cũng không có bổn sự đánh chết kẻ này. Dùng thực lực của giới chủ linh vũ giới muốn bắt mấy người đương nhiên là chuyện quá đơn giản. Ở đây ngoại trừ sư phụ Chí Thánh Đại Đế ra, căn bản không có ai có thể chống lại người này. Phụ thân, nhìn thấy hai người Bắc Cung Kình Thương và Độc Cô Ngạo Vũ bị bắt, Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn biến sắc, đôi mắt xinh đẹp run rẩy. Lục Lâm Thiên, ngươi biết ta muốn gì mà, ngươi cần vật trong tay hay là tính mạng của bốn người này? Ngươi tự mình lựa chọn đi, đừng làm chậm trễ thời gian của ta. Giới chủ linh vũ giới dùng hỏa diễm màu xanh ra trời bao phủ lấy bốn người Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Đế, Độc Cô Ngạo Vũ cùng Bắc Cung Kình Thương. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lục Lâm Thiên rồi nói. Ánh mắt Lục Lâm Thiên âm trầm, hàn ý trong mắt bắn ra. Nam Thúc và sư phụ Thánh Thủ Linh Đế đều là người mà hắn coi trọng nhất, đều là trưởng bối đối tốt với hắn nhất. Có thể nói không có hai người bọn họ thì không có hắn như hiện tại. Hai người không thể có chuyện gì. Một đông lão đã khiến cho Lục Lâm Thiên đau lòng, mỗi lần nhớ tới khiến hắn đau buồn không thôi, cho nên lúc này Lục Lâm Thiên không nguyện ý để cho nghĩa phụ Nam Thúc và sư phụ Thánh Thủ Linh Đế có chuyện gì. Mà hai người Độc Cô Ngạo Vũ và Bắc Cung Kình Thương cũng là nhạc phụ của Lục Lâm Thiên. Gần đây hắn luôn coi trọng người một nhà, tăng thêm quan hệ của Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn. Tự nhiên hắn không thể bỏ qua hai vị nhạc phụ. Lục Lâm Thiên, sự nhẫn nại của ta có hạn, nếu như muốn bốn người này sống thì nhanh giao vật trong tay ngươi ra. Ngươi nên tự mình cân nhắc đi. Giới chủ linh vũ giới nhìn Lục Lâm Thiên, lạnh nhạt nói. Đừng tưởng rằng có tên Chí Thánh Đại Đế này là có thể đối phó với ta. Ngươi biết rõ thái cổ U Minh Viêm mạnh bao nhiêu, căn bản không có khả năng bị diệt. Chỉ cần ta không chết là ta có thể giết người bên cạnh ngươi. Con mẹ của ngươi, có giỏi thì chúng ta tay đôi. Chí Thánh Đại Đế giận dữ, thế nhưng lúc này hắn cũng không có cách nào. Bằng vào thực lực của hắn hiện tại tuy rằng mạnh hơn người có linh hồn dung hợp với thái cổ U Minh Viêm này,
nhưng muốn giết loại linh vật trời sinh khủng bố này lại không thể nào làm được. Huống chi hiện tại trong tay đối phương còn có con tin. Chỉ là dưới sự giận dữ này, ánh mắt Chí Thánh Đại Đế lại lén lút biến đổi, dường như đang sắp xếp với Lục Lâm Thiên cái gì đó. Được, ta giao cho ngươi. Vẫn là một tay giao vật một tay giao người. Ánh mắt Lục Lâm Thiên âm trầm, hắn biết rõ mình không có lựa chọn nào khác. Nam Thúc, Sư Phụ Thánh Thủ Linh Đế, hai vị nhạc phụ. Trong bốn người này hắn không thể mặc kệ một ai, cho dù là đại cơ duyên kia hắn cũng không thể để cho bốn người xảy ra chuyện gì. Bốn người Nam Thúc lúc này dường như ngay cả âm thanh cũng bị cấm chế, mắt nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt trợn lên, dường như muốn nói gì đó thế nhưng lại nói không nên lời. Ta không hề tin ngươi, ngươi giao trước, nếu không ta sẽ giết người, bắt đầu đổ sát tất cả mọi người, ngươi không có lựa chọn nào khác. Giới chủ linh vũ giới đề phòng Lục Lâm Thiên lại dùng chiêu như lần đầu tiên, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Chí Thánh Đại Đế, dường như kiêng kỵ Chí Thánh Đại Đế dùng thủ đoạn gì đó. Tốt, xem như ngươi lợi hại. Trong mắt Lục Lâm Thiên tràn ra hàn ý ngập trời, thế nhưng đành để cho đối phương dắt mũi dẫn đi, thực lực không đủ cũng chỉ có thể như vậy. Dứt lời, Lục Lâm Thiên nắm ngọc giản kia trong tay, hung hăng ném về phía giới chủ linh vũ giới. Khặc khặc. Giới chủ linh vũ giới nở nụ cười âm lệ, lập tức phất tay đánh ra một đạo năng lượng bao phủ ngọc giản vào bên trong, sau đó lập tức thu vào trong lòng bàn tay. Đây chính là ngọc giản mà thiên đế thần bí kia đã từng nói qua a. Nhanh thả bọn họ. Lục Lâm Thiên âm trầm nói. Vật đã tới tay, cơ duyên đã là của ta. Ha ha. Giới chủ linh vũ giới không để ý tới Lục Lâm Thiên, nhìn ngọc giản trong tay, ánh mắt phát sáng. Vì ngọc giản trong lòng bàn tay hiện tại mà hắn đã sắp xếp vô số năm, rốt cuộc hiện tại cũng đã thành công. Hừ, cho rằng bắt mấy người là có thể uy hiếp được ta sao? Thời gian loạn. Trong giây lát, ngay khi giới chủ linh vũ giới đang cao hứng, không gian chung quanh đột nhiên có khí tức quỷ dị lan tràn. Khí tức này vô thanh vô tức lan tràn vây khốn giới chủ linh vũ giới vào bên trong. Cả không gian lập tức biến hóa, lúc nhanh lúc chậm. Thời gian loạn khiến cho người ta khó có thể phòng ngự. Chuyện này khiến cho giới chủ linh vũ giới giống như lúc trước, lập tức chịu ảnh hưởng cực lớn. Trong lòng hắn lập tức hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng trong sát na hắn đã mất đi sự khống chế với thân thể mình. Phanh! Trong giây lát, Chí Thánh Đại Đế lần nữa đánh ra một đạo trưởng ấn ở trong không gian quỷ dị đột nhiên dùng tốc độ quỷ mị, lặng lẽ xuất hiện sau lưng giới chủ linh vũ giới. Dưới tình huống thi triển thời gian loạn, giới chủ linh vũ giới cho dù có phát hiện ra cũng không kịp né tránh. Bởi vì vừa mới đạt được ngọc giản khiến cho hắn vô cùng kích động. Dưới lòng bàn tay của Chí Thánh Đại Đế có năng lượng mênh mông chút xuống, không gian dưới lòng bàn tay bị phá hủy lộ ra quang mang đen kịt khiến cho lòng người rung động. Một trường kia lập tức nghiền nát quang mang bằng hỏa diễm màu xanh ra trời, sau đó lại hung hăng đập vào lưng giới chủ linh vũ giới. Âm thanh trầm thấp, bạo liệt vang vọng. Thân thể giới chủ linh vũ giới lảo đảo, bị đánh bay. Siêu. Dính một trường này, giới chủ linh vũ giới lập tức bị đánh bay về phía trước. Nghĩa phụ, sư phụ, nhạc phụ, các người mau lui lại. Thân ảnh Lục Lâm Thiên trong sát na cũng đi tới trước mặt bốn người. Giải cấm chế trên người bốn người. Con mẹ ngươi, ngươi dám upsilon lão tử nổi giận. Ta không thể giết ngươi, nhưng muốn giáo huấn ngươi thì lại không thành vấn đề. Cùng lúc. Chí Thánh Đại Đế cũng không dám khinh thường nữa, dựa vào ưu thế khủng bố trên lực lượng thời gian, thân thể hắn lần nữa xuất hiện trước người giới chủ linh vũ giới còn chưa ổn định lại thân thể. Không biết xảy ra chuyện gì, lúc này giới chủ linh vũ giới dường như chịu một trường toàn lực của Chí Thánh Đại Đế cho nên tốc độ đã bắt đầu chậm lại. Mà lúc này thân ảnh Chí Thánh Đại Đế xuất hiện, mái tóc bạc tung bay, quanh thân có quang mang chói mắt, trên hai mắt lập tức có quang mang quỷ dị, chói mắt đột nhiên đại thịnh. Thiên linh hồn nhãn. Trong hai con mắt của Chí Thánh Đại Đế đột nhiên có hai đạo quang trụ bàng bạc lướt ra rồi lập tức hội tụ lại một chỗ. Trong nháy mắt ngắn ngủi hóa thành một khe nứt cực lớn giống như một con mắt, bên trong hiện lên động sâu trong không gian. Động sâu này thâm thúy, sâu không thấy đáy, lộ ra quang mang đen kịt giống như đôi mắt. Năng lượng đáng sợ giống như một cơn lốc từ bên trên truyền ra. Bên trong có lực lượng khủng bố thôn phệ vạn vật lan tràn ra. Không gian chung quanh động sâu đen kịt này giống như tấm gương bị nghiền nát, bắt đầu bị rạn nứt. Tiếp đó lập tức bị lỗ đen cực lớn thôn phệ, lỗ đen khủng bố này giống như ngay cả thiên địa cũng có thể thôn phệ.
Có lực lượng thời gian của Chí Thánh Đại Đế, giới chủ linh vũ giới không có cách nào thoát thân ra, động sâu đen kịt trong không gian này cũng nhanh chóng bao phủ giới chủ linh vũ giới. Động sâu lan tràn, dưới cỗ khí tức này linh hồn tất cả đế giả run rẩy. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, thiên linh hồn nhãn do sư phụ Chí Thánh Đại Đế thúc dục so với hắn cường hãn hơn quá nhiều. Giống như có thể thôn phệ thiên địa vậy. Động sâu đen kịt khủng bố phá hủy cả phiến không gian phía dưới nứt vỡ từng khúc. Bên trong động sâu, giới chủ linh vũ giới cũng bị nhốt ở bên trong. Sau khi năng lượng khủng bố dần dần tiêu tán, mọi người mới có thể nhìn lên trên không trung. Vừa rồi cũng không có ai dám nhìn vào trong cái động sâu đen kịt khủng bố kia, chỉ cần liếc nhìn vào lập tức có cảm giác linh hồn bị hao tổn. Không ngờ lại không có việc gì. Trên không trung, khi tất cả dần dần yên tĩnh, mọi người ngẩng đầu lên, thân ảnh giới chủ linh vũ giới vẫn đạp không đứng lơ lửng, giống như công kích hủy thiên diệt địa vừa rồi không thể làm gì được hắn vậy. Nhìn cảnh này, da đầu mọi người run lên, trong lòng thầm hít sâu một ngụm khí lạnh. Ồ! Lúc này Lục Lâm Thiên đang ngăn cản trước mặt bốn người thánh thủ linh đế, Độc Cô Ngạo Vũ, Bắc Cung Kình Thương, Nam Thúc đột nhiên biến sắc, có chút nghi ngờ ồ lên một tiếng. Linh hồn Lục Lâm Thiên có cảm giác, hắn phát hiện ra một chuyện, bên trong thế giới của Thái Cổ Minh Viêm Hỏa kia, vốn linh hồn phân thân của hắn đã không còn cách nào trèo chống được nữa, sắp bị đầu cự long bằng hỏa diễm màu xanh thôn phệ. Đến khi đó linh hồn phân thân của hắn sẽ triệt để bị dung hợp, luyện hóa, trở thành Thái Cổ U Minh Viêm chính thức. Thế nhưng mà lúc này đầu cự long bằng hỏa diễm màu xanh kia dường như đã bị ảnh hưởng, trong giây lát đột nhiên ngừng công kích, thôn phệ linh hồn phân thân của hắn. Thân thể ở trong biển lửa màu xanh ra trời đột nhiên có quang mang màu xanh chói mắt lan tràn ra, khí tức âm hàn mênh mông bộc phát. Siêu siêu! Đầu cự long bằng hỏa diễm màu xanh ra trời bên trong thế giới của Thái Cổ U Viêm Hỏa đột nhiên không ngừng giãy giụa, vặn vẹo, giống như đang giao phong kịch liệt. Thân thể nho nhỏ cuồn cuộn, đánh văng hỏa diễm màu xanh ra trời ra bốn phía. Vô số bọt khí màu xanh ra trời nổ tung, ngàn vạn hỏa diễm màu xanh ra trời giống như dung nham theo đó bắn tứ tung. Không đúng, dường như có chút cổ quái. Long Bành lão tổ nhíu mày, nhìn giới chủ linh vũ giới rồi nói. Mọi người nghe vậy lập tức cẩn thận quan sát giới chủ linh vũ giới. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, lúc này trên người giới chủ linh vũ giới đột nhiên có khí tức nóng bỏng lan tràn. Hỏa diễm màu xanh ra trời đột nhiên từ trong cơ thể người này tuôn ra, toàn thân bắt đầu chuyển thành màu xanh. A-hát! Trong miệng giới chủ linh vũ giới bắt đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết, giống như đang phải thừa nhận sự thống khổ nào đó. Sự thống khổ này dường như không bình thường khiến cho giới chủ linh vũ giới bắt đầu ôm lấy đầu mình kêu thảm. Trong Thái Cổ U Viêm Hỏa, giờ phút này đầu cự long bằng hỏa diễm giãy giụa kịch liệt, trong miệng truyền ra tiếng kêu gào thảm thiết. Tiếng kêu gào này khiến cho người ta nghe được linh hồn lập tức run rẩy. Âm thanh rất quen thuộc. Linh hồn bổn nguyên của Lục Lâm Thiên nhíu mày, âm thanh này khiến cho Lục Lâm Thiên có cảm giác rất quen thuộc. Bên ngoài không gian, lúc này toàn thân giới chủ linh vũ giới đã bị quang mang màu xanh ra trời bao phủ. Khí tức âm hàn ngập trời mang theo khí tức nóng bỏng lan tràn. Khí tức càng ngày càng khủng bố khiến cho không gian chung quanh vặn vẹo. Năng lượng âm hàn và nóng bỏng mênh mông bắt đầu tràn ngập trong thiên địa. Tất cả mọi người nghi hoặc, Chí Thánh Đại Đế cũng cảm thấy giật mình, không biết Thái Cổ U Minh Viêm này lại đang làm cái gì. Dưới cỗ khí tức nóng bỏng này, mặt nạ màu vàng trên mặt giới chủ linh vũ giới dường như cũng không bị khống chế nữa, bắt đầu bị hòa tan. Cũng không bao lâu sau, mặt nạ màu vàng tan rã, lộ ra khuôn mặt vì đau đớn mà đang biến dạng. Tuy rằng khuôn mặt này có chút biến dạng, thế nhưng trong lúc mơ hồ có thể nhận ra đây là một khuôn mặt tuấn tú, khí khái, ngũ quan như điêu khắc vậy. Nhìn thấy khuôn mặt này, tất cả mọi người có mặt ở đây lập tức nhận ra. Tất cả mọi người nghi hoặc, khó hiểu, ánh mắt lập tức nhìn về phía một đạo thân ảnh sau lưng Lục Lâm Thiên. Đó là một đạo thân ảnh giống như giới chủ linh vũ giới như đúc. Không. Cùng lúc, ngay sau lưng Lục Lâm Thiên, một tiếng hét lớn vang lên. Một đạo thân ảnh lập tức nhảy ra. Đạo thân ảnh này mặc trường bào màu tím, khí độ bất phàm, toàn thân lan tràn khí thế giống như bế nghệ thiên hạ. Đạo thân ảnh này có khuôn mặt giống giới chủ linh vũ giới như đúc. Xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bộ dáng của giới chủ linh vũ giới lại như vậy? Rốt cuộc giới chủ linh vũ giới có quan hệ gì với hắn? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Từng đạo ánh mắt mang theo sự rung động, kinh ngạc nhìn chăm chú về phía giới chủ linh vũ giới và đạo thân ảnh kia trên không trung, cơ hồ tất cả đế giả đều kinh ngạc. Xoẹt! Trên người giới chủ linh vũ giới đột nhiên run lên, hỏa diễm cuồn cuộn bắt đầu phun trào khiến cho khuôn mặt kia ngày càng biến dạng, vặn vẹo, bắt đầu phai nhạt. Trong nháy mắt ngắn ngủi, sắc mặt đạo thân ảnh cao ngất, khí khái vừa mới nhảy ra kia lập tức trắng bệch. Mà lập tức, khuôn mặt anh tuấn, khí khái của giới chủ linh vũ giới biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc vô thanh vô tức, toàn thân bắt đầu có hỏa diễm màu xanh ra trời âm hàn, kinh khủng lan tràn ra chung quanh, bao phủ trọn thân thể của giới chủ linh vũ giới. Hỏa diễm màu xanh ra trời cuồn cuộn lập tức co rút lại, cuối cùng hóa thành một nam tử áo lam đứng sừng sững trên không trung. Giữa không trung, quanh thân nam tử áo lam này có hỏa diễm âm hàn nhàn nhạt đang nhảy múa, chung quanh không có bất kỳ nhiệt độ nóng bỏng nào đáng nói. Thế nhưng lại khiến cho người ta cảm nhận được khí tức âm hàn. Nam tử áo lam chỉ lẳng lặng đứng trên không trung, hai con mắt khép hờ. Toàn thân lan tràn ra khí tức vương giả, thế nhưng lại giống như vương giả tới từ cửu địa ngục. Toàn thân không có một chút khí tức nào khuếch tán ra bên ngoài. Thế nhưng lại khiến cho cơ hồ tất cả đế giả có mặt ở đây cảm thấy linh hồn bỡ ngỡ. Mà lúc này Chí Thánh Đại Đế trên không trung nhíu mày, khí tức âm hàn trên người nam tử áo lam này giống như trường tồn từ cổ chí kim, lộ ra khí tức âm hàn cổ xưa không nói nên lời. Cỗ khí tức này giống như tồn tại với thiên địa vậy. Siêu! Ánh mắt của tất cả mọi người kinh ngạc, rung động nhìn lên không trung. Lúc này nam tử áo lam kia rốt cuộc cũng mở hai mắt ra. Hai mắt sáng ngời giống như ngôi sao, chỉ là bên trong hai mắt lại mang theo khí tức âm hàn không nói nên lời. Dưới cỗ khí tức âm hàn này còn xen lẫn khí tức nóng bỏng. U Minh, nhìn chăm chú vào thái cổ U Minh Viêm lúc này, ánh mắt mẫu đơn phía dưới đột nhiên biến đổi. Bộ dáng của nam tử áo lam này chính là U Minh mà nàng quen thuộc, cả hai giống như đúc. Nhìn nam tử áo lam này, vô số ánh mắt dưới không trung đồng thời cũng nhìn về phía đạo thân ảnh mặc trường bào màu tím. Sắc mặt trắng bệch kia. Cùng lúc này, nhìn đạo thân ảnh mặc trường bào màu tím này, đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, Lục Tâm Đồng, Bắc Cung Tinh Mộc, Độc Cô Hồn Long nghẹn họng, há hốc mồm, ngây dại không nói nên lời. Lúc này ánh mắt Lục Lâm Thiên cũng kinh ngạc nhìn về phía người này. Dù thế nào thì lúc này Lục Lâm Thiên cũng không thể tưởng tượng, cũng không biết rõ giới chủ linh vũ giới đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là quan trọng người này chính là Lục Lâm Thiên sững sờ, tuy rằng Lục Lâm Thiên đã từng suy đoán qua thân phận của giới chủ linh vũ giới, thế nhưng hắn thật không ngờ lại là người đó. Chuyện này khiến cho hắn căn bản không thể tưởng tượng nổi. Lục Lâm Thiên nhìn đạo thân ảnh cao ngất này, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, mãi một lúc lâu không thể dẹp loạn sự rung động trong lòng. Hắn thật không ngờ sẽ là người này, nhìn người này một lúc lâu, ánh mắt Lục Lâm Thiên run rẩy, nói. Thì ra là ngươi. Ánh mắt của tất cả mọi người lúc này đều nhìn chăm chú vào đạo thân ảnh này, mãi một lúc lâu không thể dẹp loạn sự rung động trong lòng. Người này có quan hệ như thế nào với giới chủ linh vũ giới, còn có bộ dáng vừa rồi dường như là linh hồn bị trọng thương. Ở đây đều là đế giả tại sao lại nhìn không ra, tại sao lại không biết, trong lòng mọi người đều hiểu rõ người này và giới chủ linh vũ giới kia chỉ là một người mà thôi. Mà giới chủ linh vũ giới kia chỉ là linh hồn phân thân của người này. Từ biến cố vừa rồi có thể nhận ra, dường như trong linh hồn phân thân xảy ra biến hóa gì đó, làm cho xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Bằng không sao ai có thể ngờ tới, giới chủ linh vũ giới khủng bố này lại chính là người nọ. Sau khi biết rõ giới chủ linh vũ giới này chỉ là một đạo linh hồn phân thân, cơ hồ tất cả đế giả đều từng suy đoán trong lòng qua, giới chủ linh vũ giới này chính là linh hồn phân thân, vậy thì chủ thể là ai? Thế nhưng chúng đế giả cho dù là ai cũng không nghĩ tới lại là người này. Nhìn thấy người này, ánh mắt chúng đế kinh ngạc, sự chấn động trong lòng khó có thể dẹp loạn. Phụ thân, người nói cho con biết đi, đây không phải là sự thực đúng không? Độc Cô Cảnh Văn nhìn chăm chú đạo thân ảnh cao ngất đang ở trên không trung, thân thể mềm mại run run. Đôi mắt xinh đẹp chấn động, run rẩy. Nàng thật không ngờ giới chủ linh vũ giới này chính là phụ thân nàng. Đường đường là tộc trưởng Độc Cô Ngạo Vũ của Độc Cô Hoàng tộc. Đạo thân ảnh trên không trung mặc trường bào màu tím, thân ảnh cao ngất, không phải là người nào khác mà chính là tộc trưởng Độc Cô Ngạo Vũ của Độc Cô Hoàng tộc, một trong lục đại nhân hoàng tộc. Độc Cô Ngạo Vũ quay đầu nhìn Độc Cô Cảnh Văn, trong mắt hiện lên tia áy náy, nói.
Cảnh Văn, có lẽ bây giờ con cũng đã biết rõ, cho nên ta cũng không cần giấu giếm nữa. Ta chính là giới chủ linh vũ giới. Phụ thân, rốt cuộc là vì cái gì? Tại sao người lại làm như vậy? Độc Cô Cảnh Văn nghe vậy, tia hy vọng do nàng tự dựng lên trong lòng lập tức bị nghiền nát, đôi mắt xinh đẹp run rẩy. Tất cả chuyện này khiến cho bản thân nàng khó có thể tiếp nhận. Ngạo Vũ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi phải cho ta một câu trả lời. Không ngờ ngươi lại là giới chủ linh vũ giới, đường đường là tộc trưởng Độc Cô Hoàng tộc, không ngờ lại là giới chủ linh vũ giới. Ngươi để Độc Cô Hoàng tộc ta ở đâu? Tộc quy ở đâu? Đám người Độc Cô Hồn Long, Độc Cô Việt Không, Độc Cô Không Kính, ba cường giả của Độc Cô Hoàng tộc lập tức nhìn về phía Độc Cô Ngạo Vũ. Sau khi ba người biết rõ tất cả chuyện này cũng khiếp sợ không thôi. Sự khiếp sợ so với người bình thường còn lớn hơn nhiều. Hừ, đối mặt với ba vị lão tổ trong tộc, ánh mắt Độc Cô Ngạo Vũ đột nhiên lạnh lẽo, trầm xuống nói. Ta có gì sai, các ngươi có tư cách gì chất vấn ta? Nhiều năm trôi qua như vậy, ta tận lực tận tâm vì bổn tộc, coi như tất cả mọi chuyện ta làm sau lưng cũng là vì Độc Cô Hoàng tộc. Vì có một ngày Độc Cô Hoàng tộc có thể thoát khỏi trói buộc, có thể đứng ngạo nghễ trên đại lục, có thể bao trùm chúng sinh ở dưới chân. Ba người Độc Cô Việt Không, Độc Cô Hồn Long, Độc Cô Không Kính nghe vậy lập tức sững sờ, ánh mắt co rúm lại, dường như nói ra suy nghĩ của bản thân vậy. Độc Cô Ngạo Vũ cũng không cho ba người cơ hội mở miệng, ánh mắt trầm xuống, tiếp tục nói. Ta một lòng vì bổn tộc như vậy, mà các ngươi làm cái gì? Chỉ bế quan tu luyện mấy trăm năm, mấy ngàn năm. Thế nhưng tu vi lại không có bao nhiêu tiến bộ, chẳng lẽ các ngươi cho rằng dựa vào thực lực của các ngươi là có thể làm cho Độc Cô Hoàng tộc ta, để cho các hoàng tộc khác có thể thoát khỏi sự trói buộc của thiên đế hay sao? Nực cười tới cực điểm, trước kia ta đã từng nói qua với các ngươi. Thế nhưng các ngươi lại coi như không. Sự thật đã chứng minh, ngay từ đầu các ngươi đã sai, đoán cũng sai mà làm cũng sai. Cho nên ta làm một mình, tất cả đều do ta tự mình sắp xếp. Ta có kế hoạch của ta. Ta biết trong thiên chủng có đại cơ duyên. Chỉ cần đạt được đại cơ duyên này là có thể thoát khỏi sự trói buộc của thiên đế. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là phải có 9 bản vô tự thiên thư. Tàn hồn của lão tổ đời thứ nhất trong Độc Cô Hoàng tộc đã nói tới vô tự thiên thư. Chỉ là dụng ý thực sự của lão tổ cũng không phải là hội tụ 9 bản vô tự thiên thư để đối phó với thiên đế. Mà là có 9 bản vô tự thiên thư mới có thể nhận được đại cơ duyên. Cực hạn linh vũ, phá toái hư không. Ngao du thiên địa, coi rẻ chúng sinh. Mà các ngươi chỉ biết trốn đi tu luyện, thế nhưng lại không có bao nhiêu tiến bộ. Nếu như dựa vào các ngươi thì Độc Cô Hoàng tộc sẽ suy tàn rồi biến mất. Sự xuất hiện của Lục Lâm Thiên chính là ví dụ, tất cả các hoàng tộc chúng ta đều bị hắn đạp dưới chân. Độc Cô Ngạo Vũ ngừng một lát, giống như muốn một lời nói hết tất cả. Nhiều năm qua như vậy hắn che giấu vô cùng sâu. Không có ai biết được bí mật này. Đã bị phát hiện cho nên hắn có cảm giác như được đại xá, toàn thân có cảm giác nhẹ nhõm không thôi. Trong lòng cất giấu bí mật lớn như vậy khiến cho những năm gần đây không lúc nào hắn có cảm giác yên tâm. Lúc này trong lòng hắn vô cùng nhẹ nhõm. Sau khi nói ra tất cả bí mật, sau này hắn cũng không cần che giấu gì nữa, không cần mỗi ngày cố gắng che giấu tất cả. Loại cảm giác này thật sự quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Thành công, vui sướng, kích động và vui vẻ. Thất vọng và đau thương từ trước tới nay hắn chưa từng chia sẻ được với ai. Loại cảm giác này cũng khiến cho hắn sắp sụp đổ. Nghe Độc Cô Ngạo Vũ nói, ánh mắt ba người Độc Cô Việt Không khẽ đổi, sắc mặt ngay từ đầu đã có chút khó coi, thế nhưng ánh mắt lập tức hiện lên vẻ bất đắc dĩ, có cảm giác á khẩu không trả lời được. Bởi vì Độc Cô Ngạo Vũ nói đúng. Nghe Độc Cô Ngạo Vũ nói, cường giả tất cả các đại hoàng tộc khác rung động. Ta âm thầm sắp xếp tất cả. Tất cả đều nằm trong sự khống chế của ta. Ở giữa chúng xuất hiện một chút ngoài ý muốn, chỉ là cũng không có vấn đề quá lớn. Cho tới bây giờ tất cả kế hoạch của ta đều bị phá hủy. Độc Cô Ngạo Vũ tiếp tục nói, dứt lời, hắn lại nhìn Lục Lâm Thiên cùng Chí Thánh Đại Đế, ánh mắt nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên trầm giọng nói. Con rể tốt của ta, ngươi chính là sự ngoài ý muốn đó. Ngươi quật khởi quấy rầy tất cả kế hoạch của ta. Ta cũng thật không ngờ lại là ngươi. Lục Lâm Thiên nhìn Độc Cô Ngạo Vũ, sự rung động trong lòng hắn vẫn chưa dẹp loạn hết. Trong lòng vô cùng phức tạp, đồng thời còn rất nhiều nghi vấn. Tất nhiên ngươi không thể nghĩ tới là ta, thế nhưng cũng bởi vì ta mà ngươi có thể trưởng thành, bởi vì ngươi xuất hiện quấy rầy kế hoạch của ta,
nữ nhi cảnh văn của ta không ngờ lại chọn ngươi. Vốn ta không đồng ý, thế nhưng ta cũng không muốn cảnh văn thương tâm, cho nên cũng chỉ miễn cưỡng đồng ý. Ta cũng không thể giết ngươi, sợ cảnh văn thương tâm. Ngươi quấy rầy tất cả kế hoạch của ta, bất quá ta cũng có một kế hoạch khác, đó là để cho ngươi thay ta đi hoàn thành tất cả kế hoạch. Thế nhưng sau này ta thật không ngờ ngươi lại có quan hệ với nữ nhi thứ hai của ta. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn Lục Lâm Thiên nói. Thanh Tuyền thực sự là nữ nhi của ngươi sao? Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, trong những nghi vấn trong đầu, điều đầu tiên Lục Lâm Thiên muốn biết chính là Lăng Thanh Tuyền có phải có quan hệ thực sự với vị nhạc phụ này của hắn hay không? Nếu như Lăng Thanh Tuyền là do vị nhạc phụ này sinh ra, vậy thì tại sao lại không để lại trong Độc Cô Hoàng tộc? Trên người Lăng Thanh Tuyền và Lăng Thanh Tuyệt cũng không có thần hoàng khí của Độc Cô Hoàng tộc. Đúng vậy, Thanh Tuyệt và Thanh Tuyệt đều là con của ta. Giống như Cảnh Văn đều là con của ta, ta đã thiếu bọn chúng quá nhiều. Nói tới Lăng Thanh Tuyệt và Lăng Thanh Tuyền, vẻ mặt Độc Cô Ngạo Vũ có chút cô đơn. Phụ thân, sau khi mẫu thân sinh con xong bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma mà mất đi. Không có khả năng con có huynh đệ, tỷ muội. Độc Cô Cảnh Văn lắc đầu. Chuyện này khiến cho nàng không có cách nào tin nổi, nàng còn huynh đệ, tỷ muội, mẫu thân nàng bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma cho nên đã sớm qua đời. Cảnh Văn, đây cũng là chuyện mà ta phải xin lỗi con. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn Độc Cô Cảnh Văn, ánh mắt tràn ngập vẻ yêu thương, khẽ thở dài lau vết máu ở khóe miệng rồi nói. Chuyện mà trước kia ta nói với con kỳ thực cũng không phải là sự thực. Kỳ thật mẫu thân con không phải tẩu hỏa nhập ma mà rời trần thế. Người tẩu hỏa nhập ma là ta, bởi vì ta cưỡng ép tu luyện âm dương linh vũ quyết cho nên mới tẩu hỏa nhập ma. Mẫu thân con trong lúc vô tình phát hiện ra ta tẩu hỏa nhập ma, muốn cứu ta, thế nhưng lại bị ta dưới tình huống không khống chế, không biết rõ thôn vệ sạch sẽ. Chờ tới lúc ta phát hiện ra thì mẫu thân con đã đi rồi. Dứt lời, trong mắt Độc Cô Ngạo Vũ ướt át. Hóa ra là mẫu thân vì người mới chết. Thân thể mềm mại của Độc Cô Cảnh Văn lần nữa run lên. Lảo đảo lui về phía sau một bước, trong đôi mắt xinh đẹp có nước mắt chảy xuống. Ánh mắt Bạch Linh khẽ đổi, thân thể lặng lẽ đi tới bên người Độc Cô Cảnh Văn, đỡ thân thể mềm mại đang run rẩy của Độc Cô Cảnh Văn. Ánh mắt Độc Cô Ngạo Vũ chớp động, nhìn qua Độc Cô Cảnh Văn rồi tiếp tục nói. Khi mẫu thân con rời đi, trong lòng ta khó chịu cho nên đã tuyên bố với bên ngoài là bế quan trong một thời gian ngắn. Kỳ thực là ta rời khỏi bổn tộc, ra ngoài giải sầu. Trong khoảng thời gian ta buồn bã nhất thì ta gặp một cô nương, nàng có vài phần tương tự với mẫu thân con, thế nhưng tính cách lại không giống như vậy. Trong thời gian buồn bã nhất ta gặp nàng trong một nơi nguy hiểm, cũng cứu nàng, cơ duyên xảo hợp cho nên chúng ta quen biết nhau. Cứ như vậy sau đó nàng ở cùng ta. Ngừng một lát, ánh mắt Độc Cô Ngạo Vũ nhìn về phía Đông Cung Huyên của Thiên Vân Đảo nói. Ngươi có một tỷ tỷ gọi là Đông Cung Khinh đúng không? Ngươi biết tung tích của tỷ tỷ ta. Tỷ ấy đã mất tích mấy chục năm qua, nghe nói sau khi tỷ ấy đi vào một nơi nguy hiểm thì không đi ra nữa. Chẳng lẽ tỷ ấy còn chưa chết, ngươi biết tin tức của tỷ ấy sao? Ánh mắt trên khăn che mặt màu hồng của Đông Cung Huyên lập tức nhìn về phía Độc Cô Ngạo Vũ, toàn thân run rẩy không ngừng. Lúc trước tỷ tỷ nàng mất tích, Thiên Vân Đảo đã từng tìm kiếm khắp nơi qua, thế nhưng lại không có tin tức gì. Tỷ tỷ ngươi chính là mẫu thân của Thanh Tuyền và Thanh Tuyệt. Sau khi nàng ở cùng với ta một chỗ, biết đảo quy của Thiên Vân Đảo cho nên không dám trở về. Về sau lại có Thanh Tuyệt và Thanh Tuyền, có thể là bởi vì thần hoàng khí của Độc Cô Hoàng tộc ta, tăng thêm ta cưỡng ép tu luyện âm dương linh vũ quyết cho nên linh lực trong cơ thể ta rất quái dị. Tăng thêm trước kia ở trong hiểm địa kia tỷ tỷ ngươi đã bị trọng thương, cho nên thân thể của tỷ tỷ ngươi ngày càng kém. Ta đã từng khuyên nàng, để cho nàng bỏ Thanh Tuyệt và Thanh Tuyền, có lẽ còn có hy vọng. Thế nhưng nàng nhất quyết lưu lại hai đứa bé này, cho nên ta cũng đành cố gắng che chở cho nàng. Thế nhưng tất cả không nằm trong sự khống chế của ta. Ngay khi Thanh Tuyệt và Thanh Tuyền còn ở trong bụng sắp sinh thì tỷ tỷ của ngươi lại không chịu đựng được. Ngay cả hai đứa trẻ nàng cũng không nhìn lấy một cái mà rời đi. Ta cũng không có cách nào xoay chuyển. Huyết mạch của hoàng tộc kết hợp với người bình thường sẽ không có hoàng khí, thiên phú của hài tử cũng có hạn, thậm chí còn không có cách nào tu luyện. Đây cũng là nguyên nhân mà hoàng tộc không cho phép đệ tử trong tộc kết hôn với người ngoài tộc. Cũng bởi vì nguyên nhân này cho nên trên người Thanh Tuyệt và Thanh Tuyền đều không có thần hoàng khí. Mà ngay cả thân phận linh giả của ta và mẫu thân hai đứa nó cũng không kế thừa,
ngược lại còn kỳ dị trở thành vũ giả, lại là vũ giả toàn hệ. Ta nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ là bởi vì ta cưỡng ép tu luyện âm dương linh vũ quyết cho nên mới khiến cho huynh muội bọn nó trở thành vũ giả ngũ hệ. Thế nhưng lại không có cách nào trở thành linh vũ song tu. Cũng không có thần hoàng khí, giống như ca ca của ta vậy, cũng không có thần hoàng khí. Độc Cô Ngạo Vũ nói xong, sắc mặt lần nữa tái nhợt hơn một ít, ánh mắt hiện lên vẻ chấn động, lại nhìn qua Nam Thúc, rồi nhìn Độc Cô Cảnh Văn nói. Cảnh Văn, ta nói với con những lời này là bởi vì Thanh Tuyệt và Thanh Tuyền là đệ đệ và muội muội của con. Nếu như có một ngày ta không còn trên trần thế thì con nên nhớ con là tỷ tỷ của hai đứa nó. Vì Vô Tự Thiên Thư, vì Âm Dương Linh Vũ Quyết, không ngờ người động thủ sau lưng ta lại là ngươi. Nhìn đệ đệ cùng cha khác mẹ của mình, ánh mắt Nam Thúc run run, hắn cũng không ngờ người ở sau lưng đạo diễn ra tay với hắn chính là vị đệ đệ cùng cha khác mẹ của hắn. Đại ca, vốn ý định ban đầu của ta cũng không phải là đối phó với huynh. Ta chỉ muốn Vô Tự Thiên Thư và Âm Dương Linh Vũ Quyết của huynh mà thôi. Bằng không huynh cho rằng sau khi huynh trọng thương còn có thể chạy thoát sao? Sau khi biết được tin tức của huynh, nếu như ta thật lòng muốn đối phó với huynh thì đã sớm động thủ rồi. Thậm chí vì huynh, vì chúng cường giả Độc Cô hoàng tộc, khi các người tới Linh Vũ giới đánh chết đám người Nghiêm Đỉnh đều là ta sắp xếp. Người lúc trước đối phó với các người đã bị ta loại bỏ sạch sẽ. Độc Cô Ngạo Vũ đạp không đứng lơ lửng, ánh mắt nhìn về bốn phía, lại nhìn về phía Bắc Cung Kình Thương nói. Bắc Cung hoàng tộc cũng như vậy, tin tức mà Bắc Cung hoàng tộc nhận được cũng là do ta cố ý truyền ra. Người hại chết thê tử ngươi dưới sự sắp xếp của ta đã bị các ngươi đánh chết. Coi như các ngươi đã báo được thù. Thế nhưng người sau lưng đầu têu là ngươi. Giết những người kia cũng không tính là báo thù. Vì đạt được Vô Tự Thiên Thư ngươi hại chết thê tử của ta. Ngày hôm nay ta nhất định phải báo thù cho Văn Hinh. Bắc Cung Kình Thương dậm chân tại chỗ nhảy lên, ánh mắt tràn ngập sự giận dữ. Báo thù, thực lực của ngươi còn chưa đủ. Việc này ta cũng không làm sai. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn Bắc Cung Kình Thương nói. Nực cười. Chẳng lẽ ngươi không sai? Vì Vô Tự Thiên Thư mà ngươi đỡ Upsilon.ng tới Bắc Cung hoàng tộc ta. Khiến cho thê tử Văn Hinh của ta vẫn lạc, cho dù là diệt sát thế lực như Địa Viêm Đảo cũng đã chứng minh là ngươi sai rồi. Bắc Cung Kình Thương trầm giọng nói. Về phần ai đúng ai sai, trên đời này có ai nói rõ được chứ? Lập trường không giống nhau, ai đúng ai sai khó có thể nói rõ. Chẳng lẽ ngươi dám cam đoan nói trước khi ngươi giết người còn nói đạo lý? Vì Vô Tự Thiên Thư chẳng lẽ Bắc Cung hoàng tộc các ngươi cũng nói đạo lý sao? Độc Cô Ngạo Vũ lắc đầu, nhìn Bắc Cung Kình Thương hỏi. Bắc Cung Kình Thương sững sờ, ánh mắt run rẩy, nếu như vì Vô Tự Thiên Thư và Bắc Cung hoàng tộc, đương nhiên hắn cũng sẽ không để ý tới tiểu tiết, có một ít chuyện chỉ có thể dựa vào thực lực để giải quyết mà thôi. Nhìn thấy Bắc Cung Kình Thương sửng sốt không nói nên lời, sắc mặt Độc Cô Ngạo Vũ tái nhợt, khóe miệng mỉm cười nhìn chúng đế dưới không trung nói. Đứng ở lập trường của ta, ta muốn đạt được tất cả, muốn san bằng tất cả chướng ngại, lợi dụng tất cả tài nguyên, trong các người ai dám nói ta sai. Trong các người ai dám nói các ngươi tu luyện tới mức này không có tư tâm. Luôn luôn giảng đạo lý. Chúng đế nghe vậy ánh mắt lập tức biến đổi. Không có ai lên tiếng, trên thế giới này vốn là như vậy, tất cả đều dùng thực lực nói chuyện. Thực lực mới là vương đạo. Nếu như mọi chuyện đều nói tới đạo lý thì hiện tại bọn họ làm sao có thể đạt tới cấp độ đế giả này, khi đó bọn họ đã sớm chết trong tay kẻ nào đó không biết rồi. Trên đời này có lẽ có thánh nhân, thế nhưng không phải là những người có mặt ở đây. Mà đối với tu luyện giả như bọn họ mà nói, một khi bước vào con đường tu luyện sẽ không nói đạo lý. Đạo lý chỉ là mặt ngoài, thứ có thể làm chủ bên trong chính là thực lực. Nhìn mọi người không có ai lên tiếng. Trên khuôn mặt tái nhợt của Độc Cô Ngạo Vũ nở nụ cười, tiếp tục nhìn vào Bắc Cung Kình Thương rồi nói. Trên đời này vốn tất cả mọi thứ lấy thực lực làm chuẩn, nếu như nói đúng sai thì còn tu luyện làm gì. Cho nên chỉ có thể nói thực lực phi tôn, thực lực mới là căn bản. Vốn ta không cần để ý tới ngươi, thậm chí còn không cần âm thầm dẫn các ngươi đi tới đây báo thù. Thế nhưng tất cả chuyện này đều là vì Bắc Cung Vô Song và Cảnh Văn có quan hệ với Lục Lâm Thiên. Ta không muốn nữ nhi của ta bởi vì các ngươi mà lâm vào tình cảnh xấu hổ. Chuyện ta làm không muốn nữ nhi ta dính dáng vào, chuyện này không có liên quan tới nó, nếu như ngươi muốn báo thù thì cứ tới. Nghe Độc Cô Ngạo Vũ nói,
hai mắt Bắc Cung Kình Thương vốn tràn ngập giận dữ lúc này lại có một loại cảm giác khác, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào. Ánh mắt Lục Lâm Thiên biến ảo, mặc kệ nhạc phụ Độc Cô Ngạo Vũ của hắn là dạng người gì, làm chuyện gì, thế nhưng không thể phủ nhận một chuyện, hắn là một người phụ thân tốt. Cũng coi như một đời kiêu hùng, có thể đùa giỡn tất cả đế giả trên đại lục trong lòng bàn tay, đây há là chuyện mà người bình thường có thể làm được. Thậm chí ở dưới đáy lòng, Lục Lâm Thiên đối với vị nhạc phụ này rất là bội phục, có thể đùa bỡn, khống chế đế giả trên đại lục trong lòng bàn tay, hào khí và tâm kế bực này quả thực khiến cho người ta khâm phục. Nhạc phụ, thực lực phi tôn, rất đúng. Có một ít chuyện vốn là như vậy, thế nhưng mà làm tổn thương nghĩa phụ của ta, gia gia Lục Vũ của ta cũng bởi vì nhạc phụ mà chết. Ta ba lần bốn lượt gặp hiểm cảnh cũng bởi vì linh vũ giới, cho dù vừa rồi ngươi cũng không khách khí với ta, thế nhưng hết lần này tới lần khác ngươi lại là nhạc phụ của ta. Ngươi làm cho ta rất khó xử a. Lục Lâm Thiên nhìn Độc Cô Ngạo Vũ, trong lòng không ít mâu thuẫn, thậm chí còn bất đắc dĩ. Hắn là phụ thân của Thanh Tuyền và Cảnh Văn, cũng là ngoại công của Du Thược và Lục Trực, Lục Lâm Thiên có thể làm gì bây giờ? Lục Lâm Thiên, ngươi còn gọi ta một tiếng nhạc phụ, xem ra giao Thanh Tuyền và Cảnh Văn cho ngươi ta cũng yên tâm, ta không ngờ hai đứa con gái của ta đều có quan hệ với ngươi. Nhớ kỹ sau này nên đối tốt với Cảnh Văn và Thanh Tuyền. Tất cả mọi chuyện ta làm đều không có quan hệ với hai đứa nó, tất cả mọi chuyện ta làm thậm chí hai đứa nó không biết một chút nào. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn Lục Lâm Thiên, trên khuôn mặt tái nhợt vẫn có khí thế khiến cho người ta biến sắc. Trường bào màu tím tung bay, khí thế bế nghễ thiên hạ trong lúc vô hình lan tràn. Ta sẽ đối tốt với hai nàng. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu nói. Khặc khặc, Độc Cô Ngạo Vũ, người đang bàn giao hậu sự sao? Trên không trung, âm thanh giống như tới từ cửu u địa ngục vang lên. Nam tử áo lam toàn thân tràn ngập khí tức âm hàn cùng với khí tức nóng bỏng lạnh lùng đảo qua tất cả đế giả có mặt. Tất cả đế giả đối mặt với ánh mắt của người này lập tức cảm thấy linh hồn run rẩy như bốc hỏa. Từ sâu trong linh hồn cảm thấy kiêng kỵ thật sâu, mà tất cả mọi người đều đang suy đoán, đây rốt cuộc là Độc Cô Ngạo Vũ hay là một người hoàn toàn khác. Khí tức trên người nam tử này dường như so với vừa rồi còn cường hãn hơn không ít. Minh Viêm, không ngờ ta có thể đùa bỡn tất cả mọi người trong lòng bàn tay, thế nhưng cuối cùng lại thua trong tay ngươi. Ta bị ngươi chơi xỏ. Độc Cô Ngạo Vũ đạp không đứng lơ lửng, ánh mắt nhìn về phía nam tử áo lam có chút chấn động. Đến lúc này hắn mới biết được từ khi hắn vừa mới bắt đầu đã bị Minh Viêm này lừa gạt. Khặc khặc, chuyện này không nên trách ta, tất cả đều là do ngươi tự mình tìm lấy. Lúc đó không phải ngươi cũng lừa gạt ta sao? Nói là liên thủ thế nhưng ngươi lại thừa dịp ta suy yếu và chưa sẵn sàng, cưỡng ép xung hợp ta hay sao? Nam tử áo lam nhìn Độc Cô Ngạo Vũ cười nhạt một tiếng, nụ cười này cực kỳ rung động lòng người, nhất cử nhất động đều giống như tự nhiên, cực kỳ yêu dị. Ngay từ đầu ngươi đã lợi dụng ta, sao ta lại để cho ngươi lợi dụng cơ chứ? Cho nên chỉ có luyện hóa ngươi thì ta mới có thể yên tâm được. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn nam tử áo lam, ánh mắt chấn động, trầm giọng nói. Ta rất muốn biết ta thua ở điểm nào, rõ ràng ngươi đã bị ta dung hợp, luyện hóa linh hồn bổn nguyên, tại sao lại khôi phục lại được? Ta đã sớm biết nhân loại các ngươi xảo trá vô cùng, cho nên ta đã đề phòng từ trước. Ta lại cố ý để cho ngươi luyện hóa, dung hợp, thậm chí còn âm thầm giúp ngươi dung hợp. Nam tử áo lam bị Độc Cô Ngạo Vũ gọi là Minh Viêm nhìn Độc Cô Ngạo Vũ, ánh mắt âm hàn khiến cho linh hồn người ta phát run chấn động, nói. Ngươi thất bại là bởi vì ngươi biết quá ít, bởi vì ngươi còn chưa đủ mạnh. Chuyện ta cho ngươi biết đều là thực, đại cơ duyên trong thiên chủng cũng là thực, hội tụ chín bản vô tự thiên thư mới nhận được đại cơ duyên cũng là thực. Còn có chuyện dung hợp với thái cổ u viêm hỏa thì ta mới có thể khôi phục lại đỉnh phong cũng là thực. Chỉ là trong đó có một chuyện ta còn chưa nói rõ cho ngươi biết. Nam tử áo lam khẽ cười cười, nhìn qua Độc Cô Ngạo Vũ, trong mắt có sự vui vẻ nhàn nhạt, nói. Lúc trước ta vừa mới trốn ra cho nên rơi vào tình trạng suy yếu cực độ. Ngươi lại hiểu rõ linh vật trời sinh chúng ta có tác dụng với ngươi như thế nào, cho nên ta biết trong lòng ngươi có tư tâm, sẽ không buông tha cho ta. Mà khi đó ta đã quá suy yếu, lại có người hạn chế ta, đồng thời ta cũng cần tìm thái cổ u viêm hỏa đang bị nhốt ở nơi nào. Ta bị người kia hạn chế, cho nên ta cũng không thể đi lại khắp nơi tìm kiếm, cho nên dứt khoát tương kế tự kế, cho ngươi luyện hóa, dung hợp. Vừa vặn có thể giúp ta hoàn thành một ít chuyện,
Chuyện như thế tại sao ta lại không làm cơ chứ? Thế nhưng rõ ràng ta đã luyện hóa linh hồn bổn nguyên của ngươi, ngươi không có khả năng khôi phục lại được. Chẳng lẽ ngươi đã sớm bố trí thủ đoạn khác? Ánh mắt Độc Cô Ngạo Vũ trầm xuống, nhìn Minh Viêm hỏi. Độc Cô Ngạo Vũ biết rõ ràng mình đã luyện hóa linh hồn bổn nguyên của Minh Viêm, đây là chuyện không giả, bản thân hắn nhất định sẽ không nhận lầm. Linh hồn bổn nguyên của Minh Viêm đã bị luyện hóa, Minh Viêm cũng tuyệt không có khả năng phục sinh. Thế nhưng lúc này sự thật lại ở ngay trước mắt hắn. Đương nhiên, ngươi cho rằng bằng vào thực lực của ngươi lúc ấy bằng vào ngươi có thể luyện hóa được ta hay sao? Quá nực cười, lúc trước ngươi vừa mới đột phá linh đế nhất trọng mà thôi. Coi như ta suy yếu vô cùng thì vẫn có lực tự bảo vệ mình. Ngay từ đầu chúng ta đã nói, ta mượn linh hồn thể của ngươi để khôi phục. Thế nhưng ta đã đoán ngươi gian trá giảo hoạt, nhất định sẽ thừa dịp ta suy yếu mà luyện hóa, dung hợp ta, cho nên ta cố ý bố trí một thủ đoạn, cho ngươi cố ý luyện hóa linh hồn bổn nguyên rồi dung hợp ta. Bằng không coi như ngươi có biết rõ biện pháp luyện hóa dung hợp ta, bằng vào bổn sự của ngươi. Coi như là 10 linh hồn phân thân của ngươi cũng không luyện hóa được linh hồn bổn nguyên của ta. Linh hồn phân thân của ngươi đã sớm tan thành mây khói trong thế giới của ta rồi. Bởi vậy ta còn âm thầm giúp ngươi luyện hóa linh hồn bổn nguyên của ta, là bởi vì chuẩn bị cho ngày hôm nay. Minh Viêm ngừng một lát, nhìn Độc Cô Ngạo Vũ tiếp tục nói. Ta không có nói cho ngươi biết là bởi vì thủ đoạn mà ta bố trí, chỉ cần ngươi thôn phệ thái cổ u viêm hỏa là có thể khiến cho thủ đoạn mà ta bố trí có tác dụng. Một đạo linh hồn bổn nguyên che giấu của ta có thể lập tức thức tỉnh, để cho ta có thể thức tỉnh lại linh hồn bổn nguyên đã bị ngươi luyện hóa. Một lần nữa đoạt lại thân thể của ta, ngươi vẫn cho rằng triệt để luyện hóa dung hợp ta, thế nhưng lại thật không ngờ ta còn cất giấu một đạo linh hồn bổn nguyên. Cho nên linh hồn bổn nguyên mà ngươi luyện hóa, dung hợp chỉ là bề ngoài mà thôi. Ngươi đã biết chuyện kia vậy thì sẽ nghĩ cách đoạt được thái cổ u viêm hỏa, chỉ cần thái cổ u viêm hỏa trở về thì chính là lúc ta trọng sinh. Nam tử áo lam nói xong, khí tức âm hàn ngày càng khiến cho trong lòng mọi người rung động. Tất cả mọi chuyện đều do hắn sắp xếp kín kẽ không chê vào đâu được. Nhân loại này tính toán sâu đến đâu làm sao có thể vượt mặt tồn tại từ thời viễn cổ như hắn. Lúc trước lão tổ của thập đại hoàng tộc cũng không thể làm gì được hắn. Một hậu nhân làm sao có thể tính toán được hắn. Không ngờ ta tính toán nhiều năm như vậy cuối cùng vẫn bị ngươi tính toán. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn Minh Viêm. Dứt lời khí huyết trong cơ thể nhộn nhạo, khuôn mặt tái nhợt run lên, trong miệng lần nữa có máu tươi phun ra. Phụ thân. Nhìn thấy phụ thân lần nữa phun ra máu tươi, Độc Cô Cảnh Văn run lên, trong lòng lo lắng, bất kể như thế nào người trước mắt vẫn là phụ thân nàng. Coi như phụ thân nàng tính toán người trong thiên hạ, cho dù có phụ cả thiên hạ thì trước mắt nàng phụ thân vẫn là người luôn sủng ái nàng, một người phụ thân tốt. Con gái của ta không sao. Không cần lo lắng cho ta. Độc Cô Ngạo Vũ quay đầu lại nhìn Độc Cô Cảnh Văn nói. Ta để cho đám người hổ khiếu bắt con không trách ta chứ. Con biết phụ thân bắt con và vô song tỷ mục đích là để cho Lâm Thiên đồng ý giao ra ngọc giản cho người mà thôi. Bởi vì người biết rõ nhược điểm của Lâm Thiên, biết rõ chàng quan tâm tới tất cả mọi người bên cạnh. Mà cuối cùng người cũng không thực sự ra tay với chúng con. Độc Cô Cảnh Văn nhìn Độc Cô Ngạo Vũ. Khẽ cắn bờ môi đỏ mọng, ngẩng đầu nói. Đúng vậy, ta làm sao có thể ra tay với con gái của mình được chứ? Quan tâm tới tất cả mọi người bên cạnh chính là nhược điểm chí mạng của Lâm Thiên, thế nhưng cũng là ưu điểm. Lúc đầu sở dĩ ta có thể vừa ý nó kỳ thật không phải vì thiên phú của nó. Trong mắt ta, chỉ cần nó có thể quan tâm con, so với thiên phú mà nói, còn quan trọng hơn rất nhiều. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn Độc Cô Cảnh Văn rồi mỉm cười. Ánh mắt lại nhìn về phía Lục Lâm Thiên nói. Lâm Thiên, ta năm lần bảy lượt muốn ngươi giao ra vật trong tay, mặc dù hơn phân nửa là tự ý muốn đoạt lấy cơ duyên cho bản thân mình, thế nhưng ít nhất có lúc ta nghĩ muốn đạt được cơ duyên cũng vạn lần chết một lần sống. Nếu như ngươi đi đoạt đại cơ duyên, vạn nhất ngươi chết, ngươi có nghĩ tới Cảnh Văn hay không? Có nghĩ tới Thanh Tuyền hay không? Lục Trực và Du Thực sau này phải làm sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên biến ảo. Trong đôi mắt hiện lên quang mang màu vàng như ẩn như hiện, âm dương linh vũ quyết trong cơ thể vận chuyển, đang nhanh chóng khôi phục chân khí và linh lực tiêu hao trong cơ thể. Chuyện ngày hôm nay quả thực quá mức phức tạp. Ta muốn đạt được đại cơ duyên, không để cho ngươi đi vào cũng là không muốn Cảnh Văn và Thanh Tuyền sau này phải lẻ loi hiu quạnh, tuế nguyệt rất dài, chuyện này đáng sợ như thế nào có lẽ ngươi cũng hiểu.
Lục Trực và Du Thược nếu như không có phụ thân bên người cũng không tốt một chút nào. Mà nếu như ta đi vào, cho dù ta chết, có người chiếu cố bọn nó ta cũng rất yên tâm. Nếu như ta có thể đạt được đại cơ duyên, về sau tự nhiên cũng không thiếu chỗ tốt của ngươi. Trong lòng ta cũng thật tâm coi ngươi như nửa con trai vậy. Nhìn Lục Lâm Thiên, Độc Cô Ngạo Vũ nói. Lục Lâm Thiên nghe vậy, trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp, nhìn đạo thân ảnh mặc trường bào màu tím trước mặt, nhìn đạo thân ảnh lúc này vẫn tràn ngập khí thế bế nghệ thiên hạ, trong lòng hắn có chút cảm xúc. Nhạc phụ, dường như bây giờ còn chưa phải lúc chúng ta nói tới những chuyện này. Ánh mắt Lục Lâm Thiên cũng không dừng lại trên người Độc Cô Ngạo Vũ quá lâu mà ánh mắt chủ yếu nhìn vào đạo thân ảnh áo lam kia. Đó là Minh Viêm, người này giống U Minh như đúc, chính là Thái Cổ Minh Viêm Hỏa. Lúc này khí tức trên người Minh Viêm này Lục Lâm Thiên có thể cảm nhận được rõ ràng, so với linh hồn phân thân của vị nhạc phụ Độc Cô Ngạo Vũ của hắn còn mạnh hơn nhiều, hơn nữa dường như còn đang tiếp tục tăng cường. Khí tức trên người Thái Cổ Minh Viêm Hỏa này càng ngày càng mạnh, đã tới đế giả cửu trọng. Sợ rằng ngay cả ta cũng khó đối phó. Ánh mắt Chí Thánh Đại Đế ngưng trọng, mái tóc bạc tung bay, thân hình hùng vĩ cao ngất, tăng thêm khuôn mặt hiền lành kia khiến cho người ta vừa nhìn qua lập tức cảm giác được đây là một thế ngoại cao nhân. Cùng với người tính tình nóng nảy quả thực khó có thể nhận ra đây vốn là cùng một người. Hiện tại hắn dung hợp Thái Cổ U Viêm Hỏa, sợ rằng thực lực lại một lần nữa tăng cường. Độc Cô Ngạo Vũ nhíu mày. Khặc khặc, chúc mừng các ngươi đã đoán đúng. Ta và Thái Cổ U Viêm Hỏa vốn là một thể, tuy hai mà một, hiện tại hắn ở trên người của ta đương nhiên ta có thể dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục. Sau khi chúng ta hoàn toàn dung hợp, dùng thiên phú Thái Cổ U Minh Viêm nguyên vẹn của ta, muốn khôi phục tới thời kỳ toàn thịnh cũng không còn xa. Nam tử áo lam gọi là Minh Viêm cười lạnh nói. Nhân loại nhà ngươi ta đã thấy, ngươi bị vây ở nơi này, ta đã từng tận mắt nhìn thấy ngươi đạt được không ít chỗ tốt ở trong này. Minh Viêm lập tức nhìn qua Chí Thánh Đại Đế, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía ngọn núi cực lớn dưới hư không mênh mông. Tại sao ngươi lại biết? Chẳng lẽ ngươi cũng ở bên trong này hay sao? Lúc này tới phiên Chí Thánh Đại Đế kinh ngạc, trong đôi mắt như trăng sáng tràn ngập vẻ kinh ngạc nhìn về phía Minh Viêm. Đương nhiên, chỉ là ta biết rõ sự tồn tại của ngươi mà ngươi lại không biết sự tồn tại của ta. Tuy rằng ngươi bị nhốt, mà ta cũng bị vây khốn. Thế nhưng cuối cùng ta có thể chạy thoát mà ngươi chỉ có thể tiếp tục bị nhốt ở bên trong. Tuy rằng ở trong này thực lực của ngươi tiến bộ cực lớn. Thế nhưng cho dù ngươi tu luyện 10 vạn năm nữa không thoát khỏi chỗ này. Mà chỉ có ta mới có thể trốn ra được. Minh Viêm khẽ mỉm cười nói. Ngươi cũng bị vây khốn ở nơi này. Chí Thánh Đại Đế càng nghi ngờ hỏi. Không tốt, hắn đang kéo dài thời gian, hắn đang càng ngày càng mạnh. Chờ đến khi hắn mạnh nhất sợ rằng tất cả chúng ta không có ai đối phó được với hắn. Chí Thánh Đại Đế nghi hoặc một lát rồi hai mắt lập tức sáng ngời, dường như phát hiện ra điều gì đó cho nên biến sắc, miệng hét lớn một tiếng. Không xong. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lập tức run lên. Khặc khặc, đã không kịp rồi. Hiện tại cho dù là ai trong các ngươi cũng không có cách nào ngăn cản được ta. Đợi một khi ta thu được đại cơ duyên, ta sẽ trở lại đối phó với các ngươi. Còn ngươi nữa, Độc Cô Ngạo Vũ, ngươi dám dung hợp ta. Mặc dù là ta nguyện ý, thế nhưng cũng không được. Chờ sau khi ta đi ra, người thứ nhất ta muốn tiêu diệt chính là ngươi. Minh Viêm lạnh lùng cười một tiếng, thân ảnh đột nhiên run lên, trường bào màu lam run run, toàn thân có khí tức âm hàn lan tràn ra trên không trung. Thực lực ngươi tăng lên thì như thế nào? Tuy rằng không diệt được ngươi nhưng ta vẫn có thể vây khốn ngươi. Mái tóc bạc của Chí Thánh Đại Đế run lên, chân bước ra một bước. Chấn động giống như thời không loạn mênh mông cuồn cuộn lập tức lan tràn ra. Vô dụng, nếu như là 10 lão tổ của các tộc ở thời viễn cổ thì có lẽ còn có thể ngăn cản được ta. Thế nhưng lại không có ai có năng lực đánh chết ta. Trên đại lục này ta chính là bất diệt, bọn họ có liên thủ cũng không có cách nào đánh chết ta. Giống như là ta cũng không có cách nào đánh chết bọn họ vậy. Tuy rằng hiện tại ta còn chưa khôi phục tới đỉnh phong, thế nhưng chỉ bằng vào các ngươi hiện tại căn bản không thể chống lại được ta. Về phần vây khốn ta, nực cười, ngay cả chỗ kia cũng không trói buộc được ta, để cho ta chạy ra thì còn có ai có thể vây khốn được ta nữa. Minh Viêm cười lạnh một tiếng, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo, khí tức âm hàn quanh thân vô thanh vô tức tràn ngập không gian, coi như là Chí Thánh Đại Đế thì lúc này hắn cũng không quá lo lắng, giống như đã tính trước rồi vậy.